đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 2241, các ngươi đều phải chết. Tử vong lưu xa, đây là một loại sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử kết quả. Có người nói tại viễn cổ thời đại sơ kỳ, tử vong lưu xa cũng là cực kỳ thưa thớt, thậm chí có thể dùng hiếm thấy để hình dung. Tại viễn cổ thời đại sơ kỳ, một cái tử vong lưu xa có thể đấu giá khó có thể tưởng tượng giá trên trời, theo năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, Tử vong lưu sa cũng từ từ tại bên trong vùng thế giới này càng ngày càng ít, cho tới cuối cùng phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người rồi. Tử vong lưu sa là một loại cực kỳ đặc thù hạt cát, ở bề ngoài nhìn như cùng phổ thông hạt cát không có quá lớn khác biệt, chỉ khi nào tử vong lưu sa tiếp xúc được bùn đất cùng mặt đất, từ tử vong lưu sa bên trong hội thả ra một loại mãnh liệt tử vong năng lượng, loại này tử vong năng lượng hội nhanh chóng hướng phía trước lan tràn phàm là nhiễm đến loại này tử vong năng lượng người thu luyện thực lực đến thần tôn cảnh cường giả bọn hắn vẫn là có thể dùng tự thân sức mạnh ngăn cản nhưng thực lực tại thần tôn cảnh bên dưới cường giả bọn hắn tại nhiễm đến loại này tử vong năng lượng sau thân thể của bọn họ hội nhanh chóng được loại này tử vong năng lượng thôn phệ cuối cùng thân thể trực tiếp trở nên chia năm xẻ bảy mà chết nói cách khác coi như là thần vương cảnh đỉnh phong cường giả bọn hắn tại nhiễm đến tử vong lưu xa sau bọn hắn cũng không cách nào chống cự. Mà La Thiên Giang các loại thần vương cảnh cường giả, trong đó thực lực mạnh nhất cũng chỉ bất quá thần vương cảnh hậu kỳ mà thôi, chẳng trách Ngô Lăng Hương sẽ nói tử vong lưu xa dùng tại những người này trên người quá lãng phí. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên trong tay tử vong lưu xa, cũng là các nàng Ngô Gia cùng Giang Gia trong lúc vô tình lấy được. Tại các nàng chỗ ở, Ngô Gia cùng Giang Gia cách nhau khoảng cách cũng không phải rất xa, hai nhà bọn họ người thỉnh thoảng sẽ phát sinh va chạm. Này tử vong lưu xa là ngô ra một tên trưởng lão cùng giang ra một tên trưởng lão, bọn hắn tại một chỗ trong sơn cốc bởi vì một lời không hợp lẫn nhau động thủ, cuối cùng đem bên trong sơn cốc một chỗ vách đá cho nổ tung rồi, từ tạc liệt hố nhỏ bên trong phát hiện. Lúc đó phát hiện tử vong lưu xa cũng không phải rất nhiều, nhưng là rất nhanh sẽ đã kinh động ngô ra cùng giang ra lão tổ. Tại Ngô Gia cùng Giang Gia Lão Tổ phân biệt dưới, đã nhận định xuất hiện tử vong lưu sa vách đá chính là hắc ám chi thạch. Trong truyền thuyết tử vong lưu sa cũng chỉ có tại hắc ám chi trong đá mới sẽ sinh ra, hơn nữa chỉ có tại hắc ám chi trong đá, tử vong lưu sa mới có thể một mực bảo tồn lại. Cuối cùng Ngô Gia cùng Giang Gia Lão Tổ từng người được phân cho một nửa tử vong lưu sa. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên lấy tư cách Ngô Gia cùng Giang Gia Thiên Chi Kiêu Nữ, hai người bọn họ tự nhận là được ban cho phần lớn tử vong lưu xa rồi người tu luyện muốn nắm tử vong lưu xa nhất định muốn có tính chất đặc biệt bao tay mới có thể bằng không đồng dạng là sẽ bị tử vong lưu xa bên trong tử vong năng lượng ăn mòn hơn nữa tử vong lưu xa có một cái đặc tính một khi chạm đến mặt đất trong đó tử vong năng lượng chỉ biết hướng về phía trước lan tràn sẽ không hướng về mặt sau lan tràn thiên nguyên cổ thành quảng trường khổng lồ bên trên Tại Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên từng người đem một cái tử vong lưu xa rơi trên mặt đất, để bốn tên thần vương cảnh sơ kỳ lão tổ thân thể chia năm xẻ bảy sau đó trên mặt đất màu đen nhưng vẫn là đang nhanh chóng hướng phía trước lan tràn. Bốn tên thần vương cảnh lão tổ thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy. Này làm cho La Thiên Giang bọn hắn nơi đó một bên người là nuốt nước miếng, nhưng bọn họ vẫn tính là trước tiên tỉnh hồn lại, thân ảnh của bọn họ nhanh chóng ngược về sau lùi, nhưng màu đen trên mặt đất lan tràn quá nhanh rồi. Vân ra bây giờ người trưởng khống vân chấn, hắn mắt thấy màu đen yếu lan tràn đến hắn dưới bàn chân rồi. Hắn nhanh trí quát, mọi người đạp không mà lên, như vậy trên mặt đất màu đen liền không cách nào chạm vào chúng ta. Tự cho là tìm tới phương pháp phá giải vân chấn, hắn bóng người lập tức lăng không nhảy lên rồi. Những người còn lại bởi vì sự tình quá đột nhiên, bọn hắn cũng quên bay trên trời rồi. Được vân chấn như vậy vừa nhắc nhở, bọn hắn từng cái toàn bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi nhưng còn không có đợi những người này tới kịp cao hứng chỉ thấy mặt đất thượng màu đen đã lan tràn đến vân chấn phía dưới này vân chấn tuy rằng hai chân cách mặt đất mà khi màu đen lan tràn đến hắn phía dưới thời điểm hắn đột nhiên cảm giác một trận đầu tráng váng hoa mắt thậm chí bên trong thân thể linh khí cũng vận chuyển không trôi chảy rồi hắn tại cảm giác được thân biến hóa trong cơ thể sau sắc mặt hắn đột nhiên kịch biến hắn muốn liều mạng hướng về trên bầu trời bay đi. Đáng tiếc là không biết tại sao, hắn càng phát không cách nào khống chế thân thể của mình, rất nhanh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình hướng về trên mặt đất rơi xuống. Mắt thấy thân thể không ngừng tiếp cận mặt đất, vân chấn trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn hiện tại biết sợ hãi, hắn hiện tại thấy hối hận rồi. Nếu như sớm biết như thế, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không đến ôm bắp đùi. Hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa Vân Quang Vinh, nói: "Lão tổ, ta, ta sai rồi, ta còn không muốn chết, cầu ngươi cứu ta một mạng." Đối với Vân Chấn cầu xin tha thứ, Vân Quang Vinh cũng vẫn không có từ tử, tử vong lưu sa power bên trong phục hồi tinh thần lại đây. "Ừm." Um, một tiếng. Vân Trấn thân thể ngã ở trên mặt đất, màu đen đang điên cuồng hướng về trên người hắn lan tràn tại toàn thân của hắn đều biến thành màu đen sau đó thân thể của hắn trong nháy mắt trên mặt đất trở nên chia năm xẻ bảy rồi đồng thời trong không khí tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng vang lên đang nhìn đến bay trên trời cũng không cách nào may mắn thoát khỏi sau đó tất cả mọi người liều mạng đem tốc độ phát vung tới cực hạn mà ngô lăng hương cùng giang thải huyên cũng không hề thả lỏng cảnh giác hai người bọn họ tại quảng trường mấy cái khác phương hướng cũng tung xuống tử vong lưu xa như vậy là có thể bảo đảm La Thiên Giang bọn người không thể thông qua những phương hướng khác đi tới trên quảng trường rồi. Tại đêm quảng trường còn lại mấy cái phương hướng cũng tung xuống tử vong lưu xa sau đó Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên trên người tử vong lưu xa toàn bộ tiêu hao hết. Tuy rằng tử vong lưu xa bên trong tử vong năng lượng lan tràn tốc độ phi thường nhanh, thế nhưng hắn bao trùm phạm vi cũng là có một cái hạn độ. Tại mấy phút đồng hồ sau, tử vong lưu xa lan tràn đình chỉ, La Thiên Giang, Triệu Vạn Phúc, Kim Hồng Thăng cùng Lý Nguyên Mục trốn thoát, đương nhiên La Tha Phương, Kim Dương mới, tôn nhiều năm cùng rừng thọ bình đẳng người, bởi vì có La Thiên Giang đám người giúp đỡ, bọn hắn cũng coi như là miễn cưỡng trốn ra tử vong lưu xa bao trùm phạm vi. La Tha Phương cùng Kim Dương mới đám người dù sao cũng là La Thiên Giang vãn bối của bọn họ, bọn hắn tự nhiên là yếu tương trợ rồi, mà tôn nhiều năm cùng rừng thọ bình bọn hắn chính là luyện dược sư cùng luyện khí sư, đối mấy thế lực lớn là có tác dụng lớn, cho nên bọn hắn cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Về phần còn lại gia nhập liên minh bọn họ người tu luyện, bọn hắn căn bản không có đi quản những người này nhất định, dù sao tử vong lưu xa quá kinh khủng, bọn hắn cũng không muốn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi cứu những người này. Lý Nguyên Mục cùng La Thiên Giang đám người phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy mặt đất thượng che kín từng bộ từng bộ chia năm xẻ bảy thi. Thể, đi tới thiên nguyên cổ thành nhân số không ít, bây giờ lại chỉ có mấy người bọn hắn. Trọng yếu nhất là còn lại trong thế lực bốn tên thần vương cảnh sơ kỳ lão tổ, dĩ nhiên cũng toàn bộ chết rồi. Giờ khắc này, Lý Nguyên Mục đám người cũng không còn nửa điểm phong đạm vân khinh rồi, bọn hắn lửa giận trong lòng tiêu thăng đến cao nhất, trước đó bọn hắn còn muốn buông tha luyện dược các, luyện khí các, phù sư các cùng trận pháp các người, nhưng trải qua chuyện mới vừa rồi, bọn họ là không cách nào nhịn được rồi, nhìn trên mặt đất lan tràn đến cực hạn màu đen, bây giờ rõ ràng đang chậm rãi sau này rụt về lại rồi. Này làm cho Lý Nguyên Mục vẻ mặt của bọn họ trở nên càng thêm dữ tợn rồi, bọn hắn ngược lại cũng đúng là nghe nói qua tử vong lưu xa, nhưng đây là bọn hắn lần thứ nhất thấy nhận thức đến tử vong lưu xa, căn cứ bọn hắn chỗ nghe nói, tử vong lưu trong các tử vong năng lượng lan tràn là có thời gian hạn chế, bây giờ xem ra tử vong lưu xa bên trong lan tràn đi ra ngoài năng lượng đã đang chậm rãi từng bước biến mất rồi. Lý Nguyên mục hướng về phía quảng trường phương hướng, thanh âm hắn âm trầm quát, các người đều phải chết, tại yếu toàn bộ các người chết, các người thành công chọc giận ta rồi, các người hội vì chính mình những việc làm trả giá thật lớn. chương 2242, trở về, có hỏi qua ta sao? Thiên Nguyên cổ thành, to lớn trên quảng trường, giờ khắc này, toàn bộ quảng trường có vẻ yên tĩnh không tiếng động. Triệu tinh đồ, Vân Quang Vinh cùng đàm nguyên vũ loại này chút ôm ấp lòng quyết muốn chết người, trong cổ họng bọn họ là không ngừng hút vào hơi lạnh, ánh mắt không tự chủ được nhìn hướng ngô lang hương cùng Giang Thải Huyên. Bọn hắn không nghĩ tới hai cái này bình thường cùng bọn họ không nhiều lời nữ nhân, dĩ nhiên có thể ở vào thời điểm này ngăn cơn sóng dữ hơn nữa bốn tên thần vương cảnh sơ kỳ cường giả nói diệt liền bị diệt. Nếu như La Thiên Giang bọn hắn ngu ngốc đến mấy vài giây, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng đi thấy Diêm Vương ra rồi. Lý Nguyên mục tiếng gào rõ ràng truyền đến trên quảng trường, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên mày liễu lần thứ hai chiếu khởi, các nàng cũng biết tử vong lưu xa là có thời gian hạn chế, nếu như tử vong lưu xa tác dụng toàn bộ biến mất rồi. Như vậy bằng vào hai người bọn họ muốn chống cự lý nguyên mục đám người hầu như là không thể nào. Dù sao Ngô Lang Hương cùng Giang Thải Huyên thực lực chỉ có Thiên Thần cảnh 4 tầng, mà La Thiên Giang đám người bên trong, thực lực mạnh nhất là Thần Vương cảnh hậu kỳ Lý Nguyên Mục, thực lực của hai bên tầng thứ cách biệt nhiều lắm, thậm chí là không cách nào lấy sức chiến đấu để đền bù. Một khi bước vào Thần Vương cảnh, sau đó người tu luyện thực lực bản thân sẽ phát sinh bay vọt về chất, nói như vậy không thể có Thiên Thần cảnh cường giả có thể chiến thắng Thần Vương cảnh cường giả coi như là thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong cường giả cùng thần vương cảnh sơ kỳ cường giả trong lúc đó cũng là cách biệt to lớn. trừ phi là những kia mấy ngàn năm, mấy vạn năm khó gặp thiên tài, bọn hắn hay là có thể tại thiên thần cảnh tầng thứ cùng thần vương cảnh cường giả đọ sức một phen, nhưng thực lực của hai bên cũng không thể cách biệt quá nhiều. tại thần vương cảnh mỗi vượt qua một cấp độ, thực lực đều sẽ mãnh liệt tăng lên một lần. Nói cách khác, Thần Vương cảnh sơ kỳ cùng Thần Vương cảnh hậu kỳ hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Nói cách khác, một tên Thần Vương cảnh hậu kỳ cường giả, đồng thời đối chiến 10 tên Thần Vương cảnh sơ kỳ cường giả, hẳn không có vấn đề quá lớn. Đương nhiên tiền đề này 10 tên đều là phổ thông Thần Vương cảnh sơ kỳ cường giả. Lấy Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên sức chiến đấu, lại tăng thêm trong tay các nàng một ít lá bài tẩy, nếu như gặp phải Thần Vương cảnh sơ kỳ cường giả đối phương lại có chút coi thường lời nói cái kia nói không chừng vừa mới hơi mất tập trung liền sẽ chết ở trong tay các nàng nhưng thần vương cảnh hậu kỳ cường giả liền hoàn toàn khác nhau ngô lang hương cùng giang thải huyên đối mặt lý nguyên mục các nàng là nắm giữ năng lực tự vệ cần phải làm cho các nàng bảo toàn nơi này tính mạng của tất cả mọi người đây đối với các nàng tới nói hầu như là không thể nào làm được ngô lang hương cùng giang thải huyên trầm mặc một chút đến Mấy phút đồng hồ sau đó hai người bọn họ nhìn thấy từ trên mặt đất lan tràn đi ra màu đen, đang nhanh chóng rút về rồi, e sợ không được bao lâu. Tử vong lưu xa tác dụng liền sẽ hoàn toàn biến mất rồi. Giang Thải Huyên đối với triệu tinh đồ đám người, nói tử vong lưu xa tác dụng nhanh biến mất rồi, lấy thực lực của đối phương, chúng ta người nơi này căn bản cũng không phải là đối thủ, nếu như Diệp Thần Phong ở nơi này, như vậy hắn có thể hay không có biện pháp đâu này. Triệu tinh đồ cùng vân quang vinh đám người nhìn thấy bốn phía trên mặt đất không ngừng rút về màu đen, trong lòng bọn họ cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, lúc trước khiếp sợ nhất thời tiêu tán không còn chút nào, bọn hắn cũng biết Giang Thải Huyên trong lời nói ý tứ, Giang Thải Huyên cùng Ngô Lang Hương trong tay các nàng cũng không chết lưu xa rồi. Vân Quang Vinh lập tức nói ra, sống chết có số. Hai vị cô nương cần phải có tự vệ rời đi năng lực, chúng ta cũng sẽ không đối với các người có bất kỳ cái nhìn, chính các ngươi rời đi đi. Các ngươi cũng đã tận lực, liền ngay cả trong truyền thuyết tử vong lưu xa đều lấy ra rồi, phần ân tình này, ta vân quang vinh chỉ có thể kiếp sau lại báo đáp. Triệu tinh đồ cũng gật đầu nói, hai vị cô nương, chính các ngươi rời đi đi. Đi giúp chúng ta tìm một chút thần phong, chỉ cần hắn có thể sống, chúng ta những người này cũng không tính không công chết rồi, lấy thiên phú của hắn, tương lai hắn trưởng thành sau đó hắn tuyệt đối nhưng cho là chúng ta trả thù tại triệu tinh đồ dứt tiếng sau trên quảng trường lần thứ hai yên tĩnh lại chỉ chốc lát sau chu vi trên mặt đất màu đen biến mất không còn chút nào đồng thời la thiên giang triệu vạn phúc lý nguyên mục kim hồng thăng tôn nhiều năm cùng rừng thọ bình đẳng người bọn hắn lần thứ hai về tới trên quảng trường sắc mặt của bọn họ so với nuốt đại tiện còn khó hơn xem trong con người tràn ngập vô tận lửa giận la thiên giang lạnh lùng nói này chính là của các ngươi lựa chọn sao xem ra chúng ta không muốn giết chết các ngươi cũng không được rồi nguyên bản chúng ta đã cho các ngươi sống sót cơ hội nhưng các ngươi vì cái gì một mực không cảm kích đâu này vì một cái diệp thần phong vì một cái lập tức người phải chết hắn đã là trong chúng ta châu công địch hôm nay ở nơi này chết rồi nhiều như vậy người thu luyện chỉ cần chuyện nơi đây truyền bá ra ngoài ta xem một lát có nhiều hết mức thế lực gia nhập vào chúng ta trong liên minh Lý Mục Nguyên đưa mắt tập trung vào Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên trên người, hắn quát lên: trong tay các ngươi tử vong lưu xa là từ đâu tới? Hai người các ngươi là người nào? Tử vong lưu xa nhưng là đồ tốt ah, à muốn nói Lý Mục Nguyên bọn hắn không đúng tử vong lưu xa động tâm, đây căn bản là không thể nào. Lý Mục Nguyên nhìn thấy Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên trẻ tuổi như vậy, hẳn không phải là có thuật chú nhan đơn giản như vậy rồi tuổi của các nàng cần phải cũng sẽ không lớn chạy đi đâu, nhưng hai nữ nhân này lại có thiên thần cảnh bốn tầng thực lực, này làm cho hắn hoài nghi lên Ngô Lam Hương cùng thân phận của Giang Thải Huyên. Giang Thải Huyên hừ lạnh nói, chúng ta không phải Trung Châu, không phải Huyền Châu, cũng không phải Linh Châu, càng không phải là hạ đẳng vị diện tới, các ngươi nói chúng ta là tới từ ở nơi nào. Nghe vậy, Lý Nguyên Mục cùng La Thiên Giang các loại mắt người hơi híp lại, bọn hắn nghe nói qua ở chính giữa châu bên trên được mở mang đi ra một phiến thế giới nơi đó cường giả không phải trung châu có thể so với so sánh lấy giang thải huyên những lời này xem bọn hắn cơ hồ đã khả năng đoán ra giang thải huyên cùng ngô lang hương là tới từ ở nơi nào rồi nhưng sự tình đến một bước này lý nguyên mục đám người chẳng lẽ còn yếu lùi về sau sao coi như là từ nơi nào đến thiên tài thì lại làm sao nhiều nhất trước tiên tạm thời không giết Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên, các loại xử lý thiên nguyên cổ thành sự tình sẽ chậm rãi cân nhắc. Lý Nguyên Mục quát lên, không quan tâm các ngươi là tới từ ở nơi nào. Các ngươi ở nơi này giết nhiều người như vậy, ta muốn trưởng bối của các ngươi cũng sẽ không chú ý, chúng ta ra tay giáo huấn ngươi một chút nhóm. Trong khi nói chuyện, Lý Nguyên Mục bên trong thân thể thần vương cảnh hậu kỳ thật khí thế bỗng nhiên bão tố được đưa lên, La Thiên Giang, Triệu Vạn Phúc cùng Kim Hồng Thăng bọn hắn cũng dồn dập tăng cao thực lực, Triệu Vạn Phúc quát lên, không nên tại nhiều lời, hai cái này nữ hoa trước tiên giữ lại, những người khác cùng nhau giết lại nói. Mắt thấy La Thiên Giang đám người yếu đại khai sát giới rồi, một bên tôn nhiều năm cùng rừng thọ bình đẳng người khóe miệng liên tục cười lạnh, hoàn toàn không có vừa vặn gặp đến tử vong lưu xa sợ hãi rồi. Mà đang ở Lý Nguyên Mục dưới chân bước chân mới bước ra một bước thời gian, một đạo thanh âm lạnh như băng từ trên bầu trời truyền đến, ngày nữa nguyên cổ thành ngang ngược người trả thật không ít. Các ngươi tới nơi này ngang ngược, có hỏi qua ta cái này thiên nguyên cổ thành chủ nhân sao? Trên bầu trời, Diệp Thần Phong, Bạch Tiểu Nhu, Triệu Thắng Hồng, Triệu Tấn Bằng, Triệu Văn Vũ, Triệu Thành Minh cùng Triệu Hoa Thanh thân ảnh đột nhiên hiện lên. Đạo này thanh âm lạnh như băng tự nhiên là xuất thân từ Diệp Thần Phong rồi, bọn hắn trước đó lợi dụng cửu u băng sư bên trong truyền tống trận, bọn hắn trực tiếp truyền tống đến khoảng cách gần nhất người tu luyện thành trì, lại lợi dụng người tu luyện kia trong thành trì cỡ lớn truyền tống trận, trực tiếp truyền tới đã đến thiên nguyên cổ thành phụ cận, dọc theo con đường này cơ hồ là không có làm lỡ thời gian, bọn hắn mới sẽ nhanh như thế trở về thiên nguyên cổ thành. Audio điện tử võ tấn bền Chương 2243, ai nói vô dụng? Diệp Thần Phong, Bạch Tiểu Nhu cùng triệu tấn bằng đám người xuất hiện. Này làm cho nguyên bản muốn động thủ La Thiên Giang cùng Lý Nguyên Mục đám người không khỏi dừng lại một chút, cho dù Lý Nguyên Mục cùng Triệu Vạn Phúc đều không có xem qua Diệp Thần Phong người, bọn hắn cũng một mắt liền nhận ra Diệp Thần Phong rồi, bọn họ đều là từng thấy Diệp Thần Phong chân dung. Nhưng hấp dẫn La Thiên Giang cùng Lý Nguyên Mục đám người chú ý cũng không phải Diệp Thần Phong, trái lại là Diệp Thần Phong bên cạnh Triệu Tấn Bằng. Triệu Văn vô cùng Triệu Thắng Hồng ba vị này thần vương cảnh cường giả, tuy nói cửu U Bang Sư nhất tộc rất ít xuất hiện tại Trung Châu, bình thường cũng không người nào biết cửu U Bang Sư tổ địa ở nơi nào. Thế nhưng, năm đó cửu U Bang Sư lão tổ Triệu Tấn Bằng, ở Trung Châu tìm kiếm một mực linh thảo thời điểm, hắn ngược lại là cùng Lý Nguyên Mục từng có gặp mặt một lần, cho nên Lý Nguyên Mục là nhận ra Triệu Tấn Bằng. Ngô Lăng Hương, Giang Thải Huyên cùng Triệu Tinh đồ chờ những người này, bọn hắn vốn là cũng không biết bước kế tiếp nên làm sao. Chỉ có thể cùng La Thiên Giang đám người liều đánh một trận tử chiến rồi, ai biết Diệp Thần Phong như mưa đúng lúc bình thường xuất hiện, hơn nữa còn mang về ba tên thần vương cảnh cường giả. Này để cho bọn họ trong lúc nhất thời một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu đám người bóng người đã rơi vào triệu tinh đồ bên cạnh của bọn họ, Diệp Thần Phong đối với Vân Quang Vinh, hỏi, Vân Lão Ca, các ngươi đều không có chuyện gì chứ. Vân Quang Vinh lập tức liếc mắt nhìn Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên, nói, Diệp Lão Đệ, may mắn mà có hai vị cô nương này, bằng không bọn chúng ta cũng không đến phiên ngươi đến, hiện tại chúng ta thiên nguyên cổ người bên trong thành không có bất kỳ tử vong. Diệp Thần Phong cũng chú ý tới trên mặt đất rất rất nhiều chia năm xẻ bảy thi. Thể, hắn đối với Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên gật gật đầu, bây giờ còn không phải nói chuyện thời điểm, hắn chỉ có thể dùng này đến biểu đạt cảm ơn rồi. Triệu Thắng Hồng, Triệu Văn Vũ cùng Triệu Tấn bằng ba người này, bọn hắn đứng ở Diệp Thần Phong hai bên, bên trong thân thể khí thế cuồn cuộn, có một loại bất cứ lúc nào đều chuẩn bị động thủ xu thế. Mà Bạch Tiểu Nhu Thủy Trung là ôm Diệp Thần Phong cánh tay, về phần Triệu Thành Minh cùng Triệu Hoa Thanh hai cái này cửu u băng sư trẻ tuổi, hai người bọn họ trên mặt tràn đầy lạnh lẽo. Diệp Thần Phong nhưng là long tộc tộc trưởng, trong lòng bọn họ đối Diệp Thần Phong là tôn kính phát ra từ nội tâm. Ở Trung Châu dĩ nhiên thật sự có người dám không biết sống chết đối long tộc tộc trưởng người động thủ. Quả thực là không biết chết chữ là làm sao viết rồi. Lý Nguyên mục ánh mắt tập trung vào triệu tấn bằng trên người, hắn cao mày nói các người cửu U băng sư cũng phải đến nhúng tay trong chúng ta châu sự tình. Tiểu tử này chính là chúng ta Trung Châu công địch, các người cửu U băng sư nhất tộc nhất định phải nhúng tay sao? kim hồng thăng cũng hử lạnh nói nguyên lai là cửu u băng sư a hát các người nghĩ đến đám các ngươi sư vương một mạch vẫn là viễn cổ thời đại sơ kỳ khi đó cường thịnh sao bây giờ các ngươi cửu u băng sư nhất tộc cũng chỉ có thể đủ co lại tại chính mình tổ địa bên trong rồi các ngươi tốt nhất không nên quản nhiều chuyện vô bổ thấy đối phương to mồm phét lắc như vậy triệu tấn bằng sắc mặt không nên hắn liếc nhìn bên cạnh diệp thần phong nói, trong miệng các ngươi Trung Châu công địch chính là chúng ta cửu U băng sư chủ nhân, chúng ta cửu U băng sư nhất tộc thể sống chết đều sẽ bảo toàn chủ nhân. Nghe được Triệu Tấn bằng nói thẳng Diệp Thần Phong chính là cửu U băng sư chủ nhân. Này làm cho Lý Nguyên Mục đám người vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, mọi người đều biết cửu U băng sư đều là cực kỳ cao ngạo, đặc biệt là sư vương nhất mạch người, bọn hắn dường như rất nhỏ cùng Trung Châu người tu luyện liên hệ, bây giờ cửu U băng sư nhất tộc lại bỗng dưng nhiều hơn một người chủ nhân. Phải biết triệu tấn bằng các loại người biết thân phận của Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong chẳng qua là một cái đến từ chính hạ đẳng vị diện người, chẳng lẽ nói Diệp Thần Phong sau lưng cường giả chính là cửu U băng sư nhất tộc sao? Từ viễn cổ thời đại cho tới bây giờ cái thời đại này, cửu U băng sư thừa nhận qua chủ nhân chỉ có là long tộc tộc trưởng. Đương nhiên bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Thần Phong chính là long tộc tộc trường, dù sao long tộc tại bên trong vùng thế giới này biến mất rồi rất lâu năm tháng chớ nói chi là long tộc tộc trường triệu vạn phúc đầy mặt không nhịn được quát lên lý nguyên mục chúng ta không nên tại lãng phí thời gian rồi không phải là một cái cửu u băng sư nhất tộc sao lẽ nào chúng ta còn sợ bọn hắn không được sao bọn hắn chỉ là hai cái thần vương cảnh sơ kỳ cùng một cái thần vương cảnh hậu kỳ mà thôi mà chúng ta nơi này có một cái thần vương cảnh sơ kỳ hai cái thần vương cảnh trung kỳ cùng một cái thần vương cảnh hậu kỳ xác thực triệu thắng hồng cùng triệu văn vũ chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ thực lực triệu tấn bằng ngược lại là có thần vương cảnh hậu kỳ thực lực cho dù tải thêm vào diệp thần phong bên này một tôn thần vương cảnh sơ kỳ con rối song phương tải về mặt thực lực còn là có sai biệt đó a à, cho nên triệu vạn phúc nói cũng không sai la thiên giang cũng quát lên đúng vậy nếu như tiểu tử này sau lưng cường giả chỉ là cửu u băng sư nhất tộc như vậy chúng ta còn cần e ngại cái gì bọn hắn bây giờ căn bản không phải là đối thủ của chúng ta luyện dược các lão tổ tôn nhiều năm cùng luyện khí các các chủ rừng thọ bình vừa vặn tại diệp thần phong cùng triệu thắng hồng đám người chạy tới sau bọn hắn vẻ mặt cũng hơi đổi nhưng bây giờ nghe triệu vạn phúc lời nói sau bọn hắn lại khôi phục tự nhiên tuy rằng bây giờ song phương thần vương cảnh số lượng không sai biệt lắm Thế nhưng song phương thần vương cảnh cường giả thực lực là bất đồng, coi như là thần vương cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ ở giữa thực lực cũng là cách biệt không ít. Tôn nhiều năm nhìn chằm chằm diệp thần phong, quát lên, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ tứ sư thiên phú, ngươi liền có nhiều sao ghê gớm rồi, đến cuối cùng ngươi còn không phải yếu vừa chết sao. Viên khôn cùng cao đức rõ ràng lựa chọn ngươi, đây là bọn hắn đời này sai lầm nhất một cái quyết định. Dừng thọ bình cũng đúng đàm nguyên vũ đám người, nói, lão tổ, ta biết ngươi sẽ không thừa nhận là mình sai rồi, nhưng sự thực liền bày ở trước mặt các ngươi, về sau luyện khí các phải dựa vào ta rừng thọ bình tiếp tục duy trì rồi, mà các ngươi cũng vĩnh viễn sẽ trở thành luyện khí các tội nhân, đây là các ngươi sau khi chết cũng không thể thoát khỏi. La Tha Phương cùng Kim Dương mới mấy người cũng là có nhiều ý vị nhìn xem Diệp Thần Phong, trong lòng bọn họ là hận đến răng ngứa ngứa, thật sự là Diệp Thần Phong để cho bọn họ tổn thất nhiều lắm. Khi nghe đến những người còn lại ý kiến sau đó Lý Nguyên Mục trong cơ thể khí thế lần thứ hai tăng vọt mà lên, hắn nói ta, La Thiên Giang còn có kim hồng thăng ngăn cản cửu U băng sư lão tổ, mà triệu vạn phúc người đối với những người còn lại triển khai giết chóc, dùng ngươi thần vương cảnh trung kỳ thực lực, bọn hắn không có ai có thể ngăn cản ngươi rồi. Lý Nguyên Mục vừa dứt lời. La Thiên Giang, kim hồng thăng cùng triệu vạn phúc bóng người cũng trong nháy mắt lướt ra ngoài, trong đó là Thiên Giang cùng Kim Hồng thăng hướng về Triệu Thắng Hồng cùng Triệu Văn Vũ lao đi, mà Triệu Vạn Phúc hướng về Diệp Thần Phong cùng Triệu Tinh đổ đám người lao đi rồi. Tại Triệu Tấn Bằng muốn ngăn cản Triệu Vạn Phúc thời điểm, Lý Nguyên Mục ngăn cản đường đi của hắn, nói đối thủ của ngươi là ta. Mắt thấy Triệu Vạn Phúc dường như sói lạc bầy cừu rồi, chỉ dựa vào Diệp Thần Phong bên này một tôn thần vương cảnh sơ kỳ con rối căn bản là không chống đỡ được thần vương cảnh trung kỳ Triệu Vạn Phúc. Tôn nhiều năm cùng rừng thọ bình cũng đi sát Triệu Vạn Phúc phía sau, bọn hắn dự định cũng động thủ hoạt động một chút gân cốt. Vốn cho là thế cuộc có chỗ nghịch chuyển Ngô Lăng Hương, Giang Thải Huyên cùng Triệu Tinh đồ đám người, trên mặt bọn họ lần thứ hai che kín sầu lo, bất quá, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên cũng không có quá mức lo lắng, dựa vào hai người bọn họ trong tay lá bài tẩy, các nàng muốn cùng Triệu Vạn Phúc chiến đấu một trận chiến vẫn là có thể khí thế áp bức hướng về diệp thần phong triệu vạn phúc, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, người cho rằng ngươi chạy về liền hữu dụng sao? Diệp thần phong lại lạ kỳ bình thản nói ra, ai nói vô dụng? Tại triệu vạn phúc muốn khinh thường cười to thời gian. Bạch, một tiếng, một đạo đỏ như màu máu trưởng bóng từ đằng xa nhanh chóng nhanh chóng đi qua, đạo này đỏ như màu máu trưởng bóng trực tiếp đã cuốn lấy không ngừng áp sát triệu vạn phúc. Xì xì, một tiếng, Tại triệu vạn phúc chưa kịp phản ứng thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp ở trong không khí biến thành một vũng máu sương mù, đầu của hắn là lan rơi trên mặt đất. Chỉ thấy đem triệu vạn phúc triền tử là một cây cực kỳ thô. Cường tráng huyết hồng sắc dây leo, này không phải là viễn cổ yêu đằng nha. Trước đó viễn cổ yêu đằng chả chỉ có thể quấn quanh chết thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng vừa vận diệp thần phong trở về thiên nguyên cổ thành sau, hắn lập tức cùng viễn cổ yêu đằng lấy được liên hệ hắn phát hiện thiên nguyên cổ thành bên ngoài viễn cổ yêu đằng hoàn toàn trưởng thành, có thể trực tiếp quấn quanh chết thần vương cảnh trung kỳ cường giả, cho nên hắn đã sớm bí mật dụng ý nhận thức để viễn cổ yêu đằng bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng. chương 2244, chạy trối chết. Thần vương cảnh trung kỳ triệu vạn phúc đột nhiên biến thành một vũng máu sương mù. Ngoại trừ diệp thần phong ở ngoài, những người còn lại toàn bộ đình chỉ động tác, trợn to hai mắt, thậm chí trong đầu suy nghĩ đều có chút đường ngắn. Thật sự là cây này màu máu đỏ thô. Cường tráng dây leo xuất hiện quá đột nhiên, hơn nữa trực tiếp đem khí thế hung hăng triệu vạn phúc cho vừa đối mặt liền quấn thành một vũng máu xương mù rồi, loại này hình ảnh quá mức rung động, phải biết thần vương cảnh trung kỳ cường giả ở Trung Châu tính được là hàng đầu hàng ngũ, như thế cấp bậc cường giả ở Trung Châu đi tới chỗ nào cũng có thể hô phong hoán vũ rồi, nhưng hôm nay cứ như vậy chết thẳng thắn cứng rắn đang tại ngăn cản triệu thắng hồng, triệu văn vũ cùng triệu tấn bằng la thiên giang, kim hồng thăng cùng lý nguyên mục ba người này, lông mày của bọn họ không tự chủ được chăm chú nhíu lại, đặc biệt là thần vương cảnh sơ kỳ la thiên giang cùng thần vương cảnh trung kỳ kim hồng thăng, hai người bọn họ trên khuôn mặt trong nháy mắt tràn ngập sợ hãi, hắn cảm giác được suốt nếu như mình cũng bị đỏ như màu máu dây leo cho quấn quanh, chỉ sợ bọn họ cuối cùng cũng không thể tránh khỏi cái chết. Tuy nói vừa vặn là triệu vạn phúc bất cần rồi, hắn căn bản không có nghĩ đến còn có dây leo đột nhiên lao ra, nhưng coi như là khi hắn có phòng bị dưới tình huống, chỉ sợ hắn tại viễn cổ yêu đằng dưới tay cũng chống đỡ không được bao lâu, dù sao bây giờ viễn cổ yêu đằng là triệt để trưởng thành, hoàn toàn có thể triền tử thần vương cảnh trung kỳ cường giả. Triệu Thắng Hồng, Triệu Văn Vũ cùng Triệu Tấn bằng ba người này, bọn hắn nguyên bản trong lòng cũng có chút lo lắng, Tuy rằng bọn hắn sư vương nhất mạch sức chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng yếu trong thời gian ngắn thoát khỏi lý nguyên mục đám người là không thể nào. Bọn hắn tạm thời là không cho được Diệp Thần Phong cứu viện, tại bọn hắn không biết Diệp Thần Phong yếu ứng đối ra sao thời điểm. Này triệu vạn phúc lại đột nhiên biến thành một vũng máu sương mù rồi, này tình thế quả thực là thay đổi trong nháy mắt. Triệu thắng hồng đám người nhìn thấy Diệp Thần Phong chấn định dáng dấp, bọn hắn biết Diệp Thần Phong khả năng đã sớm chuẩn bị lấy tư cách sư vương nhất mạch người, bọn hắn vẫn là rất kiến thức rộng rãi, bọn hắn nhìn ra đây liền viễn cổ thời đại viễn cổ yêu đằng. Hơn nữa là hoàn toàn trưởng thành viễn cổ yêu đằng, muốn bồi dưỡng một cây hoàn toàn trưởng thành viễn cổ yêu đằng, này là cực kỳ khó khăn. Trong lòng bọn họ cũng càng ngày càng đối diệp thần phong cảm thấy sùng kính rồi. Triệu vạn phúc đầu lâu an tĩnh lăn đã rơi vào trên mặt đất, trên mặt của hắn trả duy trì trước khi chết cười gần. Diệp thần phong đối với cái này nhưng vẫn là phi thường bình thản nói ra, cũng đã sớm nói ta là thiên nguyên cổ thành chủ nhân, các người tới trên địa bàn của ta ngang ngược, hỏi qua ta sao. Lý Nguyên Mục đột nhiên cảm thấy được bốn phía biến hóa sau, sắc mặt của hắn đột nhiên kịch biến, chỉ thấy từ bốn phương tám hướng có từng đạo màu đỏ trưởng bóng đang nhanh chóng tấn công tới, những này màu đỏ trưởng bóng toàn bộ đều là viễn cổ yêu đằng dây leo phải biết được Diệp Thần Phong trồng tại thiên nguyên cổ thành tường thành bên ngoài viễn cổ yêu đằng, hắn dây leo dưới mặt đất không ngừng lan tràn, có thể nói dây leo số lượng cùng độ dài đã là nhiều vô cùng rồi. Hắn dây leo coi như là đi ngang qua toàn bộ thiên nguyên cổ thành đều không có áp lực chút nào rồi. Nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít gào thét mà tới màu đỏ trưởng bóng, mỗi một đạo màu đỏ trưởng bóng tại La Thiên Giang bọn hắn xem ra đều như cùng là một cái màu đỏ giống như ma quỷ. Lý Nguyên Mục biết nơi đây không thích hợp ở lâu, hắn biết mình tại viễn cổ dây leo dưới, hắn hẳn là có thể chu toàn, nhưng La Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng căn bản không làm được, đến lúc đó đợi được hai người kia vừa chết, như vậy hắn đem đối mặt triệu tấn bằng các loại tất cả mọi người vây công, hắn trăm phần trăm hội bỏ mạng tại này. Đem triệu vạn phúc quấn quanh chết màu đỏ dây leo chỉ là dễ chính, còn lại tại gào thét mà tới dây leo chỉ là chi nhánh mà thôi, dễ chính cũng tấn mẽnh hướng về lý nguyên mục đám người đánh tới rồi những kia chi nhánh cũng đang nhanh chóng áp sát lý nguyên mục biết lần này mình triệt để là lật thuyền trong mương hiện tại hắn nhất định muốn trước tiên chạy khỏi nơi này tay phải hắn bên trong xuất hiện một tờ linh phù đem linh khí truyền vào trong đó sau đó hắn sau đó đem linh phù ném vào trong không khí ầm um, một tiếng cả tờ linh phù ở trong không khí biến thành vô số sương mù này làm cho ở đây tầm mắt mọi người đều bị nghẹt rồi, căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của đối phương rồi. Lý Nguyên Mục thừa cơ hội này, hắn bóng người nhanh chóng đạp không mà lên, mà Kim Hồng Thăng cùng La Thiên Giang hai người này, bọn hắn cũng nắm đúng thời cơ nhanh chóng đạp không mà đi, đã đến vào giờ phút này, bọn hắn căn bản không lo được tôn nhiều năm, rừng thọ bình cùng vãn bối của bọn họ La Tha Phương đám người. Bọn hắn bảo vệ tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất mà tôn nhiều năm đám người phản ứng của bọn họ không có lý nguyên mục bọn hắn cấp tốc đợi đến bọn hắn phản ứng đến đây thời điểm triệu tấn bằng đám người đã đem sương mù cho xua tán đi tấm này sương mù phù chỉ vì lý nguyên mục bọn hắn tranh thủ đã đến mấy giây nhưng đối với thần vương cảnh cường giả tới nói mấy giây liền đầy đủ bỏ trốn tại sương mù xua tan sau đó tôn nhiều năm cùng rừng thọ bình mấy người cũng hoang mang hoảng loạn muốn chạy trốn thời điểm bọn hắn đã bị triệu tấn bằng đám người ngăn cản lại, hơn nữa chu vi đều bị từng cây từng cây màu máu đỏ thô. Cường tráng dây leo cho vây lại rồi. Triệu tấn bằng đối với Diệp Thần Phong, nói tộc trưởng, ba cái kia đào tẩu người có muốn hay không đuổi theo. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, không đuổi giặc cùng đường rồi, còn nữa viễn cổ yêu đằng phạm vi hoạt động chỉ có trên trời nguyên bên trong tòa thành cổ, đối phương chính là là một gã thần vương cảnh sơ kỳ, một tên thần vương cảnh trung kỳ cùng một tên thần vương cảnh hậu kỳ, cho dù có thể đuổi theo, chỉ sợ các người muốn chiến thắng bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đích thân chấm dứt tính mạng của bọn họ. Khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, triệu tấn bằng mấy người cũng cảm thấy có đạo lý, bọn hắn tự nhiên là tuân thủ mệnh lệnh được rồi. Mà đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh cùng sau lưng Ngô Lăng Hương, Giang Thải Huyên cùng triệu tinh đồ đám người, bọn hắn toàn bộ là chả chưa có lấy lại tinh thần đến, nguyên bản La Thiên Giang bọn hắn nhất định là chiếm vô thượng gió, nhưng mới một hồi thời gian, không chỉ có triệu vạn phúc bị mất mạng, liền ngay cả La Thiên Giang cùng Lý Nguyên Mục mấy người cũng chạy trối chết rồi, cái này cũng nghịch chuyển quá nhanh đi. Còn nữa Ngô Lăng Hương, Giang Thải Huyên, Triệu Tinh Đồ cùng Vân Quang Vinh này một ít người, bọn hắn cũng suy đoán ra này dây leo lai lịch, viễn cổ yêu cây mây tại rất nhiều cổ tịch thượng đều cũng có ghi lại, bọn họ cũng đều biết diệp thần phong đi tới trung châu không có thời gian bao lâu đây này viễn cổ yêu đằng hẳn là diệp thần phong đi tới trung châu sau gieo xuống hắn dĩ nhiên để một cây viễn cổ yêu đằng trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn toàn trưởng thành chuyện này quả thật là đầy đủ bất khả tư nghị quả nhiên diệp thần phong vẫn là diệp thần phong hắn cái kia khiến người ta ngạc nhiên khiếp sợ và sợ hãi than bản lĩnh một điểm đều không thay đổi lần này thiên nguyên cổ thành nguy cơ cuối cùng lại còn là được chạy về Diệp Thần Phong hóa giải rồi. Theo Diệp Thần Phong ánh mắt tập trung đến tôn nhiều năm bọn người trên thân, triệu tinh đồ cùng vân quang vinh đám người ánh mắt cũng toàn bộ trong đó đến nơi này chúc trên thân người, mà tôn nhiều năm, rừng thọ bình thản la tha phương đám người, bọn hắn sắc mặt đã sớm là trắng bệch một mảnh, xem ra bọn hắn cũng biết mình là chạy trốn không ra. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến nguyên bản thật tốt tình thế, lại đang Diệp Thần Phong xuất hiện sau đó hội một lần lại một lần phát sinh biến hóa, cuối cùng Lý Nguyên Mục các loại lão tổ lại còn bỏ lại bọn hắn chạy chối chết rồi, việc này thực quá để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. chương 2245, buồn cười. Các người biết mình đang làm gì sao? Các người đây là muốn và toàn bộ thiên huyền giới là địch, các người hiện tại thu tay lại vẫn tới kịp, nếu như các người dám đối với chúng ta hạ sát thủ, như vậy các ngươi liền không có bất kỳ quay đầu lại khả năng. Luyện dược các lão tổ tôn nhiều năm, hắn cái thứ nhất không cách nào nhịn được Diệp Thần Phong đám người ánh mắt, hắn ra vẻ chấn định quát lên. Luyện khí các các chủ rừng thọ bình, hắn cũng lập tức nói ra, các ngươi tốt nhất thả chúng ta rời đi, đừng tưởng rằng có cửu u băng sư nhất tộc cùng này viễn cổ yêu đằng, các ngươi là có thể ở Trung Châu hoành hành vô kỵ rồi, ta xem này viễn cổ yêu đằng tối đa cũng chỉ có thể quấn quanh chết thần vương cảnh trung kỳ cường giả chứ. Tại tôn nhiều năm cùng rừng thọ bình mở miệng sau đó luyện dược các viên khôn cùng cao đức rõ ràng, còn có luyện khí các đàm nguyên vũ cùng vương hưng hoài đám người toàn bộ đi lên mấy bước, viên khôn cùng cao đức mắt sáng quang nhìn thẳng tôn nhiều năm, trong đó viên khôn hừ lạnh nói, tôn nhiều năm, người lấy tư cách luyện dược các lão tổ, người thật sự phi thường thất bại, lúc trước người thiên vị la kỳ ngu sao mà không nói, Ngươi trả thu rồi la kỳ trắng làm đồ đệ, mà thần phong chế thuốc thiên phú không thể so với la kỳ trắng kém. Trong lòng ngươi lại khắp nơi xa lánh thần phong, từ đầu tới cuối thần phong thật giống đều không có đắc tội ngươi tôn nhiều năm chứ. Mà là la kỳ trắng cùng la thiên giang lúc trước đối thần phong hùng hổ dọa ngươi, từ chúng ta lựa chọn đi theo thần phong bắt đầu, chúng ta liền từ đầu đến cuối không có hối hận, mặc kệ con đường này là cầu độc mộc vẫn là rộng rãi đại đạo chúng ta đều sẽ kiên trì đi tới cuối cùng. Chuyện đến nước này ngươi tôn nhiều năm dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này nói ẩu nói tả. Nếu như là chúng ta được các ngươi bắt lấy được, như vậy các ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Đàm Nguyên Vũ nhìn xem còn không biết sai rừng thọ bình, hắn lắc lắc đầu, thở dài nói, rừng thọ bình, lão phu ta là nhìn xem ngươi trưởng thành, ta cũng coi như là ngươi nửa cái sư phụ, không nghĩ tới ngươi quay đầu lại sẽ phản bội ta, nhớ ta đàm nguyên vũ cũng không có nơi nào có lỗi với ngươi chứ cho dù lúc trước ngươi không muốn đi theo chúng ta cùng đi ta cũng sẽ không đối với ngươi làm sao mà ngươi lại trực tiếp đi mật báo rồi không nghĩ tới ta luyện khí các tuyển ra các chủ sẽ là như thế tiểu nhân hèn hạ uổng ta đàm nguyên vũ đối với ngươi một mực cực kỳ tín nhiệm như ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ ngươi quả thực là chết không hết tội rồi tôn nhiều năm cùng rừng thọ bình sắc mặt tái xanh Trước đó bọn hắn chả đang giễu cợt viên khôn cùng đàm nguyên vũ đám người, bọn hắn đều nhận thức vì lựa chọn của mình mới là chính xác nhất. Bọn hắn muốn nhìn thấy viên khôn cùng đàm nguyên vũ đám người đầy mặt hối hận biểu lộ. Nhưng kết quả đây, bọn hắn lại bị diệp thần phong đám người cho súng lại, thần vương cảnh trung kỳ triệu vạn phúc cũng đã chết, mà Lý Nguyên Mục, là thiên giang cùng kim hồng thăng ba vị này thần vương cảnh lão tổ cũng xám xịt thoát đi, chuyện này quả thật là quá phúng thứ đứng ở tôn nhiều năm đám người bên cạnh la tha phương kim dương mới cùng hoa lưu đợi không người bọn hắn đương nhiên cũng là không muốn chết được rồi bây giờ muốn còn sống bọn hắn biết nhất định muốn làm kinh sợ đối phương bọn hắn cũng cảm thấy tôn nhiều năm cùng rừng thọ bình nói không sai trong đó la tha phương quát lên diệp thần phong mấy người chúng ta trong thế lực lão tổ vẫn không có toàn bộ xuất hiện đây người nghĩ rằng chúng ta trong tông môn lão tổ lần này toàn bộ tới sao yếu đem bọn ngươi nơi này tất cả mọi người một lưới bắt hết, một tên thần vương cảnh hậu kỳ cường giả hay là không làm được, nhưng hai tên, thậm chí là ba tên đâu này. Đến lúc đó các người viễn cổ yêu đằng còn có tác dụng sao? Đến lúc đó cửu u băng sư nhất tộc người trả chống đỡ được sao? Các người đây là tại và toàn bộ Trung Châu là địch, ở Trung Châu còn có không ít trong tông môn có thần vương cảnh cường giả, các người thật sự dự định và toàn bộ Trung Châu là địch sao? đến lúc đó chỉ là một cái thiên nguyên cổ thành không có chút nào đủ nhìn. Hoa lưu khoảng không cũng lập tức nói ra, ta khuyên các người vẫn là không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng. Hiện tại lập tức thả chúng ta rời đi, hay là tương lai vẫn có thể đổi được một tia sinh cơ. Tại Kim Dương mới đồng dạng muốn mở miệng thời điểm, chỉ thấy bên hông hắn đưa tin ngọc bội đột nhiên nhanh chóng lấp lánh lên, chính hắn cảm ứng một phen đưa tin trong ngọc bội nội dung bên trong, hắn lập tức đem đưa tin trong ngọc bội truyền tới âm thanh bên ngoài phóng ra. Chỉ nghe từ trong đó truyền ra kim ra lão tổ kim hồng lít nghiêm túc âm thanh, diệp thần phong, làm người lưu một đường, sau đó tốt gặp mặt, hiện tại lập tức thả còn tại thiên nguyên cổ người bên trong thành. Sát theo đó từ trong đó lại truyền ra lý nguyên mục thanh âm, diệp thần phong, lần này là chúng ta ngã xuống, chúng ta có thể đối với chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chúng ta có thể thật tốt nói một chút, Cuối cùng là thiên giang thanh âm cũng từ trong đó truyền ra. Diệp Thần Phong căn cứ chúng ta thương lượng đi ra ngoài biện pháp giải quyết, chỉ cần ngươi nguyện ý để cho chúng ta tại trong biển ý thức của ngươi loại hạ cấm chế như vậy ngươi và thiên nguyên của người bên trong thành cũng có thể không có chuyện gì. Chuyện này là có thể đến đây chấm dứt rồi. Đây đã là chúng ta lớn nhất nhượng bộ rồi. Người tốt nhất vẫn là thức thời một ít. Nếu như chúng ta triệu tập càng nhiều hơn thần vương cảnh cường giả như vậy ngươi thiên nguyên cổ thành vẫn có thể bảo vệ sao? Chúng ta là xem ở ngươi thiên phú không tệ phân thượng, cuối cùng mới đối với ngươi từ khinh xử lý, nói chung ngươi trước thả còn tại thiên nguyên cổ người bên trong thành. Xem ra lý nguyên mục, kim hồng thăng cùng la thiên giang. Bọn hắn tại cách xa thiên nguyên cổ thành một khoảng cách sau, bọn hắn vẫn là nhớ tới tình cảm, dù sao la tha phương đám người tính là vãn bối của bọn họ, bọn hắn vẫn là làm không tới thấy chết mà không cứu, này cũng là bọn hắn lớn nhất nhượng bộ rồi, chỉ cần Diệp Thần Phong nguyện ý chịu đến khống chế của bọn hắn, như vậy bọn hắn trả thì nguyện ý thả Diệp Thần Phong một mạng, phải biết Diệp Thần Phong nhưng là chưa từng có tứ sư đây. Người ở chỗ này khi nghe đến đưa tin trong ngọc bội thanh âm sau đó ánh mắt của bọn họ toàn bộ tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, trong đó tôn nhiều năm cùng Kim Dương mới các loại trong lòng người hoang mang cũng đang từ từ biến mất rồi bọn hắn biết có đoạn này đưa tin sau đó cho dù Diệp Thần Phong không muốn thả lập tức bọn hắn, hẳn là trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không đối với bọn họ làm cái gì, bọn hắn chẳng khác gì là Diệp Thần Phong trong tay thẻ đánh bạc. Diệp Thần Phong nhìn xem tôn nhiều năm đám người, hắn lãnh đạm nói, các ngươi hiện tại cho là mình an toàn. Các ngươi đã cho ta hội coi các ngươi là làm thẻ đánh bạc. Ý nghĩ của các ngươi cũng buồn cười quá, ta Diệp Thần Phong căn bản không yêu cầu bất kỳ thẻ đánh bạc cho dù toàn bộ thiên huyền giới muốn cùng ta Diệp Thần Phong là địch, vậy thì như thế nào? Diệp Thần Phong trong đầu ý thức hơi động, bồi hồi ở xung quanh từng cây từng cây đỏ như màu máu thô. Cường tráng dây leo, ở trong không khí lưu lại từng đạo màu đỏ trưởng bóng, điên cuồng hướng về tôn nhiều năm cùng Kim Dương mới đám người lao đi rồi. Tôn nhiều năm cùng Kim Dương mới đám người đối mặt viễn cổ yêu đằng tốc độ, bọn hắn căn bản liền cơ hội tránh né cũng không có, tại thân thể được cuốn lấy sau đó bọn hắn trong con ngươi trong nháy mắt che kín sợ hãi bọn hắn trong miệng rồn dập quát ngươi không thể đủ như vậy người điên rồi sao ngươi muốn và toàn bộ thiên huyền giới là địch tương lai ngươi cũng chắc chắn phải chết đối với những thứ này tiếng hô diệp thần phong chỉ là tùy ý nhún nhún vai cc 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 tôn nhiều năm cùng kim dương mới các loại thân thể của con người được viễn cổ yêu đằng trong nháy mắt lượn quanh thành từng bãi từng bãi xương máu. Trong không khí là nhiều đóa huyết hoa tỏa ra, trong đó một cái đỏ như màu máu dây leo thanh kim dương mới đưa tin ngọc bội đưa cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong trực tiếp đối với Kim Hồng Thăng đám người đưa tin, các người bằng vào ta đầu óc có vấn đề sao? Dĩ nhiên nói ra như thế buồn cười trí cực lời nói đến, phải biết hiện tại là các người người đang chúng ta trên tay, các ngươi lại vẫn nghi yếu khống chế ta. Ta xem là đầu của các ngươi được lừa đá, yên tâm đi, người của các người toàn bộ được ta đưa đi thấy Diêm Vương ra rồi. Lần sau, liền muốn đến phiên các ngươi những này lão thất phu rồi. Chương 2246 Kinh Thiên kịch biến. Khoảng cách Thiên Nguyên cổ thành hữu hảo đại một khoảng cách một chỗ rừng cây bên trong. Lý Nguyên Mục, Kim Hồng Thăng cùng La Thiên Giang ba người này, bọn hắn đang thoát đi thiên nguyên cổ thành sau bọn hắn cũng không có đem tốc độ chậm lại thẳng đến triệt để cách xa thiên nguyên cổ thành bọn hắn mới ngừng lại giờ khắc này này ba cái lão đầu sắc mặt đều khá là khó coi bọn hắn khóe mắt không tự chủ được một trận kinh hoàng ngực khẩu kịch liệt phập phồng âm một tiếng chỉ thấy kim hồng thăng trong tay đưa tin ngọc bội trực tiếp được chính hắn cho bóp nát rồi này làm cho hắn là một tay bột màu trắng Ba người bọn hắn đem Diệp Thần Phong đưa tin tới Âm Thanh nghe được nhất thanh nhị sở, dưới cái nhìn của bọn họ đã vừa mới là cho Diệp Thần Phong đường lui, cho dù Diệp Thần Phong không muốn lập tức khuất phục, tối thiểu cũng sẽ không đem La Tha Phương đám người lập tức giết chết, nhưng ai biết Diệp Thần Phong lại đi ngược lại con đường cũ, bọn hắn lời nói này dĩ nhiên thúc đẩy La Tha Phương bọn hắn chết càng tăng nhanh hơn. Lần này đi hướng Thiên Nguyên cổ thành có không ít người, đến cuối cùng dĩ nhiên chỉ có ba người bọn hắn còn sống liền ngay cả tôn nhiều năm cùng rừng thọ bình cũng đã chết, hai người này chế thuốc cùng luyện khí trình độ ở Trung Châu cũng là đứng đầu rồi, này đối với bọn hắn tới nói cũng là một tổn thất lớn. Lý Nguyên Mục tại hít sâu vài khẩu khí, đem tâm tình điều chỉnh một phen sau đó thanh âm hắn trầm thấp nói ra, lần này là chúng ta quá khinh thường Diệp Thần Phong rồi, nguyên bản chúng ta cho là mình đã coi như là chuẩn bị đầy đủ, ai biết lại phát sinh như vậy bất ngờ, bất quá, lần này có nhiều như thế người tu luyện đã bị chết ở tại thiên nguyên cổ thành bên trong, ta nghĩ sẽ có nhiều hết mức thế lực gia nhập vào chúng ta trong liên minh, đến lúc đó cửu U Bang Sư nhất tộc cùng viễn cổ yêu đằng đều không đáng sợ rồi. Lý Nguyên Mục đột nhiên dừng lại một chút, hắn sau đó lại nói, chỉ là thiên nguyên bên trong tòa thành cổ cái kia hai cái nắm giữ tử vong lưu sa nữ oa sợ sợ hai người bọn họ lai lịch không bình thường a hát không nghĩ tới Diệp Thần Phong còn có thể lôi kéo đến nhân vật bực này. La Thiên Giang cao mày gật đầu nói, cái kia hai cái nữ oa phải là đến từ chính Trung Châu bên trên thế giới kia, chỉ là bên trong thế giới kia người cực nhỏ đi ra đi lại, hơn nữa bọn hắn bình thường sẽ không nhúng tay trong chúng ta châu sự tình. Ta nghĩ chỉ cần chúng ta không giết cái kia hai cái nữ oa, đến lúc đó chỗ đó người, bọn hắn cần phải cũng sẽ không quá mức khó xử chúng ta chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ phong phú xin lỗi lễ vật. Kim Hồng Thăng cũng nói, La Thiên Giang nói có lý, tiểu tử này là cùng hai cái này Nữ Oa có chút giao tình. Hai cái này Nữ Oa trưởng bối căn bản sẽ không nhận thức tiểu tử này, bọn hắn đương nhiên sẽ không vì tiểu tử này ra mặt rồi. Hiện tại chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau, đem Thiên Nguyên bên trong tòa thành cổ chuyện đã xảy ra tận lực truyền đi. Để cho Dư Tông môn đều phải biết Diệp Thần Phong cùng hắn người phía sau chính là giết người không chấp mắt mà đầu, muốn cho còn lại tông môn cũng có loại người người cảm thấy bất an cảm giác, như vậy đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối sẽ gia nhập chúng ta ở Lion. Mọi người đều yêu thích bảo sao hay vậy, chỉ muốn gia nhập liên minh chúng ta tông môn tăng nhanh, nguyên bản những kia do dự bất định tông môn, bọn hắn cuối cùng cũng sẽ lựa chọn gia nhập chúng ta. Kim Hồng Thăng cùng La Thiên Giang cũng cho rằng Lý Nguyên Mục nói phi thường có đạo lý, chính khi bọn họ muốn rời khỏi nơi này đi làm việc thời điểm. Âm âm, một tiếng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang vọng ở bên trong đất trời, thậm chí trên mặt đất cũng chấn động một chút, này làm cho Lý Nguyên Mục ba người bọn hắn ánh mắt ngưng lại, tại bọn hắn không có đầu mối chút nào thời điểm. Âm âm, âm âm, âm âm, thanh âm thậm chí ngay cả tiếp theo vang lên mặt đất rung động tần suất cũng càng lúc càng nhanh, Lý Nguyên Mục ba người ánh mắt quang hướng phía tây phương hướng, chỉ thấy xa xôi phía tây trên bầu trời, nơi đó bầu trời dĩ nhiên thật giống nước lái tới. Từng đạo vết rách to lớn che kín xa xôi phía tây bầu trời, cái này từng đạo to lớn vết rách giống như một chỉ chỉ há mồm ra cái miệng lớn như chậu máu. Tuy nói Lý Nguyên Mục ba người có thể nhìn thấy tràng cảnh này, thế nhưng phía tây xuất hiện vết rách bầu trời hẳn là cách bọn họ nơi này phi thường xa xôi. tại ba người bọn hắn trầm tư thời khắc chỉ thấy xa xôi phía tây giống như là từ trên mặt đất vọt lên từng đạo màu đen xoay tròn năng lượng thật lớn cột sáng. những này cột sáng cuối cùng toàn bộ tiến vào giữa bầu trời màu đen to lớn vết rách chi bên trong. bởi khoảng cách khoảng cách quá xa rồi lý nguyên mục mấy người cũng không cách nào cảm ứng quá rõ ràng ba người bọn hắn không tự chủ được liếc nhau một cái trong đó la thiên giang nói chuyện gì thế này chẳng lẽ nói phía Tây có những gì dị bảo suốt thế sao? Lý Nguyên Mục cũng không xác định nói ra, phải hay không dị bảo ta không biết, nhưng chúng ta không thể trực tiếp đi phía Tây, to lớn như vậy động tính, chỉ sợ sẽ có rất nhiều biến cố, bất kể như thế nào, lần này chúng ta muốn cho trong tông môn còn lại lão gia hỏa đều xuất quan, chúng ta bây giờ liền lập lập tức chạy về đi. Cùng lúc đó, thiên nguyên cổ thành quảng trường khổng lồ bên trên. Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu các loại người đồng thời là nhìn thấy phía tây biến hóa cực lớn. Vừa mới bắt đầu ngày mới nguyên cổ thành mặt đất cũng rung động chuyển động, có to lớn như vậy kinh thiên biến hóa sản sinh. Hoặc là có dị bảo xuất thế, hoặc là có bí cảnh xuất thế, hoặc là gặp nguy hiểm xuất thế. E sợ thân ở Trung Châu phần lớn người tu luyện đều bị này một biến hóa cực lớn cho đã kinh động. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Triệu Tấn Bằng, nói tộc trưởng, Xem ra gần nhất Trung Châu không yên ổn a hát Theo ta thấy phía Tây nhất định có mầm họa muốn đứng lên Đương nhiên phàm là có mầm họa địa phương Cũng hẳn là có cơ duyên Tộc trưởng ngài mau chân đến xem sao Vân Quang Vinh cũng mở miệng nói Diệp lão đệ Chúng ta đều nhìn thấy phía Tây biến hóa rồi Trung Châu những người còn lại không thể không nhìn thấy Nếu như ngươi đi nơi nào Như vậy ngươi nhất định sẽ gặp phải tiêu giao Cùng các loại tông môn lão tổ Lần này tụ tập đến phía Tây người chắc chắn sẽ không ít, lão đệ người đi nơi nào nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm. Đối với hiện tại Diệp Thần Phong tới nói, tăng cao thực lực là trọng yếu nhất, đã có khả năng xuất hiện cơ duyên, như vậy hắn lại làm sao có thể bỏ qua. Hắn nói ra, phía Tây xuất hiện kịch biến địa phương, ta nhất định phải đi xem xem, ta sẽ chú ý an toàn, đương nhiên lại trước khi đi, ta trước tiên muốn đem Thiên Nguyên Cổ Thành một lần nữa bố trí một lần tối thiểu yếu bảo đảm thiên nguyên cổ người bên trong thành an toàn. Trong các người có người có thể cùng đi với ta phía tây nhìn xem tình huống, nhưng thiên nguyên cổ thành cũng nhất định muốn có người lưu lại tỏa chấn. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, những người còn lại toàn bộ nóng lòng muốn thử, Bạch Tiểu Nhu ôm Diệp Thần Phong càng chặt hơn, xem ra nàng là đi định rồi, trong đó Mô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên hai nữ nhân này, các nàng cũng đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Giang Thải Huyên nói, Diệp Thần Phong, lần này ngươi cũng không nên ngăn cản chúng ta, chúng ta cũng đúng phía tây sản sinh kịch biến địa phương có chỗ hiếu kỳ, tự chúng ta cũng muốn mau chân đến xem. Mà Ngô Lăng Hương trầm mặc không có mở miệng, chỉ là đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm Diệp Thần Phong, từ trong con ngươi xinh đẹp của nàng lộ ra là đã quyết định vẻ mặt, đối với cái này Diệp Thần Phong chỉ có thể đồng ý, hắn đối với chu vi những người còn lại, nói ra chúng ta trước tiên đồng thời đem thiên nguyên cổ thành bố trí một lần, về phần cùng đi với ta đi phía tây ứng cử viên, ta sẽ tại trước ngày mai tuyển ra. chương 2247, thứ ba ấn. Đỉnh cấp bí pháp, thái dương hạ xuống, lại bay lên. Theo sáng sớm ngày thứ hai nghênh đón, thiên nguyên cổ thành một lần nữa được một tầng năng lượng màu xanh lồng ánh sáng cho bao phủ lại rồi. Ngày hôm qua tại Diệp Thần Phong chuẩn bị muốn lần nữa bố trí một cái thiên nguyên cổ thành phòng hộ lúc, thiên nguyên cổ thành lại nghênh đón bốn tên thần vương cảnh cường giả, trong đó hai người tại thần vương cảnh sơ kỳ, hai người tại thần vương cảnh trung kỳ, này bốn tên thần vương cảnh cường giả toàn bộ đều là tán tu, bọn họ là luyện dược các, luyện khí các, phù sư các cùng trận pháp các người liên lạc với. Dù sao triệu tinh đồ, viên khôn, đàm nguyên vũ cùng du thạch thanh bốn loại đại các người, bọn hắn đã từng cũng trợ giúp qua không ít cường giả, mà có phần cường giả là phi thường trọng nghĩa khí, chỉ là lần này bốn tên thần vương cảnh tán tu đã tới chậm một bước, nhưng cũng không thể xem như là quá muộn. Nguyên bản Diệp Thần Phong muốn lần nữa bố trí thiên nguyên cổ thành phòng ngự, e sợ tốt muốn đi thật nhiều ngày, nhưng có này bốn tên thần vương cảnh tán tu đến, như vậy này miễn đi hắn không ít thời gian, hắn muốn muốn lần nữa bố trí thiên nguyên cổ thành, toàn bộ là vì bên trong tòa thành cổ an toàn muốn. Nhưng lần này Lý Nguyên Mục đám người sở dĩ có thể phá tan trời xanh cháo phòng hộ, căn bản nhất vẫn là thiên nguyên bên trong tòa thành cổ thần vương cảnh cường giả quá ít, nếu như thần vương cảnh cường giả đủ nhiều, truyền vào trời xanh cháo bên trong năng lượng cũng sẽ bạo tăng, như vậy bao phủ lại thiên nguyên cổ thành năng lượng màu xanh lồng ánh sáng đương nhiên là càng thêm không gì phá nổi rồi. Còn nữa ngày hôm qua Trung Châu phía Tây Phương vị xảy ra to lớn như vậy động tính, đoán chừng tiêu giao cung các loại tông môn hoàn mỹ kiêng kỵ ông trời của bọn hắn nguyên cổ thành, cho dù chả sẽ phái người đến công kích, e sợ thần vương cảnh cường giả cũng sẽ không quá nhiều cho nên một lần nữa mở ra tiên khí trời xanh cháo đây cũng là vậy là đủ rồi dù sao như hôm nay nguyên bên trong tòa thành cổ cũng có số tên thần vương cảnh cường giả tỏa trấn rồi cũng mà còn có viễn cổ yêu đằng hộ thành đây diệp thần phong để viễn cổ yêu đằng tạm thời nghe theo vân vinh ra lệnh lần này cùng diệp thần phong cùng đi hướng về trung châu phía tây bạch tiểu nhu là nhất định kề cận diệp thần phong mà Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải huyên các nàng là không đi không được rồi, cái này cũng là diệp thần phong không còn biện pháp, ngoại trừ ba người nữ nhân này ở ngoài, cùng diệp thần phong cùng đi còn có cửu U băng sư lão tổ triệu tấn bằng cùng luyện khí các lão tổ đàm nguyên vũ. Đi đi phía tây nhân số kỳ thực không thích hợp quá nhiều, lần này tiêu giao cùng các loại tông môn khẳng định cũng sẽ đi tham gia trò vui, đi nhân số càng nhiều, điều này cũng càng dễ dàng gây nên chú ý tiêu giao cùng các loại tông môn ở Trung Châu có to lớn uy vọng. Bây giờ cho dù xuất động thiên nguyên cổ thành tất cả mọi người, chỉ sợ cũng không cách nào đối kháng tiêu giao cùng nhóm thế lực ở Lion. Lần này Lý Nguyên mục các loại lão tổ sở dĩ hội xám xịt rời đi, hoàn toàn là bọn hắn đánh giá thấp Diệp Thần Phong. Chỗ lấy cuối cùng mới sẽ tiền mất tật mang. Lần này Diệp Thần Phong đi đi phía tây tận lực không muốn gây nên chú ý, triệu tấn bằng thân là thần vương cảnh hậu kỳ cường giả, Hắn là quyết tâm muốn đi theo bảo vệ Diệp Thần Phong, mà lựa chọn để Đàm Nguyên Vũ cũng đi theo, đó là bởi vì Bạch Tiểu Nhu, Ngô Lam Hương, Giang Thải Huyên cùng Triệu Tấn bằng bốn người này. Bọn hắn toàn bộ cũng không phải Trung Châu người, bọn hắn căn bản không hiểu rõ Trung Châu các đại cường giả, này Đàm Nguyên Vũ thân là luyện khí các lão tổ, hơn nữa thực lực cũng đang thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong, khiến hắn đi theo là để cho tiện hiểu rõ tình thế dù sao Diệp Thần Phong đối Trung Châu còn lại thế lực cũng không phải hiểu quá rõ. Mà triệu thắng hồng các loại thần vương cảnh cường giả, Diệp Thần Phong để cho bọn họ toàn bộ ở lại thiên nguyên cổ thành rồi. Như vậy thiên nguyên cổ thành trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm rồi. Lại nói người cùng hơn nhiều cũng tuyệt đối không là chuyện tốt, bây giờ đang ở tiêu giao cung các loại tông môn nhuộm đẫm dưới. Rất nhiều tông môn người đối với bọn họ cũng không phải làm hữu hảo. Như hôm nay thần cảnh năm tầng sơ kỳ Diệp Thần Phong, trong cơ thể hắn thần huyết càng thêm nồng nặc, hắn có thể liên tục thi triển 20 lần là bất tử kim thân, càng đi lên bất tử kim thân thi triển số lần sẽ tăng trưởng càng ngày càng chậm. Mà Diệp Thần Phong bây giờ nhục thân cường độ cũng có thể so sánh với thần vương cảnh hậu kỳ cường giả, này ngược lại là cực kỳ không tầm thường rồi. Tối hôm qua Diệp Thần Phong cũng không có vội vã tiến vào tiểu thế giới nhìn xem biến hóa hắn chỉ là thô sơ giản lược cảm ứng một lần, chứ liếu không gian lại làm lớn ra rất nhiều, linh khí lại nồng nặc không ít ở ngoài, hắn cũng không có cảm giác đến biến hóa quá lớn, cho nên hắn ngược lại là cùng vân quang vinh đám người ôn chuyện một buổi tối. Trên trời sắc sáng rõ sau, Diệp Thần Phong, Bạch Tiểu Nhu, Ngô Lăng Hương, Giang Thải Huyên, Triệu Tấn bằng cùng đàm nguyên vũ, bọn hắn liền rời đi thiên nguyên cổ thành, một đường đi phía tây phương vị đạp không mà đi chỉ thấy phía tây bầu trời xa xăm bên trong, nhưng vẫn là nứt ra từng đạo dường như to lớn quái thú miệng cái miệng lớn như chậu máu. Từng cây từng cây xoay tròn năng lượng màu đen cột sáng nối thẳng giữa bầu trời to lớn vết rách bên trong. Bởi cũng không rõ ràng nơi đó cụ thể phương vị, Diệp Thần Phong bọn hắn ngược lại cũng không cách nào lợi dụng truyền tống trận rồi, thẳng thắn trực tiếp đạp không mà đi chạy đi đi qua. Đảo mắt ba ngày lóe lên liền qua. Diệp thần phong cùng Bạch Tiểu Nhu đám người chọn vẹn đuổi ba ngày ba đêm đường, bọn hắn tại một chỗ trong rừng cây rậm rạp tạm làm nghỉ ngơi. Phụ cận không có bất kỳ người tu luyện nào khí tức, liền ngay cả các loại yêu thú đều cho triệu tấn bằng cùng đàm nguyên vũ dọn dẹp một lần. Căn cứ cảm ứng bây giờ khoảng cách cái kia phía tây phát sinh kinh thiên biến đổi lớn địa phương là càng ngày càng gần, hẳn là tại trong vòng hai ngày có thể đến nơi đó. Bạch Tiểu Nhu ngô lăng hương cùng giang thải huyên các nàng tất cả ngồi xuống đến nghỉ ngơi mà diệp thần phong lại ngồi một mình ở một bên khác hai mắt của hắn nhanh đóng chặt lại sớm tại trước đó thực lực đột phá đến thiên thần cảnh thời điểm trong đầu hắn liền hiện lên long thần phiên thiên ấn đệ tam ấn cũng chính là cuối cùng một ấn pháp môn tu luyện chỉ là do ở trước đó không ngừng phát sinh loại loại sự tình này làm cho diệp thần phong tạm thời buông tha cho tu luyện đệ tam ấn ý nghĩ Bây giờ đệ Tam ấn pháp môn tu luyện không ngừng tại Diệp Thần Phong trong đầu quanh quẩn, hắn cơ hồ đã đem đệ Tam ấn pháp môn cũng nghiên cứu triệt để rồi. Long thần phiên thiên ấn, một ấn nhưng phiên hải, hai ấn nhưng hám địa, ba ấn khả phá thiên. Trước hai ấn cũng phải cần dựa vào xoay chuyển bàn tay đến ngưng tụ sức mạnh, mà đệ Tam ấn lại đại hữu bất đồng rồi. Chỉ thấy Diệp Thần Phong bỗng nhiên đem tay phải của mình cánh tay hướng lên trời nhấc lên, bàn tay phải của hắn cũng hoàn toàn đúng trên bầu trời. Bên trong thân thể của hắn linh khí đột nhiên sôi trào lên, chung quanh hắn mặt đất nhanh chóng nứt toác, bụi bẩm tứ tán tại trong không khí. Nhất cổ năng lượng khổng lồ chấn động tại diệp thần phong nhắm ngay bầu trời trên lòng bàn tay ngưng tụ. Từ trong bàn tay của hắn đột nhiên lao ra một đạo năng lượng khổng lồ gió xoáy, luồng năng lượng màu trắng này gió xoáy vào thẳng hướng về phía bầu trời, chỉ thấy đỉnh đầu bầu trời trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, thậm chí bầu trời dĩ nhiên đang chậm rãi nứt ra rồi. Bốn phía bên trong đất trời tràn đầy cuồn cuộn uy thế. Này làm cho ngô lăng hương cùng giang thải huyên mày liễu nhíu chặt, trong con ngươi xinh đẹp ngầm có ý dị thải, mà một bên triệu tấn bằng cùng đàm nguyên vũ, bọn hắn cũng chăm chú nhìn diệp thần phong, thật sự là một chiêu này tản ra uy năng quá kinh khủng, coi như là ngũ tinh bí pháp cũng không có loại uy lực này, phải biết ngũ tinh bí pháp ở trung châu cơ hồ đã không tồn tại triệu tấn bằng trong con người đột nhiên sáng ngời hắn từng ở sư vương nhất mạch cổ tịch thượng từng thấy liên quan với long thần phiên thiên ấn ghi chép thật giống ba ấn khả phá thiên thi triển thời điểm chính là loại này cảnh tượng này làm cho triệu tấn bằng liên tục hấp khí trong miệng hắn du du thì thầm nói đây chính là rồng ở trong truyền thuyết thần phiên thiên ấn a hát Ba ấn Khả Phá Thiên có người nói chính là ngũ tinh bí pháp bên trên đỉnh cấp bí pháp, xem ra cổ tịch thượng ghi lại quả nhiên là thật sự. Tộc trưởng bằng chừng ấy tuổi liền tu luyện tới đệ tam ấn rồi, thiên phú của hắn đúng là không người nào có thể so, chỉ sợ coi như là trước hai vị lão tộc nhân, thiên phú của bọn họ cũng so không hơn bây giờ vị tộc trưởng này. Triệu Tấn bằng lầm bầm thanh âm phi thường thấp, những người còn lại đều không nghe thấy, dù sao Diệp Thần Phong Long tộc tộc trưởng thân phận Ngô Lăng Hương cùng đàm nguyên vũ đám người toàn bộ cũng không biết đây này. Hai ấn nhưng hám địa cũng đã đến ngũ tinh bí pháp tầng thứ, này ba ấn khả phá thiên đến trong truyền thuyết đỉnh cấp bí pháp, này hoàn toàn là tại diệp thần phong như đã đoán trước. Chỉ là giơ cánh tay lên đưa bàn tay nhắm ngay bầu trời diệp thần phong, hắn cảm giác bàn tay của chính mình tại không bị khống chế, hắn không cách nào trưởng khống từ trong tay hắn bên trong hướng xuất lực số lượng, cánh tay của hắn cũng không tự chủ được bắt đầu run dày. Cuối cùng oanh, một tiếng. Bàn tay hắn bên trong bàng bạc sức mạnh toàn bộ tứ tán ở trên bầu trời, mà đỉnh đầu bọn họ bầu trời cũng nhất thời trở nên chia năm xẻ bảy được rồi, giống như một khối khối trôi nổi tầng băng rồi. Xem ra yếu hoàn toàn sử dụng tới ba ấn khả phá thiên, Diệp Thần Phong trả nhất định muốn hảo hảo tu luyện một cái một chiêu này, có thể là đỉnh cấp bí pháp mạnh mẽ quá đáng rồi, liền ngay cả Diệp Thần Phong cũng không tiện trưởng khống một chiêu này sinh ra năng lượng khổng lồ. Chương 2248, Thần đế hầm mộ. Cường giả tụ tập, theo giữa bầu trời uy năng chậm rãi tản đi. Cái kia chia năm xẻ bảy bầu trời lại đang từ từ khôi phục hoàn chỉnh. Đợi đến chu vi hoàn toàn khôi phục sau khi bình tĩnh, khí tức có phần hỗn loạn diệp thần phong, hắn nhìn thấy Ngô Lang Hương đám người ánh mắt toàn bộ tập trung vào trên người hắn, hắn lau một cái mồ hôi trên trán, giải thích một câu, vừa vặn là lần đầu tiên tu luyện loại bí pháp này đáng tiếc không có lập tức tu luyện thành công. Ngô Lang Hương cùng Giang Thải Huyên con mắt vi vi chừng, hai người bọn họ thân là Ngô gia cùng Giang gia thiên chi kiêu nữ, hai người bọn họ trong gia tộc từng người cũng là có một loại ngũ tinh bí pháp. Các nàng liếc mắt là đã nhìn ra rồi, vừa vặn diệp thần phong thi triển tuyệt đối là ngũ tinh bên trên đỉnh cấp bí pháp, đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết rồi. liền ngay cả các nàng chỗ đó cũng không có đỉnh cấp bí pháp rồi mà Diệp Thần Phong nói là lần đầu tiên tu luyện đỉnh cấp bí pháp. Lần thứ nhất tu luyện là có thể sản sinh uy năng như thế, quả thực là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rồi. Coi như là thiên tài lần thứ nhất tu luyện đỉnh cấp bí pháp. Chỉ sợ cũng không sẽ sinh ra quá lớn uy năng, nhưng Diệp Thần Phong cũng đã có thể thi triển đến loại trình độ này, quả thực là quá biến thái rồi. Trong năm người chỉ có Bạch Tiểu Như một mực duy trì bình tĩnh, dù sao trong lòng nàng Diệp Đại Ca là giỏi nhất bất luận của nàng Diệp Đại Ca làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa, e sợ người cũng sẽ cảm thấy là bình thường, bởi vì người này là của nàng Diệp Đại Ca. Đàm Nguyên vũ cùng Ngô Lăng Hương bọn người ở tại Bình Phục thoáng một chút tâm tình sau đó bọn hắn tiếp tục đi theo Diệp Thần Phong đồng thời chạy đi rồi, bởi yếu tiếp cận phía tây sản sinh kịch biến địa phương, cho nên bọn hắn toàn bộ đeo đỉnh đầu đấu bồng, tại đấu bồng biên giới có đen xa rủ xuống, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tại đấu bồng bên trong bọn hắn chả từng người đeo một cái đặc thù mặt nạ, dù sao nếu như cường giả cảm ứng tướng mạo của ngươi, một cái đấu bồng căn bản là không cách nào ngăn cản. Mà loại này đặc thù mặt nạ có thể ngăn cản cường giả cảm ứng. Lại đổi một ngày nửa lộ trình sau. Diệp thần phong cùng bạch tiểu nhu đám người cuối cùng là đã tới nơi cần đến. Chỉ thấy bọn họ đi tới một mảnh rộng lớn trên thảo nguyên. Trung quanh là chật ních các loại tầng thứ người tu luyện. Tại phía trước thảo nguyên trên mặt đất, xuất hiện mấy cái đen như mực cửa động, cái kia phóng lên trời xoay tròn cột sáng. Bắt đầu từ cái này mấy cái trong cửa động sinh ra, chỉ thấy mấy cái này cửa động sắp xếp thành một cái kỳ quái đồ án. Diệp thần phong con mắt hơi híp lại, bởi vì tại đám người phía trước nhất, hắn nhìn thấy tam đạo bóng người quen thuộc, đó không phải là trước đó thoát đi thiên nguyên cổ thành Lý Nguyên Mục, Kim Hồng Thăng cùng La Thiên Giang Ma. Tại đây ba cái bên người của lão đầu lại thêm mấy cái khí thế đồng dạng vô cùng cường đại lão đầu, đứng ở Diệp Thần Phong bên phải đàm nguyên vũ, hắn ngược lại là nhận ra mấy cái này lão đầu, hắn bắt đầu đối Diệp Thần Phong giới thiệu. Đứng ở Lý Nguyên Mục bên cạnh một tên nghiêm túc thận trọng lão giả, hắn đồng dạng cũng là thiên kiếm tông lão tổ, tên của hắn gọi là Hoa Vạn Sông. Một thân thực lực tại thần vương cảnh đỉnh phong. Trước đó trên trời huyền thịnh điển trong tỉ thí, Diệp Thần Phong giết Thiên Kiếm Tông thiếu chủ Hoa Trường Sinh, Tông chủ Hoa Lưu khoảng không lợi dụng đưa tin liên lạc đến Hoa Vạn Sông. Hoa Vạn Sông chính là Hoa Lưu khoảng không cùng Hoa Trường Sinh dòng chính lão tổ, trước đó hắn một mực nằm ở bế quan thời khắc trọng yếu, thực lực vừa vặn đã đến danh giới đột phá, liền ở Lý Nguyên Mục bọn hắn tiến công Thiên Nguyên cổ thành thời điểm, hắn vừa vặn từ thần vương cảnh hậu kỳ, đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong, này mới khiến cho hắn xuất quan. Hoa vạn sông nguyên bản khi nghe đến hoa lưu khoảng không đều chết hết, hắn là giận suýt chút nữa vọt thẳng hướng lên trời nguyên cổ thành. Thế nhưng Trung Châu phía tây sản sinh biến hóa to lớn như vậy, này làm cho trong lòng của hắn cũng cực kỳ hiếu kỳ, vạn nhất có cơ duyên lớn xuất hiện. Hắn nhưng tuyệt đối không thể bỏ lỡ, trên trời huyền giới đã có quá lâu tuế nguyệt, không có từng sinh ra thần tôn cảnh cường giả, nếu như hắn không tìm được đi tới cơ duyên, như vậy chỉ sợ hắn đời này đem dừng bước tại thần vương cảnh đỉnh phong. Cuối cùng đợi được tuổi thọ hoàn toàn tiêu hao hết sau đó hắn cũng chỉ có thể đủ cứ thế biến mất ở bên trong trời đất, cho nên hắn mới mạnh mẽ áp chế nội tâm lửa giận, đi tới phía tây phương vị nhìn một chút. Mà đứng tại La Thiên Giang bên trái cùng bên phải lão đầu, bọn hắn phân biệt gọi La Thiên Hải cùng Triệu Vạn Trung. Trong đó La Thiên Hải chính là La Thiên Giang ca ca, hắn đồng dạng cũng là la tha phương cùng la kỳ trắng dòng chính lão tổ một thân thực lực tại thần vương cảnh đỉnh phong hắn bình thường cũng vẫn là nằm ở bế quan bên trong bởi vì la thiên hải thân thể tại năm đó bị cực kỳ to lớn trọng thương này đưa đến tuổi thọ của hắn bị hao tổn nghiêm trọng cho nên hắn đã tuổi thọ sắp tới rồi nếu như có ở đây không đột phá đến thần tôn cảnh tầng thứ chỉ sợ hắn không có bao nhiêu năm có thể sống rồi hắn một mực tại tìm kiếm đột phá đến thần tôn cảnh phương pháp xử lý. La Thiên Hải đang nghe nói La Tha Phương cùng La Kỳ Trắng toàn bộ sau khi chết, hắn đồng dạng là giận tím mặt, dù sao La Tha Phương cùng La Kỳ Trắng cũng là hắn dòng chính vãn bối A Hát. Về phần triệu vạn trung chính là là trước kia chết ở viễn cổ yêu đằng dưới tay triệu vạn phúc ca ca, thực lực của hắn tại thần vương cảnh hậu kỳ tầng thứ, khi nghe đến đệ đệ mình tử vong tin tức sau đó trong lòng của hắn là nộ không thể dài bởi vì lúc đó khí thế không có thu lại hắn trực tiếp đem chính mình chỗ ở cung điện cho biến thành phế tích mà kim hồng lít bên cạnh thì là không có đứng đấy bất kỳ cường giả hắn chính là kim ra một tên sau cùng lão tổ rồi diệp thần phong khi nghe đến đàm nguyên vũ giới thiệu sau đó hắn lông mày càng nhăn càng chặt rồi hắn phát hiện ngoại trừ tiêu giao cung các loại thần vương cảnh lão tổ ở ngoài ở đây còn có không ít còn lại thế lực thần vương cảnh lão tổ trình diện. Chỉ là hoa vạn sông cùng Lý Nguyên Mục đám người đến nơi này hơn một ngày thời gian, nhưng bọn họ ở nơi này không chút nào bất kỳ phát hiện, thật giống ngoại trừ xoay tròn năng lượng màu đen cột sáng cùng nứt ra bầu trời ở ngoài, không có bất kỳ còn lại chỗ đặc biệt rồi, này để cho bọn họ là càng ngày càng không có kiên nhẫn, nhưng bọn họ lại không muốn trực tiếp như vậy rời đi. liền ở Diệp Thần Phong trong lòng trầm tư thời khắc, chỉ thấy cái kia phóng lên trời vài gốc xoay tròn màu đen to lớn cột sáng, từng cái cột sáng đều không ngừng ở trong không khí uốn éo chuyển động, chỉ thấy giữa bầu trời từng đạo to lớn vết rách là càng lúc càng lớn, cuối cùng những này lớn nhất vết rách toàn bộ núi liền thành một đạo cực kỳ lỗ to lớn. Từ nơi này đạo cực kỳ lỗ to lớn bên trong kéo dài xuống một cái năng lượng tính chất dây xích đen. Cây này dây xích một mực kéo dài tới dưới mặt đất, thật giống cùng dưới mặt đất thứ nào đó nối liền với nhau theo thời gian trôi đi. Chỉ thấy cái này dây xích đang không ngừng đi lên nắm kéo, trên mặt đất bùn đất cũng đang nhanh chóng buông lỏng rồi. ầm um, một tiếng, ước chừng mấy phút đồng hồ sau. Vỗ một cái màu trắng to lớn cửa đá từ trong lòng đất đột nhiên được kéo lên, từ trên cửa đá lập tức khoách tán ra cuồn cuộn sóng năng lượng, mãnh liệt ánh sáng màu trắng đem này phiến cửa đá cho soi sáng ở trong đó, khiến người ta không thấy rõ cửa đá cụ thể dáng dấp đứng ở phía trước nhất hoa vạn sông đám người, dưới chân bọn họ bước chân liên tiếp lui về phía sau, trong đó La Thiên Hải tại cảm giác được trên cửa đá khoách tán ra tới sóng năng lượng sau đó trên mặt hắn ra thịt chăm chú nhíu lại, hắn không dám tin nói ra, này, nơi này chẳng lẽ là một tòa thần đế hầm mộ. Ta, ta La Thiên Hải đột phá đến thần tôn cảnh có hy vọng rồi. Trường 2249 tiến vào hầm mộ này phiến từ dưới mặt đất được kéo đi ra ngoài to lớn cửa đá. Cao có tới hơn 30 mét, rộng cũng có gần như khoảng mười mấy mét. Tất cả mọi người tại chỗ đứng ở nơi này phiến trước cửa đá đều hiện ra phải vô cùng thấp bé, đợi đến bao phủ cửa đá ánh sáng tản đi, mọi người toàn bộ nhìn thấy cửa đá dáng dấp. Chỉ thấy này phiến trên cửa đá điêu khắc hình hình sắc sắc đồ án, những này đồ án toàn bộ là viễn cổ thời đại sự vật, từ trên cửa đá phả vào mặt thật khí thế cực kỳ khủng bố, Chỉnh phiến màu trắng tinh cửa đá cho người một loại muốn không khỏi quỳ xuống đến chiều bái cảm giác. Liền ngay cả hoa vạn sông cùng la thiên hải các loại những thần vương này cảnh cường giả. Bọn hắn cũng toàn bộ đều có loại cảm giác này. Hơn nữa từ trên cửa đá bố trí đến xem, cánh cửa này sau lưng đi về địa phương hẳn là một chỗ hầm mộ. Chống trơn là vỗ một cái cửa đá liền có cỡ này khí thế, có thể mai táng tại thạch môn người sau lưng. E sợ không phải thần đế cảnh cường giả không thể căn theo như truyền thuyết thần đế cảnh cường giả hầm mộ cực kỳ bất đồng, bọn hắn tại biết mình thời gian không nhiều thời điểm, bọn hắn liền sẽ trước đó cho tự mình mở ra suốt một vùng không gian đến, bọn hắn sẽ đích thân chế tạo của mình hầm mộ, mỗi một vị thần đế cảnh cường giả hầm mộ đều là phi thường xa hoa cùng xảo diệu. Này phiến cửa đá khổng lồ là từ trong lòng đất được kéo đi ra ngoài, cho nên tại sống cửa sau nhất định là được mở mang ra một vùng không gian tới, căn cứ đủ loại này đầu mối La Thiên Hải mới có thể nói nơi này là một cái thần đế hầm mộ. Tại viễn cổ thời đại Sơ Kỳ, cái kia trong lịch sử tối rực rỡ niên đại, vẫn là từng sinh ra mấy tên thần đế cảnh cường giả, cũng tỉ như Long tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất, hắn chính là vô hạn tiếp cận sống mãi tồn tại, vô hạn tiếp cận sống mãi chính là đến thần đế cảnh đỉnh phong, lại có thêm trước đó bị triệt để diệt hắc ma, hắn đồng dạng là tiếp cận sống mãi tồn tại. Ngoại trừ Long tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất cùng Hắc Ma ở ngoài, Tại viễn cổ thời đại sơ kỳ còn có còn lại thần đế cảnh cường giả sinh ra, chỉ là số lượng phi thường ít ỏi mà thôi. Mà đến thần đế cảnh đỉnh phong ngoại trừ long tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất cùng hắc ma ở ngoài, hẳn là liền không có người khác rồi. Tại viễn cổ sơ đại sơ kỳ biến hóa rất nhiều, cũng tỉ như long tộc nhanh chóng xa suốt vân vân, mà còn lại thần đế cảnh cường giả, cũng toàn bộ tại viễn cổ thời đại sơ kỳ các loại biến động bên trong vẫn lạc, từ trước đến nay trên trời huyền giới còn chưa có xuất hiện qua thần đế hầm mộ đây. Tại viễn cổ thời đại sơ kỳ cái kia óng ánh nhất thời đại đi qua đó, liền cũng không còn thần đế cảnh cường giả từng sinh ra rồi, có thể nói viễn cổ thời đại sơ kỳ chính là tu luyện giới đỉnh phong thời đại. Ngoại trừ La Thiên Hải kích động không thôi ở ngoài, Lý Nguyên Mục, Hoa Vạn Sông cùng La Thiên Giang đám người, bọn hắn toàn bộ là trong con người sáng lên, bọn hắn đồng dạng là suy đoán đây là một tòa thần đế hầm mộ này đối với bọn hắn tới nói quả thực là một cái hỷ sự to lớn, bọn hắn tuy rằng chưa từng có thấy nhiều thần đế hầm mộ, nhưng theo như truyền thuyết phàm là thần đế trong hầm mộ, bình thường đều là tràn đầy các loại cơ duyên và bảo vật. Này làm sao có thể để lý nguyên mục đám người không kích động đâu này? Có thể là nhận lấy một loại nào đó hạn chế, Trung Châu căn bản vô pháp sinh ra thần tôn cảnh cường giả, hay là tại thần đế hầm mộ trong, bọn hắn có thể tìm được đột phá manh mối cùng cơ duyên. Diệp Thần Phong cùng triệu tấn bằng đám người nhìn thấy nơi xa cái kia phiến cửa đá khổng lồ sau, trong đó Diệp Thần Phong ở trong lòng hỏi, Lão Bạch, Lão Hắc, đây thật sự là trong truyền thuyết thần đế hầm mộ. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh trầm tư một chút, nói, căn cứ các loại bố trí, cái này xác thực như là một tòa thần đế hầm mộ, nếu như nơi này đúng là một tòa thần đế hầm mộ, như vậy trong đó hẳn là nắm giữ cơ duyên to lớn rồi nói không chắc thực lực của ngươi lại có thể tăng nhanh như gió một lần rồi. Trước đó trên trời nguyên bên trong tòa thành cổ tôn nhiều năm đám người toàn bộ là được viễn cổ yêu đằng cho quấn thành một vũng máu sương mù, Diệp Thần Phong làm lúc cũng không có nghĩ quá nhiều, các loại đi qua đó hắn mới hối hận quá lãng phí. Biến thành huyết phụ tôn nhiều năm đám người, hắn căn bản vô pháp lợi dụng biển chính là bách xuyên hấp thu những người này trong cơ thể một phần năng lượng hiện tại Diệp Thần Phong là đem chuyện nào vững vàng ghi vào trong lòng. Ánh mắt của hắn tại hoa vạn sông các loại thần vương cảnh cường giả trên người loanh quanh, hắn vẫn không có hấp thu qua chân chính thần vương cảnh cường giả đây. Lần này hay là một cái cơ hội tốt, khi nghe đến Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cũng suy đoán. Nơi này có thể là một tòa thần đế hầm mộ, Diệp Thần Phong trong con người vẻ mặt trịnh trọng mấy phần, mà bên cạnh hắn triệu tấn bằng cùng ngô lăng hương đám người, bọn hắn toàn bộ là nhíu mày, Triệu Tấn Bằng, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên ba người này, bọn hắn xem như là so sánh có kiến thức, dù sao gia tộc của bọn họ đều cũng có chút nội tình. Ngô Lăng Hương âm thanh lành lạnh nói, bọn hắn hẳn là phán đoán không có sai, chỉ là không nghĩ tới Trung Châu còn sẽ có thần đế hầm mộ xuất hiện. Bình thường tại thần đế trong hầm mộ, nhất định sẽ có thần đế cảnh cường giả khi còn sống công pháp tu luyện cùng các loại bí pháp, còn có hắn khi còn sống thu thập các loại tuyệt thế chi bảo. Giang Thải Huyên cũng cười nói, lần này quả nhiên chưa có tới sai rồi, thần đế hầm mộ liền liền trong gia tộc của chúng ta những lão giả kia cũng sẽ cực kỳ động tâm. Ngô Lăng Hương nói chuyện với Giang Thải Huyên thời khắc, chỉ thấy hoa vạn sông cùng la thiên hải các loại thần vương cảnh cường giả có phần đã đợi không kịp, bọn hắn tại cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau, bọn hắn đồng thời thận trọng đưa bàn tay đặt tại cửa đá khổng lồ bên trên, bên trong thân thể linh khí dòng sông mãnh liệt vận chuyển, từ bọn hắn trong bàn tay bạo phát ra thôi sơn rời biển lực lượng. Nguyên bản Hoa Vạn Sông mấy người cũng chỉ là muốn thử một chút, dù sao đây là thần đế hầm mộ, nói như vậy không thể làm dễ dàng mở ra. Mà hiện thực lại để trong lòng bọn họ vui vẻ. Két, két, két. Chỉ nghe từ trên cửa đá truyền đến nhỏ vụn tiếng vang, chỉnh phiến cực kỳ cửa đá khổng lồ, dĩ nhiên thật sự bị bọn hắn cho từng điểm từng điểm cho đẩy ra. Không bao lâu thời gian, oanh một tiếng. Chỉnh phiến cửa đá khổng lồ hoàn toàn mở ra, tại thạch môn ra người, chỉ có thể nhìn thấy cửa đá bên trong là một mảnh trắng xóa, bọn hắn thấy không rõ lắm này phiến cửa đá là đi về thế nào một vùng không gian. Thần đế hầm mộ khả năng gần ngay trước mắt, rất nhiều lúc cơ duyên và nguy cơ đều là cũng tồn tại, là thiên hải đang do dự một lúc sau, hắn trực tiếp tiến vào trong cửa đá, bóng người rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, hắn biết mình không có bao nhiêu tuổi thọ rồi, hắn hiện tại nhất định muốn đụng một cái. Đang nhìn đến La Thiên Hải tiến vào bên trong sau đó Hoa Vạn Sông, Lý Nguyên Mục, La Thiên Giang, Triệu Vạn Trung cùng Kim Hồng Thăng, những ngày qua kiếm tông tiêu giao cung cùng Kim gia thần vương cảnh lão tổ toàn bộ theo sát phía sau tiến vào trong cửa đá rồi. Ở đây còn lại tông môn một ít thần vương cảnh lão tổ cũng dồn dập tiến vào, dù sao thần đế hầm mộ rất có lực hút, sau thiên thần cảnh người cũng dồn dập tiến vào, có phần địa thần cảnh cùng linh thần cảnh người cũng muốn đi tham gia trò vui, nhưng bọn họ lại căn bản vô pháp bước vào cửa đá, bọn hắn được một nguồn sức mạnh cho cách trở ở bên ngoài, xem ra muốn tiến vào cửa đá bên trong, nhất định muốn địa thần cảnh bên trên tu vi mới có thể. Diệp thần phong liếc nhìn bên cạnh Bạch Tiểu Nhu cùng triệu tấn bằng đám người sau đó hắn cũng lập tức hướng về to lớn cửa đá đi đến, Bạch Tiểu Nhu bọn họ là theo sát ở Diệp thần phong hai bên. Tại thuận lợi tiến vào cửa đá bên trong sau, Diệp Thần Phong bọn hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhất cổ sức lôi kéo đang không ngừng nắm kéo thân thể của bọn họ, thân thể của bọn họ hoàn toàn không bị khống chế, chu vi có to lớn khí lưu tán loạn, đỉnh đầu bọn họ đấu bồng bị tức lưu cho thổi bay rồi, mà mang tại bọn hắn mặt nạ trên mặt cũng bị khí lưu cho hướng kích hủy. Tốt tại bọn hắn có thể kịp thời điều động trong cơ thể linh khí, này mới khiến được thân thể của bọn họ không có chịu đến bất cứ thương tổn gì chương 2250, các người chết chắc rồi. Đợi đến Diệp Thần Phong bọn hắn phục hồi tinh thần lại sau. Bọn hắn phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh lớn vô cùng đất trống bên trong. Tại mảnh đất trống này bốn phía được mấy trăm mét tường cao cho phong bế, liền ngay cả tường cao đỉnh chóp nhất cũng bị phong bế rồi, có thể nói mảnh đất trống này là một chỗ bịt kín không gian. Trước đó bước đầu tiên tiến vào La Thiên Hải cùng hoa vạn sông đám người, bọn hắn cũng toàn bộ xuất hiện tại đây, thần vương cảnh thêm vào thiên thần cảnh người, lần này tổng cộng tiến vào có thượng khoảng trăm người. Tuy rằng Diệp Thần Phong đỉnh đầu bọn họ đấu bồng cùng mặt nạ trên mặt cũng không có, thế nhưng La Thiên Hải đám người đang quan sát bốn phía đây. Bọn hắn căn bản không có chú ý tới Diệp Thần Phong cùng triệu tấn bằng bọn hắn. Mảnh này trong không gian kín không khí có phần vẩn đục, bốn phía tường cao đều là đặc thù chất liệu chế tạo, của nó nội bộ hẳn là trả cấu tạo mạnh mẽ ký hiệu, liền ngay cả thần vương cảnh cường giả cũng không cách nào phá tan cái này tường cao nơi này căn bản không có cái khác cửa ra vào rồi nếu như không nghĩ biện pháp rời đi nơi này lời nói như vậy tất cả mọi người yếu vây ở chỗ này cả đời vừa vặn tại bước vào cái kia phiến to lớn cửa đá thời điểm diệp thần phong cũng cảm giác bốn phía pháp tắc không gian bị hạn chế ở hắn nhưng không có cách câu thông đến hỗn độn chiếc nhẫn này có thể không là một chuyện tốt bây giờ đấu bồng cùng mặt nạ cũng không có bọn hắn không có khả năng che chắn đồ vật rồi. Nếu như được Lý Nguyên Mục đám người nhìn thấy bọn hắn, e sợ lập tức hội đối với bọn họ hạ sát thủ, mà lấy bọn hắn thực lực bây giờ, căn bản không chống đỡ được Lý Nguyên Mục đám người. Tại Diệp Thần Phong trong đầu nghĩ ngợi ứng đối biện pháp thời điểm. Chỉ thấy trên đỉnh đầu không gian đột nhiên vặn vẹo lên, phía trên không gian từ từ tại xé nứt ra, một đạo hắc sắc cử miệng lớn xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Sát theo đó, Oanh. Một tiếng, từ nơi này đạo cửa đại màu đen vết xước bên trong, một cái cửa đại đế. Chữ, từ trong đó xông ra, cái này đế. Chữ chính là có một loại đặc thù năng lượng hình thành, thật cao trôi nổi ở trên bầu trời. Từng trận thần thánh năng lượng từ nơi này kiểu chữ bên trong hướng về bốn phía khuếch tán, mà tại đây cái chữ bốc lên sau khi đi ra, phía trên cái kia đạo cửa đại vết xước cũng đang khép lại rồi. Này cái cửa đại màu trắng đế trong chữ tràn đầy uy nghiêm lực lượng. Đang nhìn đến cái chữ này xuất hiện sau đó là Thiên Hải, hoa vạn sông cùng ở đây còn lại tông môn người. Trên mặt bọn họ vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt rồi, bây giờ liền đế. Lời xuất hiện, nói như vậy nơi này trăm phần trăm là thần đế hầm mộ rồi, bọn hắn nhìn không chớp mắt nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đế. Chữ, mà Diệp Thần Phong trong đầu lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên lại sinh ra nghi hoặc lão hắc giang vận thiên nói tiểu tử ta luôn cảm giác có chút không đúng lắm ah tất cả thật giống phát sinh quá thuận lợi rồi từ các người thuận lợi bước vào đạo thạch môn kia lại cho tới bây giờ xuất hiện cái này đế chữ thật giống có người ở cố ý nói dối chúng ta yếu để cho chúng ta tin tưởng nơi này chính là một tòa thần đế hầm mộ thần đế cảnh cường giả hầm mộ bình thường đều là bọn hắn khi còn sống chính mình bố trí muốn đi vào thần đế hầm mộ nào có đơn giản như vậy mà vừa vặn bọn hắn lại không tiêu tốn bao nhiêu tinh lực, bọn hắn liền đem cửa đá cho đẩy ra, đây là là cổ quái nhất địa phương, có cái nào thần đế cảnh cường giả, bọn họ là hy vọng có người tiến vào bọn hắn hầm mộ bên trong. Đương nhiên đây cũng chỉ là ta cùng lão Bạch suy đoán mà thôi, chúng ta bây giờ vẫn là không cách nào khẳng định, nơi này vẫn có nhất định hy vọng là thần đế hầm mộ. Nhưng nơi này nếu quả như thật là thần đế mộ mai táng, như vậy ngươi liền phải cẩn thận Điều này nói rõ là năm đó vị kia thần đế cường giả. Cô ý muốn khiến người ta tiến vào hắn trong hầm mộ, hắn làm như vậy nhất định là có không tốt mục đích, dù sao tiểu tử ngươi cẩn thận nhiều hơn đi. La Thiên Hải đám người căn bản vô pháp từ bầu trời bên trong đế. Trong chữ xem suốt bất kỳ đầu mối nào đến, bọn hắn lại bắt đầu một lần nữa đánh giá bốn phía, bọn hắn muốn tìm được rời đi nơi này phương pháp xử lý, chân chính tiến vào thần đế hầm mộ bên trong mà lúc này Lý Nguyên Mục là Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng này ba cái lão đầu bọn hắn rốt cục phát hiện Diệp Thần Phong cùng triệu tấn bằng đám người trên mặt bọn họ đầu tiên là hiện lên vô cùng vô tận lửa giận sau đó lại có một nụ cười lạnh lùng xuất hiện Lý Nguyên Mục âm thanh lạnh lẽo quát lên Diệp Thần Phong không nghĩ tới các ngươi vẫn đúng là dám tới nơi này các ngươi là đưa tới cửa muốn chết đấy sao trước đó được người bảo vệ Thiên Nguyên cổ thành hoàn toàn là chúng ta sơ suất quá. Người nói lần này người còn sẽ có số may như vậy sao? Lý Nguyên Mục thanh âm ở đây tất cả mọi người nghe được, mọi người theo Lý Nguyên Mục ánh mắt tập trung đến Diệp Thần Phong bọn người trên thân. Trong đó Hoa Vạn Sông, La Thiên Hải cùng Triệu Vạn Trung ba người này. Bọn hắn ánh mắt híp lại, đây là bọn hắn lần thứ nhất thấy đến Diệp Thần Phong. Hoa Vạn Sông trong con người ác liệt quang mang lấp lóe, hắn dòng chính vãn bối hoa lưu khoảng không cùng hoa trường sinh toàn bộ bởi vì diệp thần phong mà chết hắn đối diệp thần phong tự nhiên là hận ý tràn đầy trên người hắn thần vương cảnh đỉnh phong khí thế trong nháy mắt tràn ngập ra trong miệng chợt quát lên thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới ngươi là ngại chính mình chết quá chậm sao lão phu ta đúng là có thể thành toàn các ngươi la thiên hải nếp nhăn đầy mặt giường như hoa cúc hắn lạnh lẽo mà hỏi, đây chính là đem các ngươi đùa nghịch xoay quanh tiểu tử. Lại dám đối với ta la thiên hải vãn bối động thủ, ta xem hắn cũng không có tam đầu lục tí. Triệu vạn chung bàn tay trong nháy mắt nắm thành quyền đầu, tại trên mờ u bàn tay của hắn bạo khởi từng cây từng cây gân xanh, đệ đệ của hắn triệu vạn phúc bị giết rồi, hắn cùng đệ đệ mình cảm tình tốt vô cùng, hắn đối diệp thần phong là hận thấu xương. Chính lúc Lý Nguyên Mục đám người tạm thời bỏ đi thần đế hầm mộ, bọn hắn muốn đối diệp thần phong bọn hắn động thủ thời điểm chỉ thấy phía trên đế chữ kịch liệt bắt đầu run rẩy từ đế chữ bên trong đột nhiên bạo bắn đi ra từng đạo hào quang màu trắng mỗi một đạo ánh sáng màu trắng cuối cùng đều tạo thành một cái to lớn cột sáng đem ở đây một người bao phủ ở trong đó rất nhanh tất cả mọi người phân biệt được bao phủ ở một cái bất đồng cột sáng màu trắng bên trong này cột sáng màu trắng như cùng là một tầng kết giới liền ngay cả la thiên hải đám người muốn phá vỡ, cuối cùng cột sáng màu trắng cũng chỉ là nổi lên một trận gợn sóng mà thôi, tất cả mọi người tại chỗ căn bản vô pháp rời đi cột sáng màu trắng rồi. Rất nhanh, một tên được cột sáng màu trắng bao phủ thiên thần cảnh một tầng người tu luyện, nhất thời biến mất ở nơi này, hẳn là bị cột sáng màu trắng truyền đã đưa ra ngoài, sát theo đó, lại có thiên thần cảnh một tầng người biến mất rồi, sau đó là thiên thần cảnh tầng hai người tu luyện, xem ra là căn cứ thực lực trình tự được truyền tống đi ra. Những người này được truyền tống đi địa phương vô cùng có khả năng chính là thần đế hầm mộ rồi, hoa vạn sông đám người hiện tại cũng căn bản nắm diệp thần phong không có biện pháp, trong đó la thiên hải quát lên, các vị ở tại đây bằng hiếu, nếu như các ngươi sau gặp phải tiểu tử này cùng hắn đồng bọn, chỉ muốn các ngươi mang theo đầu của bọn họ đến cho chúng ta, như vậy chúng ta liền thiếu nợ các ngươi một ân tình, chỉ cần là chúng ta có thể làm được sự tình, sau này chúng ta tuyệt đối không từ chối. Hoa vạn sông cùng Kim Hồng Thăng mấy người cũng vội vã phụ họa La Thiên Hải lời nói, chu vi những kia không có bị truyền tống đi người tu luyện, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong đám người ánh mắt lập tức tràn đầy một loại nào đó hưng phấn. La Thiên Giang nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, quát lên tiểu tử, lần này các ngươi chết chắc rồi, ngươi chỉ là một cái hạ đẳng vị diện người mà thôi, người bằng cái gì có thể tại chúng ta thiên huyền giới hồ tác phi vi chương 2251, đến cùng là địa phương nào? Thân ở biệt kín bên trong không gian mọi người, dựa theo thực lực cao thấp, lần lượt được truyền tống ra ngoài. Diệp thần phong cùng bạch tiểu nhu đám người, bọn hắn tự nhiên đồng dạng là được cột sáng màu trắng truyền đưa ra khỏi nơi này. Làm diệp thần phong mắt tối sầm lại tái đi, tầm mắt khôi phục như cũ sau đó hắn phát hiện mình đi tới một tòa cổ xưa bên trong đại điện. Mà bạch tiểu nhu, ngô lăng hương, giang thải huyên, Triệu Tấn bằng cùng Đàm Nguyên Vũ, bọn hắn toàn bộ không có cùng hắn đồng thời xuất hiện ở đây, xem ra cột sáng màu trắng truyền tống là phi thường hỗn loạn, bọn hắn hẳn là được truyền tống đến những nơi khác đi rồi. Đến đâu thì hay đến đó. Diệp Thần Phong bắt đầu đánh giá cung điện này, chỉ thấy tại đại điện hai bên phân biệt có 10 cái to lớn màu trắng bạc cây cột. Mỗi một cái cây cột đều là ngân quang lóng lánh, từ phía trên tản ra một loại hơi thở thần thánh. Tại đại điện phía trước nhất trên vách đá khắc họa một bức đồ án to lớn. Bức đồ án này được khắc họa giống y như thật, chỉ thấy một tên bạch y tung bay đàn ông trung niên, tay hắn nắm trường kiếm màu xanh, ngẩng đầu đứng ở đỉnh núi cao, nhiễm nhiên là một bộ thể phải cùng thiên sánh vai thật khí thế. Bức tranh này cho người một loại tràn ngập tiên khí cùng khí phách cảm giác, khiến người ta cảm thấy họa trung đàn ông trung niên tại khi còn sống tuyệt đối là bế nghĩa thiên hạ tồn tại. Ngoài ra tại đại điện chung quanh trên vách đá trà khắc họa các loại chim bay thú chạy, toàn bộ đều là rất sống động. Diệp thần phong đánh giá một lần sau đó hắn ở trong lòng hỏi, lão bạch, lão hắc, nơi này e sợ thật sự có thể là một chỗ thần đế hầm mộ, hỏa chung đàn ông trung niên phải là nam đó vị kia thần đế cảnh cường giả. Lão bạch ngô phong dỗi rảnh cũng gật đầu nói, tiểu gia hỏa, ta cùng lão hắc cũng là cảm thấy như vậy, chỗ này trong đại điện khắp nơi tràn đầy một loại đặc thù ý nhị, không phải thần đế cường giả thì không cách nào doanh tạo nên xem ra lần này ngươi muốn hảo hảo nắm chặt thần đế hầm mộ bên trong cơ duyên tuyệt đối là nhiều vô cùng chỗ này cổ lão nhưng tràn ngập chính khí đại điện đúng là không có còn lại chỗ đặc thù rồi chính lúc đứng ở bên trong cung điện giữa diệp thần phong hắn muốn quay đầu rời đi chỗ này đại điện thời điểm lông mày của hắn đột nhiên hơi nhíu lại chỉ vì sau lưng của hắn long tộc tộc trưởng dấu ấn rõ ràng không tự chủ được vận chuyển hơn nữa long tộc tộc trưởng dấu ấn tự chủ vận chuyển càng lúc càng tăng nhanh rồi. Căn bản không yêu cầu Diệp Thần Phong đi thôi thúc, cuồn cuộn chân long khí tức từ trên người hắn khuếch tán ra đến, một cái hoàng kim cự long hư ảnh hiện lên ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Sau đó, này to lớn hoàng kim cự long hư ảnh, ở trong đại điện nhanh chóng du đãng lên. Phàm là được hoàng kim cự long hư ảnh du quấy qua địa phương, toàn bộ đều cải biến, Tại Hoàng Kim Cự Long hư ảnh ở trong Đại Điện Du đã một lần, một lần nữa trở về Diệp Thần Phong bên trong thân thể sau chỗ này tràn ngập chính khí Đại Điện hoàn toàn thay đổi. Diệp Thần Phong chân mày nhíu thật chặt, sau lưng của hắn Long tộc tộc trưởng dấu ấn chấm dứt vận chuyển rồi, trên người của hắn chân Long khí tức cũng đã biến mất, chỉ thấy chỗ này Đại Điện cùng vừa nãy đem so sánh hoàn toàn là xảy ra biến hóa nghiêng trời, thậm chí có thể nói là một cái thiên hòa một chỗ tranh lệch nguyên bản hai bên phân biệt thụ lập 10 cái ngân bạch sắc cửa cây cột lớn, chỉ thấy bây giờ đâu còn là ngân bạch sắc cây cột a -Hát. Cái này hai trách phân biệt dựng đứng 10 cây cột, hắn màu sắc toàn bộ là đen như mực rồi, hơn nữa mỗi một cái trên cây cột đều bị treo một bộ khô. Thi, mỗi một bộ khô, thi trên mặt biểu lộ đều cực kỳ dữ tợn hẳn là khi còn sống tại cực đại thống khổ bên trong chết đi. Đại điện trên mặt đất gạch đá cũng toàn bộ biến thành màu đen kịt mà ngay phía trước trên vách đá khắc họa đồ án cũng cải biến. Giờ khắc này, trên vách đá nơi nào khắc họa chả là một gã tràn ngập tiên khí đàn ông trung niên a hát. Chỉ thấy trên vách đá khắc họa chính là một cái lớn vô cùng bộ xương màu đen đầu, này to lớn đầu lâu con mắt vị trí vẫn là màu máu đỏ, cho người một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Mà khắc họa ở xung quanh trên vách đá chim bay thú chạy cũng toàn bộ biến mất rồi, biến thành một vài bức máu me đầm địa hình ảnh. Mỗi một bức tranh thượng đều là một loại bất đồng kiểu chết, nơi này một vài bức hình ảnh, hẳn là trọn vẹn khắc họa mấy trăm loại thiên hình vạn trạng tàn nhẫn kiểu chết. Diệp thần phong trong con người vẻ mặt càng ngưng trọng thêm rồi, hắn ở trong lòng hỏi, Lão Bạch, Lão Hắc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão Hắc Giang vận thiên hồi đáp, xem ra vừa vận chúng ta đều bị con mắt của mình chỗ che mắt. Bây giờ chúng ta nhìn thấy được hẳn là mới là chân thực, là tiểu tử ngươi long tộc tộc, tộc trưởng dấu ấn để cho chúng ta không có bị lúc trước hư huyễn sở mê. Hoặc, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cũng nói, nơi này hẳn là bị người đặc biệt bố trí qua, thậm chí ngay cả ta cùng lão Hắc đều bị giấu đi qua. Xem ra bố trí người nơi này cực kỳ không đơn giản. Hiện tại ta là càng ngày cùng hoài nghi nơi này đến cùng phải hay không thần đế hầm mộ. Tại viễn cổ thời đại sơ kỳ tuy nói cũng có ma đạo bên trong thần đế cường giả, nơi này phong cách ngược lại là thật phù hợp ma đạo, thế nhưng cẩn thận nghĩ đến lại nói không thông thân là ma đạo người bọn họ đều là đối với mình thân phận của ma đạo phi thường nhận đồng chớ nói chi là ma đạo bên trong thần đế cường giả nếu như nơi này là một vị ma đạo thần đế cường giả hầm mộ như vậy hắn tuyệt đối khinh thường bố trí vừa vặn mê huyễn thủ pháp đem nơi này xây dựng giường như chính đạo thần đế cường giả hầm mộ bình thường đây là ta phi thường nghi ngờ địa phương xem tới nơi này vô cùng có khả năng thật không phải là thần đế hầm mộ, nhưng này lại là địa phương nào đâu này. Là ai cố ý yếu nói dối tiến vào người nơi này, để cho bọn họ lầm tưởng nơi này chính là một chỗ thần đế hầm mộ. Từ trước đó to lớn cửa đá, lại tới đế chữ, sau đó lại đến cung điện này, mỗi một dạng đều bị bố trí chân thực cực kỳ, liền ngay cả ta cùng lão hắc cũng không có cách nào phân biệt. Nếu không có tiểu gia hỏa ngươi long tộc tộc trưởng dấu ấn phát huy tác dụng, sợ là chúng ta vẫn đúng là muốn đem nơi này cho rằng là một chỗ thần đế cường giả hầm mộ rồi. Như thế nhọc lòng bố trí ở chỗ này những này, năm đó bố trí người nơi này đến cùng có ích lợi gì ý. Dù sao ta cảm thấy không hội là chuyện tốt lành gì, nói không chắc tiến vào người nơi này, có thể sống đi ra hội thật rất ít. Tiểu gia hỏa, tiếp đó, người nhất định muốn tăng cao cảnh giác. Diệp thần phong âm thầm gật gật đầu, trong lòng của hắn sơ lược có thất vọng, nếu như không phải thần đế hầm mộ, như vậy hắn thu được cơ duyên chờ mong liền bị nhỡ, hắn lập tức một lần nữa lên tinh thần, chỗ này trong đại điện hung khí xâm xâm, hắn không muốn ở chỗ này dừng lại lâu rồi, hắn nhất định muốn lập tức tìm tới Bạch Tiểu Nhu cùng mô Lang Hương đám người. Liền ở Diệp Thần Phong muốn phải nhanh chóng rời đi nơi này thời điểm. Chỉ thấy ngay phía trước trên vách đá to lớn bộ xương màu đen đầu, hắn con mắt vị trí màu đỏ nhanh chóng lấp lánh lên. Bạch, 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 thanh âm, bỗng nhiên ở trong không khí vang lên. Chỉ thấy từ hai bên đen nhánh trên trụ đá có tia sáng màu đen nhanh chóng xẹt qua đến, hắn tốc độ nhanh để Diệp Thần Phong có chút không cách nào phản ứng. Đợi đến hắn kịp phản ứng sau đó chỉ thấy tay chân của hắn toàn bộ được từng cây từng cây màu đen dây nhỏ cho đã cuốn lấy. Mỗi một cái màu đen dây nhỏ đều là từ treo ở màu đen trên trụ đá khô. Thi trong miệng bảo, bắn, mà ra, bất thình lình biến hóa, xong đưa hết cho Diệp Thần Phong một trở tay không kịp, cuốn lấy tay hắn chân màu đen dây nhỏ, nhìn như chỉ có sợi tóc bình thường nhưng cực kỳ cứng cỏi, cho dù đem trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển tới cực hạn, hắn cũng không cách nào đem màu đen dây nhỏ cho xé đứt. chương 2252, vận khí không tệ. Cuốn lấy Diệp Thần Phong tay chân màu đen dây nhỏ, càng dễ dụa, màu đen dây nhỏ quấn quanh lực lại càng cường. Diệp thần phong trên tay chân quần áo hư hại, hắn trên tay chân bị ghim ra vết thương đến, máu tươi từ trong vết thương tràn ra ngoài. Đem thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ thật khí thế tiêu thăng đến cực hạn, nhưng căn bản vẫn là chút nào không có nổi chút tác dụng nào. Mà chính trước trên vách đá to lớn màu đen lỗ thủng đầu, chỉ thấy từ viền mắt của nó bên trong, trong chớp mắt quang điểm lấp lánh. Xíu, xíu, hai đạo tiếng xé gió vang lên, hai cái màu đen kịt mũi tên nhọn, từ hắn hốc mắt trong mãnh liệt bay ra, bay thẳng đến diệp thần phong hai đùi lướt đi tới hai chân được màu đen dây nhỏ cuốn lấy diệp thần phong hắn căn bản không tránh né cc si cc si, si si. hai tiếng hắn hai đùi trực tiếp được hai cái màu đen mũi tên nhọn cho quán xuyên nhất cổ xót ruột đau nhức nhất, nhất thời trải rộng toàn thân hắn loại này màu đen mũi tên nhọn phảng phất có thể vô hạn mở rộng cảm giác đau đớn diệp thần phong linh khí tập trung đến song trên đùi đem xuyên suốt hắn bắp đùi hai cái màu đen mũi tên nhọn ép ra ngoài, tiên huyết nhất thời hô hố. Từ hắn bắp đùi trong vết thương chảy xuôi mà ra, Diệp Thần Phong lập tức muốn thi triển bất tử kim thân, đem vết thương trên đùi cho khép lại, nhưng là bất tử kim thân thi triển ra, hắn vết thương trên đùi lại hoàn toàn không có khép lại xu thế, trong cơ thể hắn thần huyết căn bản vô pháp được kích phát đi ra, này làm cho trong lòng của hắn đột nhiên một cái lộp bộp. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, nơi này ngoại trừ đã hạn chế pháp tắc không gian ở ngoài, còn bị bố trí một loại đặc thù pháp tắc, phàm là ở nơi này người bị thương, vết thương thì không cách nào lợi dụng bất luận biện pháp gì khép lại, trừ phi thực lực của ngươi cao hơn lúc trước bố trí pháp tắc người, cho nên bên trong cơ thể ngươi thần huyết không cách nào được kích phát đi ra. Tại Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói chuyện thời khắc, chỉ thấy ngay phía trước trên vách đá bộ xương màu đen hốc mắt trong lại có quang điểm lấp lánh rồi. Bây giờ ở nơi này vết thương cũng không cách nào khép lại, nếu như lại bị đánh chúng mấy lần chỗ yếu, như vậy Diệp Thần Phong nhưng phải chết ở chỗ này rồi, nhưng hắn tay chân càng dãy ruộng, cuốn lấy hắn dây nhỏ lại càng nhanh. Chính lúc lại phải có hai cái màu đen mũi tên nhọn. Từ to lớn bộ xương màu đen hốc mắt trong phi lúc đi ra, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh vội vàng nói, tiểu gia hỏa, vạn vật tương sinh tương khắc, này màu đen dây nhỏ bên trong tràn đầy hung khí cùng âm khí. Người lợi dụng thiên địa chi hỏa thanh viêm thử một lần. Xíu, xíu, hai tiếng, lại có hai cái màu đen mũi tên nhọn từ bộ xương trong hốc mắt bay ra ngoài rồi, lần này nhắm ngay địa phương là diệp thần phong trái tim cùng cái bụng. Tuy nói hắn bây giờ nắm giữ tinh không chi thạch lấy tư cách trái tim, nhưng hắn nhưng vẫn là không muốn được mũi tên nhọn cho đánh chúng vào, nặng nhất phải ở chỗ này vết thương dĩ nhiên là không cách nào khép lại trong đầu ý thức hơi động thanh viêm lập tức bay ra tại thanh viêm chạm tới màu đen dây nhỏ thời điểm này màu đen dây nhỏ thật sự đang nhanh chóng đã hòa tan hai tay hắn thượng màu đen dây nhỏ toàn bộ được thanh viêm cho đã hòa tan mắt thấy mũi tên nhọn đã áp sát rồi hắn thân thể trong dây lát hướng về trên mặt đất một ngồi sổm hai cái màu đen mũi tên nhọn từ phía trên đỉnh đầu hắn lướt đi qua cùng lúc đó Thanh Viêm cũng đem cuốn lấy Diệp Thần Phong hai chân màu đen dây nhỏ cho đã hòa tan, thoát ly màu đen dây nhỏ quấn quanh, hắn lập tức nhanh chóng lướt ra ngoài chỗ này quỷ dị đại điện. Tuy rằng hai chân của hắn bị sỏ xuyên rồi, thế nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng có thể hành tẩu. Đang đi ra đại điện sau đó Diệp Thần Phong mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Trước đó không nghĩ tới lợi dụng Thanh Viêm, hoàn toàn là Thanh Viêm nhiệt độ không đủ mạnh, hắn theo bản năng cho là mình thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ sức mạnh cũng không cách nào tránh thoát màu đen dây nhỏ, thanh viêm căn bản là càng thêm không làm được. Nhưng thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, may là lão bạch cùng lão hắc đúng lúc nghĩ tới điểm này. Tại Diệp Thần Phong đi ra đại điện sau, chỉ thấy bên ngoài là một mảnh không nhỏ quảng trường, toàn bộ quảng trường đều là trống rỗng, đang xác định bên ngoài hẳn tạm thời không gặp nguy hiểm sau đó Diệp Thần Phong tại quảng trường trong một góc hẻo lánh ngồi xếp băng. Hắn nhất định muốn trước tiên khép lại trên đùi thương thế, bên ngoài hạn chế vết thương khép lại sức mạnh tiểu không ít diệp thần phong dựa vào sức mạnh của mình có thể khép lại vết thương rồi dù sao tạm lúc cũng không có nguy hiểm hắn không có ý định lãng phí thần huyết thi triển bất tử kim thân dựa vào hắn sức mạnh của mình hắn cũng có thể khôi phục trên hai chân vết thương mà đang ở diệp thần phong ngồi xếp bằng chữa thương thời khắc có ba bóng người đến nơi này này ba bóng người đang nhìn đến diệp thần phong sau đó trên mặt bọn họ toàn bộ lộ ra nụ cười đắc ý này ba bóng người chính là ba cái đàn ông trung niên. Trong đó thực lực tại thiên thần cảnh 5 tầng trung kỳ tên là Trương Thiên Phương. Thực lực tại thiên thần cảnh 5 tầng hậu kỳ tên là Vạn Không Vân. Cái cuối cùng thực lực tại thiên thần cảnh 5 tầng đỉnh phong tên là Phan Vĩnh Trí. Ba người này đến từ chính Trung Châu ba cái nhất lưu thế lực bên trong. Trước đó bọn hắn nhưng nghe được La Thiên Hải đám người bảo, chỉ cần bọn hắn có thể cầm diệp thần phong đám người đầu lâu, giao cho tiêu giao cung nhóm thế lực, như vậy tiêu giao cung nhóm thế lực liền thiếu nợ một món nợ ân tình của bọn họ tiêu giao cung nhóm thế lực lấy tư cách trung châu hàng đầu thế lực có thể để cho bọn hắn ghi nợ ân tình này là cực kỳ không dễ dàng nhân tình này hay là có thể để cho bọn hắn một bước lên mây hay là có thể để cho thực lực của bọn họ nâng cao một bước cho nên trương thiên phương vạn không vân cùng phan vĩnh trí mới sẽ như thế đắc ý bọn hắn tuy rằng cũng cảm giác được diệp thần phong thực lực tại thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ nhưng bọn họ nghe nói trên trời huyền thịnh điển thời điểm, Diệp Thần Phong thực lực chỉ có hóa thần cảnh, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong nhanh chóng như vậy tăng cao thực lực, nhất định là dùng cái gì bằng môn tà đạo, thực lực chắc chắn sẽ không vững chắc. Lại nói, cho dù Diệp Thần Phong là thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ cường giả thì lại làm sao, ba người bọn họ toàn bộ đều là thiên thần cảnh năm tầng cường giả, hơn nữa thực lực đều cao hơn Diệp Thần Phong, bọn hắn còn cần e ngại cái gì. Căn cứ tiêu giao cùng nhóm thế lực phân tán tin tức, Diệp Thần Phong sau lưng cường giả mới là đáng sợ nhất, cho nên dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong đầu lâu đã là vật ở trong túi của bọn hắn. Trương Thiên Phương, Vạn Không Vân cùng Phan Vĩnh Trí ba người này, bọn hắn đi tới Diệp Thần Phong trước người, nhìn thấy Diệp Thần Phong trên hai chân vết thương sau đó bọn họ là càng thêm hài lòng rồi. Nguyên lai like này Diệp Thần Phong là ở nơi này chữa thương, đối phó một cái bị thương người bọn hắn càng thêm không có gì phải sợ rồi. Trương Thiên Phương cười nói, Diệp Thần Phong tiểu tử này là chúng ta đồng thời phát hiện, chúng ta nên yếu chia đều, đầu của hắn coi như chúng ta đồng thời giao cho tiêu giao cung bọn hắn, làm sao? Đúng vậy, ta cũng đồng ý, chúng ta có thể gặp phải đơn độc một người Diệp Thần Phong, chúng ta vận khí coi như không tệ rồi, chúng ta nên yếu chia đều mới đúng. Vạn không vân cũng phụ họa nói. Phan Vĩnh Trí cuối cùng cũng nói, được rồi, cứ làm như thế, bất quá, đến lúc đó nhân tình này phải như thế nào hướng về tiêu giao cung bọn hắn đòi hỏi, chúng ta nhất định phải muốn hảo hảo thương lượng một chút, yếu đạt thành thống nhất mới có thể. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất chứa thương diệp thần phong, hắn trước sau liền con mắt đều không có mở to một cái, đối mặt này ba cái đã thảo luận phân đầu hắn con ruồi, hắn là thật sự một chút hứng thú cũng không có hải nạp bách xuyên hấp thu so với thực lực mình cao hơn một ít người mới có rõ rệt hiệu quả, mà ba người này toàn bộ đều là thiên thần cảnh năm tầng, cho nên Diệp Thần Phong đối với bọn họ là không hứng lắm. chương 2253, chả không đủ dính răng. Nhìn thấy Diệp Thần Phong liền con mắt đều không có mở to một cái. Trương Thiên Phương, Vạn Không Vân cùng Phan Vĩnh Trí ba người này, lông mày của bọn họ hơi nhíu lại, này Diệp Thần Phong không khỏi quá tự cho là đúng chứ, Bọn hắn có một loại bị không để ý tới cảm giác, trên mặt không tự chủ được hiện lên vẻ giận dữ. Ba người bọn họ toàn bộ ánh mắt như ngừng lại nhắm mắt chứa thương diệp thần phong trên người, bọn hắn lại tỉ mỉ cảm ứng một lần diệp thần phong khí thế trên người, tại bảo đảm diệp thần phong thật sự chỉ có thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ thực lực sau, trên mặt bọn họ vẻ giận dữ là càng thêm thịnh vượng, bọn hắn nhưng không có chút nào tin tưởng một cái bị thương thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ, vẫn có thể tại ba người bọn họ trong tay lật lên cái gì bọt nước đến. Trương Thiên Phương, Vạn Không Vân cùng Phan Vĩnh Trí bọn hắn đều cho rằng Diệp Thần Phong là ở cố làm ra vẻ bí ẩn, vì được đó là có thể đủ dọa đi bọn hắn, trong lòng có suy đoán như vậy sau đó bọn hắn thật cũng không vội vã động thủ, trên mặt vẻ giận dữ từ từ chuyển biến thành ý hành hạ. Trương Thiên Phương mở miệng cười lạnh nói, Diệp Thần Phong, người không cần đang giả bộ rồi, Ngươi cho rằng như vậy làm có ý tứ sao? Ngươi cho rằng như thế cố làm ra vẻ bí ẩn, chúng ta cũng không dám ra tay với ngươi. Gần nhất ngươi ở Trung Châu nhưng phong quang vô cùng a hát Không chỉ nhiễu loạn Thiên Huyền Thịnh Điển, chả để tiêu giao cung bọn hắn toàn bộ ăn quả đắng. Âm thanh dừng lại một chút sau đó Trương Thiên Phương giọng điệu trở nên càng thêm khinh thường, ngươi thật sự coi chính mình tính là cái nhân vật sao? Lợi hại là ở sau lưng ngươi cường giả. Mà ngươi Diệp Thần Phong là cái thá gì? Lai lịch của ngươi bây giờ trên trời huyền giới rất nhiều người đều biết rồi, ngươi chẳng qua là từ dưới các loại vị diện đi tới người mà thôi." Vạn Không Vân cũng gật đầu, cười nói, "Diệp Thần Phong, ngươi thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ thực lực, trong đó có bao nhiêu giọt xương, ta nghĩ ngươi bên trong lòng mình cũng rõ ràng, trên trời huyền thịnh điển thời điểm, ngươi mới hóa thần cảnh, bây giờ ngươi liền thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ." ngươi cho rằng người trong cả thiên hạ đều là kẻ đần sao. Chỉ sợ ngươi chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi, ngươi chân thực sức chiến đấu có thể so sánh với địa thần cảnh cường giả sao. Phan Vĩnh Trí thấy Diệp Thần Phong vẫn không có mở mắt ra, hắn nói ra, xem ra tiểu tử này là ý định yếu trang rốt cuộc. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đem đầu của hắn cho cắt đi, nơi này chính là thần đế hầm mộ, chúng ta còn muốn đi thăm dò những nơi còn lại, không thể tại tiểu tử này trên người lãng phí thời gian rồi. Nói cũng đúng, vạn không vân lập tức phụ họa nói, hắn trước tiên hướng về diệp thần phong lướt tới, mà Phan Vĩnh Trí cùng Trương Thiên Phương nhưng là một tả một hữu đi theo vạn không vân hai bên, bởi vạn không vân trước tiên nhảy tới trước một bước, cho nên tốc độ của hắn là nhanh nhất, tại sắp tiếp cận ngồi xếp bằng mà diệp thần phong lúc, tay phải của hắn cánh tay mãnh liệt dò ra. Bàn tay biến thành ưng chảo, cực kỳ nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong cái cổ trừ đi. Hắn ưng chảo cường độ ở trong không khí sinh ra tiếng rít, thật sự giống như một đầu bỗng nhiên chụp mồi diều hâu vuốt sắc, dường như muốn đem Diệp Thần Phong cổ cho trực tiếp vặn gãy, đem đầu của hắn cho nắm ở trong tay. Mắt thấy vạn không vân ưng chảo yếu chạm vào Diệp Thần Phong cổ rồi. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, hắn đột nhiên trong lúc đó mở hai mắt ra, tay phải tựa như tia chớp rũi ra, trực tiếp nắm chặt rồi vạn không vân cổ tay làm cho vạn không vân cổ tay không cách nào phía trước tiến chút nào rồi vạn không vân thân thể vừa dừng lại này làm cho hai bên trương thiên phương cùng phan vĩnh trí dưới chân bước chân đồng dạng là không tự chủ được ngừng vạn không vân chỉ cảm giác cổ tay của mình được nhìn cân lực lượng nắm rồi dù như thế nào hắn đều không thể tránh thoát diệp thần phong thủ trưởng kết quả là tay trái của hắn bỗng nhiên nắm thành quyền đầu được linh khí nồng nặc bao vây lấy quả đấm, hướng về Diệp Thần Phong đầu đập xuống, thật giống phải đem Diệp Thần Phong đầu cho trực tiếp đánh bể bình thường. Đối mặt Vạn Không Vân cái kia thế như trẻ che quả đấm, Diệp Thần Phong đột nhiên buông lỏng ra Vạn Không Vân cổ tay, tại buông ra đồng thời, bàn tay của hắn đẩy về phía trước, Vạn Không Vân dưới chân bước chân nhất thời liên tục lùi về sau. Tại Vạn Không Vân muốn điều chỉnh một chút hỗn loạn bước chân lúc, con mắt của hắn trong chớp mắt trừng lớn một vệt hào quang màu xanh tại trong con mắt hắn không ngừng phóng to, này bôi hào quang màu xanh tốc độ quá nhanh, quá nhanh rồi, lấy tốc độ của hắn căn bản là không cách nào tránh né. Xì xì, một tiếng, chỉ thấy vệt kia màu xanh vọt thẳng đánh vào vạn không vân vị trí trái tim. Này bôi màu xanh chính là thanh vân kiếm, tại vừa vặn đẩy ra vạn không vân trong nháy mắt, Diệp thần phong lập tức rút ra sau lưng thanh vân kiếm, điều động trong cơ thể thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ sức mạnh, đem thanh vân kiếm hướng về vạn không vân quang tới lấy diệp thần phong sức mạnh phát huy được tốc độ này vạn không vân đương nhiên là không tránh khỏi rồi thanh vân ra trực tiếp quán xuyên vạn không vân trái tim mắt mở thật to vạn không vân hắn nhiễm nhiên là một bộ chết không nhắm mắt dáng dấp thân thể hướng xuống đất chậm rãi ngã xuống hai chân bị thương diệp thần phong hắn từ trên mặt đất đứng lên hắn hai chân bước đi lên còn có chút không vững vàng hắn đi tới tử vong vạn không vân trước mặt, hai tay tùy ý đặt tại vạn không vân trên người, trong cơ thể hải nạp bách xuyên vận chuyển, tại mờ u bàn tay của hắn bên trên lập tức hiện lên màu đen xoay tròn đồ án. Theo vòng xoáy màu đen bắt đầu xoay tròn, hơn nữa xoay tròn lại đến càng nhanh, vạn không vân trong cơ thể một phần có thể bị hấp thu năng lượng, nhanh chóng chảy vào diệp thần phong bên trong thân thể. Về phần vạn không vân thân thể một cách tự nhiên trở nên khô quắt xuống. Tại đem vạn không vân trong cơ thể có thể hấp thu một phần năng lượng toàn bộ dung hợp sau đó Diệp Thần Phong là bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên hấp thu thiên thần cảnh 5 tầng hậu kỳ vạn không vân, này làm cho thực lực của hắn căn bản không chiếm được lập tức đột phá, càng ở sau muốn muốn mượn hải nạp bách xuyên tăng cao thực lực, cần có năng lượng thì càng thêm hơn nhiều. Diệp Thần Phong tự nói, chút này năng lượng còn chưa đủ ta nhét kẻ răng đây. Đem ánh mắt nhìn về phía một bên Trương Thiên Phương cùng Phan Vĩnh Trí sau hai người kia sớm đã là trợn mắt hốc mồm rồi bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới hội là kết quả như thế vạn không vân liền dễ dàng như vậy đã bị chết ở tại diệp thần phong trong tay hơn nữa diệp thần phong vừa vặn thi triển là cái gì dĩ nhiên trực tiếp đem vạn không vân biến thành một bộ khô thi lấy vừa nãy diệp thần phong cho thấy sức mạnh cùng tốc độ trương thiên phương cùng phan vĩnh trí hai người bọn họ hận không thể mạnh mẽ đánh chính mình một người bạt tai bọn hắn hầu như có thể kết luận diệp thần phong sức chiến đấu cùng tốc độ tại bọn hắn bên trên rồi hiện tại bọn hắn biết tại sao diệp thần phong một mực không mở mắt tại diệp thần phong trong mắt bọn hắn chỉ là mấy con ruồi mà thôi trương thiên phương cùng phan vĩnh trí nhưng không muốn trở thành một bộ khô thi hai người bọn họ đem trong gân mạch linh khí dòng sông tăng lên tới cao nhất bóng người trực tiếp nhanh chóng hướng về phương hướng ngược lao đi rồi bọn hắn hiện tại chỉ là muốn lập tức chạy khỏi nơi này nhưng mà tại hai người bọn họ lướt ra khỏi mấy chục mét sau đó diệp thần phong lại người đến sau cư thượng chân của hắn thương đúng là không có quá ảnh hưởng tốc độ bóng người trực tiếp chắn trương thiên phương cùng phan vĩnh trí trước mặt hắn cười nói các ngươi vừa vặn không phải trả đang thương lượng muốn ta diệp thần phong đầu lâu sao làm sao hiện tại liền vội vã đi đầu của ta ngay ở chỗ này hiện tại ngươi có thể tới lấy nói thật vừa vặn chết tên kia hắn có thể để cho ta hấp thu năng lượng quá ít các người đã để cho ta động thủ, như vậy có phải hay không các người cũng cho ta cung cấp một ít năng lượng. chương 2254, 108 ngụm máu tuyền. Trương Thiên Phương cùng Phan Vĩnh Trí cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn hắn đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy sợ hãi. Đặc biệt là nhớ tới vừa vặn vạn không vân biến thành khô. Thì quá trình, hai người bọn họ có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Sớm biết như thế, lại cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đánh diệp thần phong đầu lâu chủ ý a hát. Đây không phải ngại chính mình chết không đủ nhanh sao. Quan trọng nhất là bọn hắn qua đánh giá thấp diệp thần phong sức chiến đấu rồi, đồng dạng là thiên thần cảnh 5 tầng tu vi. Tuy nói bọn hắn vẫn còn so sánh diệp thần phong tu vi cao hơn một ít, nhưng sức mạnh cùng tốc độ bọn hắn nhưng xa xa không kịp diệp thần phong. Trương Thiên Phương Hầu kết đứng thẳng nhúc nhích một chút, hắn nuốt một cái nước miếng hắn nói ra diệp thần phong ngươi đã là trung châu công địch ngươi tốt nhất thu liễm một chút vừa vặn là chúng ta không đúng ta có thể cho ngươi hấp một điểm năng lượng nhưng ngươi nhất định muốn để ta sống rời đi diệp thần phong cười lạnh nói đề nghị này không sai đáng tiếc ta chỉ có thể hấp thu chết người trong cơ thể năng lượng hai người các ngươi bây giờ còn không phải người chết lời này vừa nói ra trương thiên phương cùng phan vĩnh trí trong đầu thần kinh đột nhiên căng thẳng Diệp Thần Phong lời nói phi thường đã minh bạch, hai người bọn họ lại làm sao thỏa hiệp cũng vô ích, chính là chó cùng rứt dậu. Đến lúc này, hai người bọn họ chỉ có liều mạng một lần rồi, trong cơ thể khí thế nhất thời dường như nước sôi sôi trào lên, hai người bọn họ cánh tay nhanh chóng cua múa, mạnh mẽ chiến kỹ trong nháy mắt được phát huy ra, như hung mãnh hồng thủy bình thường đánh về phía Diệp Thần Phong. Nhưng bọn họ mạnh mẽ chiến kỹ, oanh kích đến chỉ là Diệp Thần Phong tàn ảnh, mà Diệp Thần Phong bản thân đã sớm biến mất ở trước mặt bọn họ, này để hai người bọn họ có một loại linh cảm không lành. Xì xì, xì xì, hai tiếng, liền ở Trương Thiên Phương cùng Phan Vĩnh Trí nội tâm bất an thời gian, hai bàn tay từ ngực của bọn hắn. Khẩu, bên trong xuyên thấu đi ra, hai người bọn họ trái tim trực tiếp được bóp nát. Xuyên thấu hai người bọn họ ngực, miệng bàn tay chính là đến từ Diệp Thần Phong, hắn sớm đã là đi tới Trương Thiên Phương cùng Phan Vĩnh Trí sau lưng, lấy hắn bây giờ thực lực phát huy được tốc độ, hắn cho dù không thi triển tứ tinh bí pháp thiên lôi nhanh chóng, hắn cũng đủ để vượt qua hai người này rất nhiều. Tại Trương Thiên Phương cùng Phan Vĩnh Trí tắt thở sau đó Diệp Thần Phong lần thứ hai thi triển biển chính là Bách Xuyên, đem này trong cơ thể hai người có thể hấp thu sức mạnh, nhanh chóng hòa vào hắn trong cơ thể của mình. Nhưng tiếc rằng, biển chính là Bách Xuyên chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ dễ dàng nhất dung hợp năng lượng, Diệp Thần Phong thực lực cũng đang thiên thần cảnh 5 tầng, cho nên đem hai người này một phần nhỏ sức mạnh dung hợp, hắn vẫn không có tăng lên một cái tiểu tầng thứ. Chỉ là yếu đến danh giới đột phá rồi. Tiện tay đem Trương Thiên Phương cùng Phan Vĩnh Trí Thi. Thể ném ở một bên, đem Thanh Vân Kiếm một lần nữa thả lại trên lưng sau đó Diệp Thần Phong rời khỏi quảng trường này, trên đùi vết thương cũng không lo lắng, hơn nữa nơi này vẫn có một điểm hạn chế vết thương khép lại pháp tắc cho nên hắn muốn đi chỗ khác thử một lần những nơi khác phải hay không cũng có hạn chế vết thương khép lại pháp tắc rời đi quảng trường này sau đó ánh vào diệp thần phong trong tầm mắt chính là cao sơn lưu thủy căn bản là không cách nào một mắt nhìn tới đầu nơi này cần phải cũng thuộc về là độc lập mở ra một thế giới nhỏ quả nhiên rời đi quảng trường sau đó hạn chế vết thương khép lại pháp tắc hoàn toàn biến mất rồi Diệp Thần Phong tìm một chỗ tương đối ẩn núp địa phương, đem chân thương triệt để khôi phục tốt sau đó hắn mới một lần nữa ở nơi này thăm dò lên. Trong thiên địa đối pháp tắc không gian hạn chế vẫn không có biến mất, Diệp Thần Phong một đường thu lại hơi thở của mình. Hắn cực kỳ cẩn thận cảm ứng chung quanh gió thổi cỏ lay. Tại hướng về mặt phía bắc nhanh chóng đuổi hơn một giờ đường sau, Diệp Thần Phong đi tới một tòa cổ quái cao sơn trước, hắn luôn cảm giác chỗ này cao sơn có chút kỳ quái, có một có loại cảm giác không thật. Mà lão bạch cùng lão hắc đồng dạng là trầm ngâm, có trước đó trong đại điện nhìn nhầm sau đó lão bạch cùng lão hắc trở nên càng thêm cẩn thận lên, lão bạch ngô phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, trong lòng ngươi suy đoán không sai, trước mặt này tòa núi cao quả thực có chút quái lạ, chỉ sợ là bị người bố trí một loại nào đó che giấu trận pháp. Lão hắc giang vận thiên cũng nói, tiểu tử, bất quá, căn cứ ta cùng lão bạch cảm ứng, che giấu nơi này trận pháp không phải rất mạnh, lấy thực lực của ngươi. Lại tăng thêm ta cùng lão bạch năng lực, ngươi nên có thể phá tan nơi này trận pháp. Nhưng ngươi nhất định phải phải cẩn thận một chút mới có thể, nơi này dù sao tràn đầy quá nhiều không biết rồi, chủ yếu nhất nơi này còn không phải một cái thần đế hầm mộ. Diệp thần phong trịnh trọng gật gật đầu, hắn một bên chính mình cảm ứng trước mặt cao sơn, hắn một bên nghe lão bạch cùng lão hắc cảm ứng kết quả. Tại tự nhận là gần như sau đó hai cánh tay hắn lập tức bắt đầu múa lên, từng tầng từng tầng sóng linh khí từ trên người hắn nhộn nhạo lên. Thân là trận pháp tông sư Diệp Thần Phong, lại tăng thêm lão Bạch cùng lão Hắc, hắn từng cái phá giải động tác đều là tương đương hoàn mỹ. Không bao lâu sau, ồ, một tiếng, chỉ thấy Diệp Thần Phong trước mắt hình ảnh cải biến, trước mắt tuy rằng vẫn là một tòa núi cao, thế nhưng tại cao trong núi lại nhiều hơn một cái hẻm núi lúc trước che giấu trận pháp là đem hẻm núi này cho che che lại. Nhìn thấy hẻm núi lối vào xuất hiện sau đó Diệp Thần Phong hướng về bên trong cốc cảm ứng một phen, tại không có cảm ứng được nguy hiểm sau đó hắn từng bước một hướng về bên trong cốc đi đến. Tại bước vào hẻm núi trong nháy mắt, nhất cổ nồng nặc gây mũi mùi máu tanh, lập tức chui vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi, nơi này mùi máu tanh nồng nặc tới cực điểm, thậm chí là để Diệp Thần Phong yếu có một loại buồn nôn cảm giác, có thể nói hô hấp tiến vào mũi trong, căn bản không có không khí, toàn bộ là mùi máu tanh rồi. Bên trong cốc vẫn có sung túc tia sáng, này cũng không đến nỗi để Diệp Thần Phong tầm mắt bị nghẹt, nhẫn nhịn trong không khí nồng nặc vô cùng mùi máu tanh, Diệp Thần Phong từng bước một hướng về bên trong cốc đi đến. Khi hắn đi tới hẻm núi chính giữa thời điểm, chỉ thấy mặt đất thượng có một cái cái nước giếng khẩu một giống như động khẩu lớn nhỏ, từ trong đó không ngừng có máu nước tại đột đột đột, nhô ra. Này che kín trong không khí mùi máu tanh toàn bộ là tới từ ở nơi này. Diệp thần phong ngồi sổ người xuống, bàn tay tại trong đó một cái cửa động nhô ra huyết thủy thượng đụng một cái, sau đó thả tại trên mũi của mình ngửi một cái, này từ trong cửa động toát ra chính là thứ thiệt tiên huyết. Trên mặt đất cửa động phi thường dày đặc, Diệp thần phong cẩn thận cảm ứng một lần trên mặt đất cửa động, nơi này tổng cộng có 108 cái chảy máu ra cửa động. Cảnh tượng như thế này thực sự thật là quỷ dị, hang động này bên trong làm sao sẽ bốc lên chân chính huyết thủy đến. Chuyện này quả thật là khiến người không thể nghĩ rõ ràng. Lão Bạch Ngô Phong rối rảnh cùng lão Hắc Giang vận thiên tại cảm giác được như cảnh tượng này sau, hai người bọn họ lần lượt đã trầm mặc sau một hồi lâu, lão Bạch Âm Thanh ngưng trọng nói, tiểu gia hỏa, xem ra lần này thật sự có phiền toái hiện tại trăm phần trăm không phải thần đế hầm mộ rồi, người biết trên mặt đất bốc lên huyết thủy cửa động là cái gì không? Đây là 108 cái suối máu, người biết ở nơi nào mới có thể xuất hiện suối máu sao? Suối máu, nghe được lão Bạch Ngô Phong rỗi rảnh ngưng trọng thanh âm sau, Diệp Thần Phong đã làm tốt trong lòng chuẩn bị, e sợ mảnh này độc lập tiểu thế giới không những không cách nào mang đến cho hắn cơ duyên, có thể còn có thể khiến hắn thân hãm tuyệt cảnh bằng không lão bạch tuyệt đối sẽ không trịnh trọng như vậy. chương 2255, uống máu tộc tổ địa. Diệp thần phong không khỏi nghi vấn đạo, lão bạch, lão hắc, nơi nào mới có thể xuất hiện loại này suối máu. Lão bạch ngô phong dỗi rảnh âm thanh trầm thấp nói ra, tiểu gia hỏa, người biết những này suối máu nguồn gốc sao. Trên thế giới này cũng sẽ không vô duyên vô cớ nắm giữ suối máu, dù sao từ trong đó toát ra toàn bộ đều là chân chính huyết thủy, Nói như vậy cái gọi là suối máu toàn bộ đều là người tu luyện chế tạo thành. Mỗi một dòng máu dưới đáy đều là hơn vạn, thậm chí vài trăm ngàn có thi. Thể, những này suối máu bên trong nhô ra huyết thủy đều là tới từ ở những này thi. Thể, tại toàn bộ suối máu bên trong được cấu tạo trận pháp đặc biệt, cho nên chỉ cần huyết thủy không bị người hết sức hấp thu đi, nơi này suối máu liền sẽ không ngừng tuần hoàn đi xuống, sinh sôi liên tục. Nghe được lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau, Diệp Thần Phong trong lòng cả kinh, nếu như mỗi một dòng máu thấp nhất tối thiểu có mấy vạn đến mười mấy vạn người thi. Thể, như vậy muốn rèn đúc 108 cái suối máu, này muốn giết chết bao nhiêu người mới có thể. Chuyện này quả thật là một cái cực kỳ khổng lồ con số, đến cùng ai như vậy tàn nhẫn. Tại lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh dừng lại thời điểm, lão Hắc Giang vận thiên núi liền đi, nói ra tiểu tử, nguyên bản ta cùng lão hắc cũng không biết suối máu nguồn gốc, nhưng năm đó tại chúng ta thời điểm còn sống, chúng ta đều là ưa thích thu gom một ít đã từng cổ tịch. Tại một lần bất ngờ giữa, hai chúng ta cộng đồng đã lấy được một bản cổ tịch, lúc đó hai chúng ta thậm chí còn vì thế không nhượng bộ chút nào. Bởi vì cái kia bản cổ tịch có thể là lúc đó duy nhất một quyển, hơn nữa hầu như không có mấy người xem qua cái kia bản cổ tịch, ở đằng kia bản cổ tịch thượng ghi chép là một đoạn viễn cổ thời đại sơ kỳ bí ẩn. Đoạn kia bí ẩn lúc trước chúng ta cũng không biết, nhìn cái kia bản cổ tịch sau, chúng ta mới cuối cùng hiểu được, liên quan với suối máu nguồn gốc chúng ta cũng đều là ở đằng kia bản cổ tịch bên trong nhìn đến. Lão Hắc Giang vận thiên lấy lại sức sau đó hắn tiếp tục nói, tiểu tử, tại viễn cổ thời đại sơ kỳ chuẩn bị kết thúc, muốn đi vào viễn cổ thời đại trung kỳ thời điểm, thời đại kia long tộc đã xuống dốc rồi, có thể nói vùng thế giới này vô cùng hỗn loạn, các loại thế lực cùng chủng tộc là cao thấp không đều ai đều muốn ngồi trên long tộc cái kia vạn tộc đứng đầu bảo tọa. Cho nên, tại thời đại kia hầu như mỗi ngày đều có đại chiến phát sinh, mà đang ở thời đại kia, các đại trong chủng tộc người tu luyện liên tiếp biến mất. Thậm chí là thành bách, hơn một nghìn cùng hơn vạn biến mất, này làm cho các đại chủng tộc sinh ra to lớn khủng hoảng. Theo thời gian trôi đi, sự tình là càng ngày càng nghiêm trọng, các đại chủng tộc lúc này mới ý thức được xong việc thái nghiêm trọng, bọn hắn tạm thời buông xuống tranh cướp chi tâm. Cuối cùng bọn hắn phát hiện kẻ cầm đầu cũng chính là viễn cổ uống máu tộc. Đây là một loại không muốn người biết chủng tộc, kỳ tộc nhân toàn thân đều là màu máu đỏ, dáng vẻ hắn xấu xí cực kỳ, nhưng uống máu tộc không chỉ có cường độ thân thể lợi hại phi phàm, bọn hắn cùng đối thủ đối chiến thời điểm, bọn hắn tu luyện chính là làm một loại uống máu, đối thủ không cẩn thận cũng sẽ bị bọn hắn nuốt vào mất toàn thân tiên huyết mà chết uống máu có thể nói vô cùng tà môn, một khi uống máu tộc tộc nhân nuốt trừng tiên huyết, bọn hắn sức chiến đấu lập tức hội tăng nhiều. Thẳng đến nuốt vào tiên huyết hoàn toàn tiêu hao hết, đương nhiên nếu có nuốt vào tiên huyết không có tiêu hao hết, như vậy bọn hắn còn có thể lợi dụng nuốt vào tiên huyết tăng cao thực lực, có thể nói đây là một lần hành động hai được. Lão Hắc Giang vận thiên cho Diệp Thần Phong một điểm tiếp nhận thời gian, hắn sau đó lại nói, lúc trước còn lại chủng tộc người tuy rằng phát hiện uống máu tộc, nhưng uống máu tộc cũng đã là lớn mạnh rồi, hơn nữa uống máu quỷ dị cực kỳ, cùng uống máu tộc nhân chiến đấu yếu cực kỳ cẩn thận, có thể nói tại đối phó uống máu tộc thời điểm, còn lại chủng tộc cường giả tử vong vô số. Sau, mắt thấy uống máu tộc càng ngày càng càn rỡ, bọn hắn muốn trở thành vạn tộc đứng đầu thời điểm, còn lại chủng tộc này mới chính thức buông xuống lúc trước ân oán, bọn hắn gây dựng một cái ở Lion. Bọn hắn đồng thời toàn lực đối phó uống máu tộc rồi. Nhưng cho dù như thế, xây dựng ở Lion cũng không cách nào một cái đi diệt uống máu tộc. Trận này đối phó uống máu tộc chiến đấu, hao phí tới tận có khoảng 10 năm thời gian. Ở Lion rốt cuộc đem uống máu tộc tiêu hao không sai biệt lắm, vốn cho là có thể thừa thế xông lên đem uống máu tộc triệt để diệt trừ. Nhưng uống máu tộc tổ địa lại không giải thích được biến mất rồi. Thậm chí ngay cả một điểm vết tích cũng không tìm được, về phần những kia uống máu tộc tàn dư tộc nhân, cũng căn bản không tìm được, có thể nói uống máu tộc tổ địa cùng uống máu tộc tộc nhân, là trong một đêm tại lúc đó thời đại kia bốc hơi rồi, thật giống khiến người ta cảm thấy giống như một tràng mộng. Ngay lúc đó ở Lion sẽ tìm mấy năm sau đó vẫn là không cách nào phát hiện uống máu tộc tung tích sau đó cuối cùng bọn hắn cũng buông tha cho, bởi thời đại kia chết ở uống máu tộc tay người phía dưới vô số, có thể nói đó là một đoạn hắc ám thời gian, sau đó trong liên minh ra lệnh, phong tỏa có quan hệ uống máu tộc tất cả, liên quan với ghi chép uống máu tộc của tịch hầu như là không có, lâu dần, người đến sau toàn bộ không biết có uống máu tộc như thế một chủng tộc rồi. Từ uống máu tộc quật khởi đến giảm âm thanh không để lại dấu vết, tuy nói là dường như phù dung chớm nở, nhưng uống máu tộc đúng là tồn tại qua, hơn nữa suýt chút nữa lật đổ thời đại kia cách cục, mà ta cùng lão bạch là uống máu tộc sau mới ra đời. Căn cứ quyển kia duy nhất của tịch thượng ghi chép, chỉ có tại uống máu tộc tổ địa bên trong mới có thể xuất hiện suối máu, những người còn lại căn bản không hiểu được chế tạo suối máu cụ thể biện pháp, hơn nữa căn cứ mặt trên ghi chép, tại đã từng uống máu tộc tổ địa bên trong cũng vừa hay có 108 cái suối máu, hoàn toàn cùng nơi này lẫn nhau ăn khớp. Nghe đến đó sau đó Diệp Thần Phong là hoàn toàn đã minh bạch, hắn ở trong lòng hỏi, lão Bạch, lão Hắc, căn cứ ý của các ngươi, nơi này không chỉ không phải thần đế hầm mộ, hơn nữa còn là uống máu tộc tổ địa. Thậm chí nơi này còn có thể tồn tại còn sống uống máu tộc. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh gật đầu nói, tiểu gia hỏa, người nói một chút cũng không sai, nơi này hầu như có thể khẳng định chính là uống máu tộc tổ địa rồi. Căn cứ cái kia bản cổ tịch thượng ghi chép, năm đó uống máu tộc và toàn bộ tổ địa vô duyên vô cớ biến mất, này nhất định là uống máu tộc còn lại huyết mạch cố ý mà thôi. Bây giờ tại chúng ta tiến vào nơi này thời điểm, Nơi này dĩ nhiên cố ý đem người khác lầm lạc thành một tòa thần đế hầm mộ, này uống máu tộc như thế nhọc lòng, bọn hắn nhất định là muốn dẫn hậu nhân tiến vào nơi này, xuất hiện tại mục đích của bọn họ đạt đến. E sợ so tiếp đó, nơi này chả sẽ phát sinh một loạt biến cố, uống máu tộc có thể tại thời đại kia suýt chút nữa triệt để quật khởi, điều này nói rõ uống máu tộc mạnh mẽ, năm đó biến mất một phần uống máu tộc huyết mạch, bọn hắn khẳng định hay là còn sống uống máu tộc có thể lợi dụng nhiều người như vậy tính mạng chế tạo 108 cái suối máu, bực này trùng tộc tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ, tiểu gia hỏa, người bây giờ tốt nhất nghĩ biện pháp tìm một chút rời đi uống máu tộc tổ địa phương pháp xử lý. Diệp thần phong ánh mắt cũng càng ngày càng ngưng trọng, chu vi gây mũi mùi máu tanh không ngừng kích thích khứu giác của hắn, nếu như uống máu tộc thật sự như lão bạch cùng lão hắc chỗ nói cường đại như thế, như vậy hiện tại hắn không chỉ chỉ có thể là tìm tới rời đi nơi này phương pháp xử lý, chả nhất định muốn mau chóng cùng Bạch Tiểu Nhu, Ngô Lang Hương, Triệu Tấn bằng đám người hội hợp. Chương 2256, nhất định phải nắm chặt rời đi. Trên mặt đất 108 cái suối máu bên trong toát ra huyết thủy tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi biết tiểu thế giới này là địa phương nào sau đó Diệp Thần Phong điều chỉnh một cái tâm tình của nội tâm, hắn thân là trận pháp tông sư, hắn luôn cảm giác này 108 cái suối máu sắp xếp có phần đặc thù, giống như là lấy một cái trận pháp tình thế sắp xếp. Này làm cho Diệp Thần Phong không có lập tức rời đi chỗ này hẻm núi, hắn cẩn thận quan sát này 108 cái suối máu, sau một chốc sau đó hắn ở trong lòng hỏi, lão bạch, lão hắc, có phải hay không các người cũng cảm thấy này 108 cái suối máu sắp xếp vô cùng quái lạ. Thật giống tạo thành một cái trận pháp. Lão Hắc Giang vận thiên hồi đáp, tiểu tử, Người bây giờ trận pháp trình độ đến thực là không tồi rồi, không cần ta cùng lão bạch mở miệng trước, ngươi là có thể phát hiện này 108 cái suối máu sắp xếp cổ quái, vừa vặn bởi vì uống máu tộc quan hệ, ta cùng lão bạch cũng không để ý đến máu này tuyền sắp xếp. Bây giờ xem ra này 108 cái suối máu tuyệt đối không phải lung tung sắp xếp, trong đó xác thực ẩn nấp một cái trận pháp đặc biệt, ngươi đi tới những này suối máu chính giữa một dòng máu bên cạnh, Diệp Thần Phong lập tức đi tới chính giữa một dòng máu bên, không dùng hết trắng cùng lão hắc nhắc lại, hắn trong gân mạch linh khí dòng sông lập tức vận chuyển, từ bên cạnh hắn cái này suối máu bên trong, nhất thời một đạo hào quang màu đỏ ngòm quang. Bắn, ở trên người hắn. Này hào quang màu đỏ như máu không có bất kỳ lực sát thương nào, chỉ là tại hào quang màu đỏ như máu tiếp xúc được Diệp Thần Phong thời điểm, này làm cho hắn cảm giác tiến vào hắn trong lỗ mũi mùi máu tanh tại mười mấy lần thậm chí là hơn trăm lần tăng trưởng, khiến hắn trong dạ dày là một trận bốc lên. Theo bên cạnh cái này suối máu bên trong có hào quang màu đỏ ném ra, chu vi còn lại từng miếng từng miếng suối máu bên trong, toàn bộ ném ra từng đạo hào quang màu đỏ như máu, cuối cùng hết thảy hào quang màu đỏ như máu đều tập trung vào diệp thần phong trên người, này làm cho trong cổ họng hắn bắt đầu nôn khan lên, không riêng gì mùi máu tanh. Còn có mùi hôi thối đang không ngừng tiến vào hắn trong lỗ mũi mùi máu tanh cùng mùi hôi thối đạt tới một loại cực hạn đỉnh phong thậm chí sẽ để cho ngươi cảm giác mình cũng được trong đó một phần tại hết thảy hào quang màu đỏ như máu quăng đến diệp thần phong trên người không bao lâu sau oanh một tiếng chỉ thấy những này hào quang màu đỏ như máu trong nháy mắt rời khỏi diệp thần phong thân thể toàn bộ hướng về diệp thần phong ngay phía trước nghiêng phía trên không gian tập trung cuối cùng ở nơi đó những này hào quang màu đỏ như máu toàn bộ muốn nổ tung lên rồi. Đang nổ hào quang màu đỏ như máu tản đi sau tân phong lĩnh địa đọc đầy đủ. Chỉ thấy tại diệp thần phong trước mặt tạo thành một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm, tại màn ánh sáng bên trong hiện ra một loại khác hình ảnh. Chỉ thấy huyết màn ánh sáng màu đỏ bên trong hình ảnh phi thường hắc ám, trong đó hiện ra hình ảnh cũng hẳn là uống máu tộc tổ địa một nơi nào đó. Trong hình là từng cái dáng dấp phi thường khó coi đồ vật, những thứ đồ này tương tự hình người, nhưng lại khác biệt với hình người, mặt của bọn họ là xấu xí, thân cao cũng phải so với người bình thường thấp, đều tại 1m50 đến 1m6 trong lúc đó. Toàn thân bọn họ trên dưới đều là màu máu đỏ, thậm chí khiến người ta cảm thấy da của bọn họ là trong suốt, trực tiếp nhìn thấy thân thể bọn họ bên trong lưu động máu tươi. Trong hình màu máu đỏ sinh vật tổng cộng có 50 khoảng chừng trên mặt đất là không có qua bọn hắn đầu gối dòng máu, bọn hắn hẳn là tại một chỗ hoàn toàn bịt kín không gian bên trong. Những sinh vật này phải là cái gọi là viễn cổ uống máu tộc rồi. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh mở miệng nói, tiểu gia hỏa, xem ra này uống máu tộc tổ địa bên trong xác thực vẫn tồn tại uống máu tộc tộc nhân, năm đó bọn hắn kể cả tổ địa đồng thời biến mất, bọn hắn hẳn là đem mình phong ấn lên, cũng có thể nói bọn hắn tiến vào một loại an nghỉ trạng thái. Chúng ta bây giờ nhìn thấy được chỗ này bịt kín không gian, hắn độ cao hẳn là phi thường cao. Năm đó uống máu tộc đem mình phong ấn tại trong đó thời điểm, bên trong huyết thủy hẳn là trực tiếp không đến nơi này nơi bịt kín không gian đỉnh chóp, nằm ở an nghỉ trạng thái uống máu tộc. Bọn hắn cần có huyết thủy phi thường ít, cho nên bọn hắn mới có thể một mực chống đỡ cho tới bây giờ. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, xem ra uống máu tộc loại này đem chính mình phong ấn phương pháp xử lý, nhất định là có tai hại, bọn hắn nhưng là đem chính mình phong ấn lâu như vậy, hơn nữa có thể duy trì chính mình thân cơ năng không giả yếu. Bình thường loại này phong ấn phương pháp là hiếm thấy vô cùng, lại tăng thêm bọn hắn như thế khổ tâm đem tổ địa che giấu thành thần đế mộ mai táng. Nếu như ta đoán không lầm, như vậy này uống máu tộc không thể tự kiềm chế tỉnh lại. Nhất định muốn dựa vào những người khác mở ra bọn hắn phong ấn. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nhận lấy lời nói, nói không sai. Như vậy rất nhiều chuyện đều giải thích thông, uống máu tộc thanh nơi này che giấu thành một cái thần đế hầm mộ. Bọn hắn khẳng định cũng ở trong đó bố trí rất nhiều cơ quan, những này cơ quan hội từng bước một dẫn dắt tiến vào người nơi này đến giúp đỡ bọn hắn mở ra phong ấn. Mà nắm giữ 108 cái suối máu địa phương, lối vào có trận pháp che giấu, coi như là trận pháp tông sư muốn phá vỡ cũng rất khó làm đến, người tên tiểu tử này đã coi như là trận pháp tông sư, lại tăng thêm hai chúng ta, lúc này mới so sánh thuận lợi phá tan lối vào trận pháp. Còn nữa, này 108 cái suối máu bên trong ẩn núp trận pháp, này thì càng thêm khó mà phát hiện, người bình thường đều sẽ chú ý suối máu, mà sẽ không chú ý suối máu phương thức sắp xếp, hơn nữa cho dù nhìn ra 108 cái suối máu sắp xếp có gì đó quái lạ, muốn tìm ra trong đó quái lạ cũng phi thường khó khăn. Uống máu tộc sở dĩ chưa hề đem nơi này làm được càng thêm bí ẩn. Bọn hắn hẳn là đối với nơi này bố trí có đầy đủ lòng tin. Diệp Thần Phong nhìn xem hình ảnh trong từng cái từng cái uống máu tộc tộc nhân, nghe lão Bạch cùng lão Hắc giải thích, hắn nhíu chặt hai hàng chân mày lại, chính lúc lúc này, ầm. Một tiếng hiện lên ở trong không khí hình ảnh bạo liệt ra, cái kia hiện ra viễn cổ uống máu tộc hình ảnh hoàn toàn biến mất rồi. Này 108 cái suối máu sắp xếp đi ra ngoài trận pháp, có thể nhìn thấy chỗ kia bịt kín bên trong không gian hình ảnh này hẳn không phải là uống máu tộc người cố ý bố trí, mà là sớm tại trước đó uống máu tộc không có xa suốt thời điểm liền bố trí xuống rồi, sau bọn hắn hẳn là chưa kịp đem nơi này trận pháp triệt hồi, hoặc là rút lui đi đến trận pháp sẽ ảnh hưởng tới đây 108 cái suối máu. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh ngưng trọng nói ra, tiểu gia hỏa, nếu như chúng ta suy đoán không sai, như vậy ngươi liền muốn tăng nhanh thời gian, tại uống máu tộc tổ địa bên trong không ngừng ngươi một người, e sợ đã có người đang bắt đầu giúp uống máu tộc mở ra phong ấn rồi. Người nhất định muốn lập tức rời đi uống máu tộc tổ địa, nếu để cho uống máu tộc triệt để thức tỉnh, như vậy ngươi liền muốn phiền toái. Hơn nữa lần này tiến vào nơi này thần vương cảnh cường giả cũng có không ít, những người này hoàn toàn sẽ bị thần đế hầm mộ choáng váng đầu óc, đến lúc đó cho là mình yếu thu được bảo vật. Bọn hắn hội không tiếc tất cả sức mạnh bước vào uống máu tộc bố trí tất cả bên trong, Đương nhiên hầu như toàn bộ là cừu nhân của ngươi, bất quá, cừu nhân của ngươi chết rồi không sao, nhưng không thể để cho bọn hắn mở ra uống máu tộc phong ấn. Tiểu Gia Hỏa, người bây giờ tuyệt đối lại yếu nắm chặt thời gian rồi, tìm được trước cùng ngươi đồng thời tiến vào những người kia, sau đó lại tìm tới lối ra rời đi. Chương 2257, bất tử phong ấn. Diệp Thần Phong nhìn trên mặt đất 108 cái suối máu hắn cũng không hề lập tức rời đi, máu này tuyệt đối với uống máu tộc khẳng định có tác dụng cực lớn, vạn nhất uống máu tộc đến lúc đó thật sự thức tỉnh, hắn còn chưa thể cùng Bạch Tiểu Nhu đám người hội hợp, sau đó cùng rời đi nơi này, đến lúc đó chỉ có thể cùng uống máu tộc đọ sức thượng một phen. Cho nên, trước tiên phá hỏng này 108 cái suối máu lại nói. Diệp thần phong đem chung quanh bùn đất lần lượt đem 108 cái suối máu cho chặn lại, hắn đồng thời dùng linh khí của mình, đem lấp kín bùn đất không ngừng ra cố, để cho kiên cố đến huyết thủy không cách nào nhô ra. Rất nhanh, này 108 cái suối máu toàn bộ được chắn đến xít sao được rồi. Hẻm núi mặt đất không tự chủ được bắt đầu rung động chuyển động, nhất định là bởi vì đem 108 cái suối máu phá hỏng nguyên nhân. Mặt đất rung động tần suất càng ngày càng mãnh liệt, thật giống dưới mặt đất có lực lượng nào đó yếu bộc phát ra. Diệp thần phong thân ảnh lập tức hướng về ngoài hẻm núi lao đi rồi, khi hắn rời đi hẻm núi không bao lâu. ầm 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 tiếng nổ lớn, không ngừng vang vọng tại trong không khí. Chỉ thấy từng đạo huyết cột nước phóng lên trời, sát theo đó, toàn bộ hẻm núi bên trên không ngừng xuất hiện từng cái từng cái vết dạn nứt. Oanh, một tiếng, cuối cùng toàn bộ hẻm núi hoàn toàn sụp đổ xuống, cái kia tại trong hạp cốc 108 cái suối máu, khẳng định cũng là được Diệp Thần Phong cho triệt để hủy diệt rồi. Nhưng mà, tại đem 108 cái suối máu hủy diệt sau đó Diệp Thần Phong sau lưng đột nhiên cảm giác một trận âm lãnh, hắn tổng cảm giác mình thật giống được đồ vật gì nhìn chằm chằm bình thường cẩn thận cảm ứng một phen, cũng không có cảm giác gặp sự cố, sau đó hắn cho rằng là chính mình ảo giác rồi, còn nữa lão Bạch cùng lão Hắc cũng không có cảm thấy được địa phương kỳ quái. Liếc mắt nhìn hoàn toàn sụp xuống hẻm núi sau đó Diệp Thần Phong xoay người liền rời đi, bạch tiểu nhu bọn người trên thân đều có cùng hắn giống nhau đưa tin ngọc bội, chỉ cần tại khoảng cách nhất định bên trong, thông qua đưa tin ngọc bội là có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Một đường đi về phía nam, đang đổi một giờ lộ trình sau đó Diệp Thần Phong cũng không hề gặp phải hắn khác nguy hiểm, thậm chí hắn cũng không có gặp đến bất kỳ người, xem ra chỗ này uống máu tộc tổ địa vô cùng lớn dưới chân hắn bước chân bỗng nhiên dừng lại hắn đột nhiên dừng lại nguyên nhân hắn nhìn thấy ở bên phải xa xa phương hướng nơi đó thật giống có hào quang bảy màu lấp lánh lên diệp thần phong tại dừng lại mấy giây sau đó thân ảnh của hắn nhanh chóng hướng về bên phải tiến đến mấy phút đồng hồ sau đó khi hắn đi tới tỏa ra hào quang bảy màu địa phương sau chỉ thấy ở trước mặt hắn là một mảnh thao trường một kích cỡ tương đương đất trống tại trên đất trống để từng cái từng cái bàn đá tại mỗi trên một chiếc bàn đá cũng đều có một cái hộp gỗ, này những này trên bàn đá hộp gỗ có lớn có nhỏ. Những này hộp gỗ toàn bộ tự chủ mở ra rồi, trong đó có tiên khí, có đỉnh cấp bí pháp cùng tuyệt thế công pháp vân vân, khiến người ta căn bản là đáp ứng không xuể. Tại mảnh đất trống này Chu Vi đã xuống lại hơn 10 tên thiên thần cảnh một tầng đến 7 tầng ở giữa người tu luyện rồi, bởi mảnh đất trống này thượng được bao phủ một tầng sức mạnh, bọn hắn những người này căn bản vô pháp phá tan, cho nên bọn hắn tạm thời không tiến vào được đất trống bên trong. Bất quá, đôi mắt của bọn họ bên trong toàn bộ tràn đầy một loại nào đó khát vọng, ánh mắt của bọn họ không nháy một cái nhìn chằm chằm đất trống bên trong những tuyệt thế chi bảo đó rồi. Xa xa Diệp Thần Phong thấy cảnh này sau, lông mày của hắn không khỏi hơi nhíu lại, hắn đã biết nơi này chính là uống máu tộc tổ địa rồi, hắn và lão Bạch, lão Hắc cũng đoán được uống máu tộc mục đích, vì chính là dẫn dắt tiến vào nơi này người tu luyện dùng này đến giúp bọn họ từng bước từng bước mở ra phong ấn. Cho nên nơi này căn bản không thể nào biết tự chủ xuất hiện những này tuyệt thế chi bảo, những người này nhất định cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, nhưng Diệp Thần Phong không hy vọng uống máu tộc thức tỉnh, hắn quát ta khuyên các ngươi vẫn là cách nơi này xa một chút. Diệp Thần Phong thanh âm để xung quanh chỗ đất trống hơn 10 tên thiên thần cảnh cường giả hơi sững sờ, khi bọn họ nhìn thấy đơn độc Diệp Thần Phong sau đó trên mặt bọn họ là thần sắc khinh thường. Ầm, um, một tiếng. Đang lúc này, bao phủ lại đất chống năng lượng trong nháy mắt tán loạn rồi. Không có bất kỳ sức mạnh cản trở, Súng lại tại xung quanh chỗ đất chống hơn 10 tên thiên thần cảnh người tu luyện, bọn hắn hiện tại nhưng không lo được Diệp Thần Phong rồi, đem so sánh Diệp Thần Phong mà nói. Vẫn là đất chống bên trong các loại bảo vật càng thêm hấp dẫn hắn nhóm. Những người này tranh nhau chen lấn lướt vào liễu không địa chi bên trong, chỉ lo chậm một bước bảo vật sẽ bị những người khác nhanh chân đến trước rồi, mà xa xa Diệp Thần Phong căn bản không kịp lại đây ngăn trở, lão Bạch cùng lão Hắc để Diệp Thần Phong không nên bước vào đất trống bên trong. Cái kia hơn 10 tên thiên thần cảnh người tu luyện, mỗi người bọn họ đem như thế bảo vật lấy vào tay bên trong, bọn hắn từng cái kích động sắc mặt đỏ chót. Trong miệng hưng phấn lầm bầm lầu bầu lên. Tiên khí đây thật sự là tiên khí a AH. không nghĩ tới ta sinh thời chả có thể có được một cái tiên khí một tên thiên thần cảnh bảy tầng sơ kỳ người trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm màu đỏ từ trường kiếm màu đỏ bên trong truyền ra cuồn cuộn khí thế đỉnh cấp bí pháp đây chính là truyền thuyết ngũ tinh bí pháp bên trên đỉnh cấp bí pháp ha 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 một tên thiên thần cảnh tầng sáu lão đầu cuồng tiếu lên này hơn 10 tên thiên thần cảnh người tu luyện Bọn họ đều là có thu hoạch riêng, mỗi người bọn họ đã nhận được mong muốn sau đó ánh mắt lần thứ hai tập trung đến diệp thần phong trên người, từng cái tâm tình không tệ diếu cợt lên. Tiểu tử, người khuyên chúng ta xa cách nơi này, cho rằng ngươi là thứ gì, vẫn là ngươi muốn một người lấy đi nơi này hết thảy bảo vật. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy ý nghĩ của ngươi buồn cười quá. Đầu của tiểu tử này sọ vẫn có chút tác dụng, chúng ta liền bằng bản lãnh của mình đi ai bắt được đầu của tiểu tử này sọ, như vậy cho dù là của ai. Tại những thiên thần này cảnh người tu luyện phi thường đắc ý thời điểm, trong trước mắt, trong tay bọn họ các loại tiên khí cùng bí pháp, dĩ nhiên vô duyên vô cớ biến mất không còn tăm hơi rồi, này để cho bọn họ là biến sắc mặt. Nhưng mà, không chờ bọn họ phản ứng lại, mãnh đất trống này một lần nữa được một tầng sức mạnh cho bao phủ lại rồi. Âm, 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 thanh âm không ngừng vang lên chỉ thấy những người tu luyện này thân thể là một tên tiếp theo một tên nổ tung trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ hoảng sợ những kia thân thể nổ tung tương đối chậm người bọn hắn điên cuồng công kích bao phủ lại năng lượng nhưng bọn họ căn bản vô pháp rời đi mảnh đất trống này rồi giờ khắc này trên mặt bọn họ đâu còn có đối diệp thần phong xem thường cùng trào phúng a hát trong cổ họng bọn họ quát khàn cả giọng cứu cứu lấy chúng ta nhanh cứu lấy chúng ta nhưng thân thể bọn họ liên tiếp nổ tung tốc độ không tính chậm, lần sau trước mặt sức mạnh bao phủ, e sợ Diệp Thần Phong cũng không cách nào phá vỡ. Những thiên thần này cảnh người tu luyện thân thể hóa thành dòng máu toàn bộ thẩm thấu ở trên mặt đất. Trên mặt đất hiện lên một loại nào đó hoa văn, dòng máu của bọn họ tại hoa văn giữa dòng chảy, cuối cùng tạo thành một cái màu đỏ sống chữ. Cảm giác được một màn này lão bạch cùng lão hắc không tự chủ được đồng thời nói ra, bất tử phong ấn chương 2258, bắt đầu thức tỉnh. Đất trống bên trong hơn 10 tên thiên thần cảnh người tu luyện đã toàn bộ biến thành huyết thủy. Trên mặt đất cái kia cực lớn màu đỏ sống chứ có vẻ đặc biệt chướng mắt, từ sống chữ bên trong nổi lên từng đợt sóng năng lượng, một đạo hồng sắc năng lượng mạnh mẽ, đột nhiên từ trong đó phóng lên trời. Tại đây đạo hồng sắc năng lượng mạnh mẽ phóng lên trời sau, tại trên bầu trời cũng hiện lên một cái màu máu đỏ sống chữ, Thẳng đến tốt sau một hồi lâu, giữa bầu trời huyết hồng sắc sống chữ hư ảnh mới chậm rãi tiêu tan, trên mặt đất do huyết thủy hình thành cái kia sống chữ, cũng thẩm thấu tiến vào trong lòng đất, trên mặt đất không nhìn ra có bất kỳ vết tích lưu lại, thật giống vừa vặn ở nơi này chuyện gì cũng không có phát sinh như thế. Hơn người tên thiên thần cảnh người tu luyện, cứ như vậy tại trong vòng mấy cái hít thở toàn bộ tử vong. Đây chính là uống máu tộc bố trí sao? Bất tử phong ấn lại là cái gì? Diệp thần phong não trong tràn đầy rất nhiều nghi hoặc, hắn không khỏi hỏi, lão bạch, lão hắc, các người chỗ nói bất tử phong ấn là cái gì phong ấn? Lão bạch ngô phong dỗi rảnh hồi đáp, tiểu gia hỏa, trước đó chúng ta không phải nói qua với người ma. Uống máu tộc năm đó có thể là chính mình đem chính mình phong ấn, bọn hắn dùng một loại cực kỳ hiếm thấy phong ấn phương pháp, hiện tại ta cùng lão hắc có thể xác định loại này phong ấn phương pháp liền là bất tử phong ấn bất tử phong ấn tồn tại ở viễn cổ thời đại sơ kỳ tan biến tại viễn cổ thời đại sơ kỳ cuối cùng vào lúc này đợi hội bất tử phong ấn người toàn bộ ly kỳ tử vong tính như vậy đến bất tử phong ấn giảm âm thanh không để lại dấu vết thời điểm vừa vặn là uống máu tộc cùng hắn tổ địa biến mất thời điểm như thế xem ra năm đó chính là uống máu tộc đã nhận được bất tử phong ấn phương pháp sau bất tử phong ấn phương pháp ở mảnh này trong thiên địa thất truyền chẳng trách uống máu tộc dư nghiệt có thể mang chính mình phong ấn lâu như vậy rồi, này bất tử phong ấn phương pháp tuy rằng không phải chân chính là bất tử, nhưng là tuyệt đối là phi thường không đơn giản rồi, thi triển bất tử phong ấn sau. Chỉ cần chuẩn bị một phần năng lượng, thì có thể làm cho người tại phong ấn trạng thái không ngừng tồn sống tiếp. Tối thiểu tại cho người duy trì vốn có cơ năng đồng thời, bất tử phong ấn có thể mang người phong ấn mười mấy vạn năm đến vài chục vạn năm thậm chí là trên trăm vạn năm không giống nhau. Đương nhiên bất tử phong ấn lớn nhất thiếu hụt chính là yêu cầu những người khác huyết dịch đến mở ra phong ấn, vừa vặn cái kia hơn 10 cái thiên thần cảnh người. Dòng máu của bọn họ đã mở ra bất tử phong ấn một phần tư rồi. Tại uống máu tộc tròn tổ địa, còn có ba cái nơi như thế này, đang hấp thu nhất định người tu luyện huyết dịch sau, đồng dạng là hội hình thành một cái chữ sống. Đợi đến mặt khác ba cái chữ sống cũng xuất hiện, sau đó đến lúc đó uống máu tộc liền sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Có ở đây không chết phong ấn mở ra 1 phần tư thời điểm, những kia phong ấn uống máu tộc tộc nhân, ý thức của bọn họ liền sẽ trước tiên hồi phục lại, có ở đây không chết phong ấn mở ra 2 phần tư thời điểm. Những kia phong ấn uống máu tộc tộc nhân, bên trong cơ thể của bọn họ đóng băng cơ năng liền sẽ khôi phục, có ở đây không chết phong ấn mở ra 3 phần tư thời điểm. Những kia phong ấn uống máu tộc tộc nhân, thân thể bọn họ bên trong trong gân mạch linh khí dòng sông liền sẽ một lần nữa lưu chuyển, cuối cùng có ở đây không chết phong ấn hoàn toàn mở ra, sau đó những kia phong ấn uống máu tộc tộc nhân, thân thể bọn họ cũng sẽ đạt được tự do, đến lúc đó bọn hắn coi như là hoàn toàn thức tỉnh rồi. Nghe được lão Bạch Ngô phong rỗi rảnh giải thích sau đó Diệp Thần phong đột nhiên cảm giác sau lưng càng thêm âm lãnh rồi bây giờ một phần tư là bất tử phong ấn bị giải khai, nói cách khác uống máu tộc tộc nhân ý thức khôi phục. Sau lưng của hắn âm lãnh ngày càng rõ ràng, vừa vạn hủy diệt 108 cái suối máu thời điểm chính là loại này cảm giác, trong đầu hắn thần kinh căng thẳng, lão hắc âm thanh ngưng trọng nói ra tiểu tử. E sợ vừa vặn tại người hủy diệt 108 cái suối máu thời điểm, người đã bị uống máu tộc tổ địa bên trong lực lượng nào đó đã tập trung vào, bây giờ những bị phong ấn đó uống máu tộc tộc nhân, ý thức của bọn họ đã thức tỉnh, chỉ sợ bọn họ có thể cảm giác được sự tồn tại của ngươi rồi, dù sao nơi này chính là là bọn hắn tổ địa. Nghe vậy, Diệp Thần Phong lầm bầm lầu bầu mở miệng, lẽ nào uống máu tộc tộc nhân đều là con rùa đen rút đầu sao? Ta nghĩ các ngươi đã cảm giác được sự tồn tại của ta đi nha. Làm sao, dáng dấp của các ngươi lớn lên xấu xí, khó đạo thanh âm cũng khó nghe cực kỳ sao, thanh nơi này bố trí thành thần đế mộ mai táng, nghĩ đến đám các ngươi như vậy là có thể man thiên quá hải. Tại diệp thần phong thanh âm hạ xuống không bao lâu sau. Trong đầu hắn đột nhiên vang lên một đạo âm lãnh thanh âm, tiểu tử, xem ra ngươi chả hiểu rõ rất nhiều. Bây giờ đã qua nhiều như vậy tuế nguyệt, ngươi còn biết chúng ta uống máu tộc, ngươi thậm chí còn nhìn ra nơi này cũng không phải thần đế hầm mộ, nhưng này thì lại làm sao? Ta chính là uống máu tộc tộc trưởng, Ngươi dám to gan hủy chúng ta uống máu tộc 108 cái suối máu, ngươi liền nhất định không cách nào sống sót rời đi nơi này rồi, đương nhiên tự coi như ngươi không hủy diệt suối máu, ngươi vẫn là không cách nào rời đi, chỉ bất quá ngươi bây giờ sẽ chết càng thêm thê thảm. Trước đó hủy diệt suối máu thời điểm, uống máu tộc tộc nhân ý thức tuy rằng vẫn không có khôi phục, nhưng Diệp Thần Phong được chỗ này tổ địa bên trong lực lượng nào đó cho đã tập trung vào, bây giờ khôi phục ý thức uống máu tộc tộc nhân, hẳn là từ trên người Diệp Thần Phong cảm thấy này cỗ khóa chặt sức mạnh, cho nên bọn hắn mới biết 108 cái suối máu là bị Diệp Thần Phong hủy diệt. Diệp Thần Phong không nghĩ tới uống máu tộc tộc trưởng sẽ trực tiếp lợi dụng truyền âm phương thức đối thoại với hắn, căn cứ truyền âm Diệp Thần Phong vẫn là không cách nào phán đoán, những kia uống máu tộc tộc nhân bị phong ấn vị trí cụ thể. Xem ra lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên suy đoán toàn bộ đúng rồi, bây giờ uống máu tộc tộc nhân, ý thức của bọn họ đã khôi phục, hắn lạnh lùng nói, nếu như uống máu tộc có trâu bò như vậy, năm đó các ngươi cũng không cần phong ấn chính mình rồi, bây giờ còn yếu khiến người khác đến thay các ngươi bỏ niêm phong, các ngươi tự mình cảm giác thật đúng là hài lòng, không phải là bất tử phong ấn sao. Hiện tại mới mở ra một phần tư, còn có ba phần tư không có mở ra đây. Âm lãnh kia thanh âm lần nữa tại diệp thần phong trong đầu vang vọng, tiểu tử, xem ra ngươi chả thật biết rõ không ít tự coi như ngươi biết thì lại làm sao? Ngươi nói nơi này không phải thần đế hầm mộ, người khác liền sẽ tin ngươi sao? Lòng người đều là tham, lam, đối mặt về thế bảo vật, các ngươi những này ngu. Ngu xuẩn nhân loại người tu luyện, các ngươi lại làm sao có thể nắm giữ được bản tâm? Tiểu tử, bản tôn đối với ngươi là càng ngày càng có hứng thú, hy vọng ngươi có thể sống đến chúng ta uống máu tộc triệt để thức tỉnh đi đến lúc đó bản tôn tuyệt đối sẽ đặc biệt chiêu đãi ngươi nếu như muốn ngăn cản chúng ta thức tỉnh ngươi vẫn là tỉnh lại đi ta đã cảm ứng một lần toàn bộ tổ địa rồi lần này trả tiến vào không ít thần vương cảnh cường giả ngươi chỉ là một cái thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ người ngươi ngăn cản được thần vương cảnh người sao nói xong câu đó sau âm lãnh thanh âm liền cũng không còn từ diệp thần phong trong đầu vang lên diệp thần phong vẻ mặt có phần nghiêm nghị Bây giờ uống máu tộc bắt đầu thức tỉnh rồi, xem ra muốn trong thời gian ngắn tìm tới rời đi nơi này phương pháp xử lý, đây cơ hồ là không thể nào, muốn ngăn cản uống máu tộc thức tỉnh, hắn cũng không biết mở ra bất tử phòng ấn mặt khác 3 phần tư địa phương ở nơi nào. Lẽ nào thật sự muốn cùng uống máu tộc đối đầu sao? Có thể thực lực bây giờ của hắn, đối mặt uống máu tộc căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Chương 2259, sàn sàn với nhau một mảnh rộng lớn rừng rậm bên trong. Một đạo bóng người màu đen nhanh chóng ở trong đó xuyên qua. Diệp thần phong rời khỏi mảnh kia đất trống sau đó hắn liền tiếp tục tìm kiếm bạch tiểu nhu đám người. Hắn nhất định muốn tại uống máu tộc hoàn toàn thức tỉnh trước tìm tới bạch tiểu nhu cùng ngô lang hương bọn hắn. Nhưng uống máu tộc tổ địa quá lớn, tuy nói trên người có đưa tin ngọc bội, có thể tại khoảng cách nhất định bên trong cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, nhưng Diệp Thần Phong trên người đưa tin Ngọc Bội Thủy Trung là không có phản ứng chút nào, nói cách khác hắn căn bản không có tiếp cận Ngô Lăng Hương cùng Bạch Tiểu Nhu đám người. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân bỗng nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn phía mặt nam trên bầu trời, chỉ thấy nơi đó giữa bầu trời cũng hiện lên một cái màu máu đỏ sống chữ. Chuyện này ý nghĩa là lại có người bước chân vào uống máu tộc đã sớm bố trí kỹ càng trong bẫy dập, trợ giúp uống máu tộc mở ra hai phần tư là bất tử phong ấn, bây giờ 2 phần tư là bất tử phong ấn mở ra, như vậy uống máu tộc trong cơ thể đóng băng cơ năng cũng khôi phục. Diệp thần phong vẻ mặt càng phát ngưng trọng, cứ theo đà này, khoảng cách uống máu tộc triệt để thức tỉnh không có thời gian dài bao lâu, tiến vào nơi này còn lại người tu luyện hoàn toàn là được thần đế hầm mộ choáng váng đầu óc rồi, hắn lo âu bạch tiểu nhu đám người có thể hay không cũng bước vào uống máu tộc cảm bẫy bên trong. Nghĩ đến đây, Diệp thần phong tốc độ lần nữa tăng lên ước chừng lại nhanh chóng tại rừng rậm bên trong đuổi hơn 2 giờ lộ trình sau đó Diệp Thần Phong trên mặt vui vẻ, hắn cuối cùng cũng coi như có thể ở trên người đưa tin trong ngọc bội cảm giác được hơi thở quen thuộc rồi. Như vậy nhìn đến Bạch Tiểu Nhu cùng Ngô Lam Hương các loại trong đó một số người, hẳn là tiến vào ngọc bội phạm vi cảm ứng rồi. Diệp Thần Phong lập tức lợi dụng đưa tin ngọc bội đưa tin, nhưng chậm chạp không có thu được đối phương đáp lại, này làm cho lông mày của hắn chăm chú nhíu lại, thậm chí trong lòng của hắn có một loại dự cảm xấu, căn cứ ngọc bội sở cảm ứng phương hướng, hắn đem tự thân tốc độ phát vung tới cực hạn, liền ngay cả tứ tinh bí pháp thiên lôi nhanh chóng đều thi triển ra. Mà giờ khắc này, tại phía trước khoảng cách diệp thần phong còn có một khoảng cách lớn địa phương. Bạch Tiểu Nhu cùng đàm nguyên vũ hai người này, bọn hắn khóe miệng đều nhiễm vết máu, mũi cùng trong miệng khí tức gấp gáp trong đó Bạch Tiểu Nhu dưới chân bước chân đã là lung la lung lay được rồi, nhưng trên mặt nàng vẻ mặt nhưng vẫn là vô cùng băng lãnh. Trên người không ngừng nổi lên lạnh lẽo sóng linh khí, một đôi mắt đẹp lạnh như băng quật. Đàm Nguyên vũ bàn tay gầy guộc nắm thành quyền đầu, dáng dấp của hắn cực kỳ chật vật, không riêng khóe miệng lây dính vết máu. Cả người trả tóc tai bù xù, tâm trong tràn đầy phẫn nộ. Chỉ thấy tại Bạch Tiểu Nhu cùng Đàm Nguyên Vũ đứng trước mặt hai cái lão đầu, hai người này không phải là tiêu giao cung la thiên giang cùng kim gia kim hồng thăng ma. Người trước tại thần vương cảnh sơ kỳ, người sau tại thần vương cảnh trung kỳ, chẳng trách đàm nguyên vũ cùng bạch tiểu nhu không là đối thủ rồi. Hai người bọn họ dù sao cũng chỉ là thiên thần cảnh thực lực người, hay là vẻn vẹn đối mặt la thiên giang, đàm nguyên vũ liên thủ với bạch tiểu nhu, bọn hắn còn có thể đọ sức thượng một phen, nhưng lại tăng thêm một cái thần vương cảnh trung kỳ kim hồng thăng, bọn hắn liền hoàn toàn không là đối thủ rồi. Trước đó Bạch Tiểu Nhu cùng Đàm Nguyên vô tiến vào chỗ này tổ địa sau đó bọn hắn cũng đều là đơn độc được truyền lực đã đến một người địa phương. Bạch Tiểu Nhu tự nhiên là đặc biệt mong muốn cùng nàng Diệp Đại ca hội hợp, nhưng nàng cái thứ nhất gặp phải là Đàm Nguyên Vũ. Thế là, hai người bọn họ liền đồng thời tại uống máu tộc tổ địa bên trong tìm kiếm Diệp Thần Phong rồi, ai biết cuối cùng Diệp Thần Phong không có tìm được bọn hắn liền gặp La Thiên Giang. Đàm Nguyên Vũ tại thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong, Bạch Tiểu Nhu thực lực hôm nay tại thiên thần cảnh tầng 3 đỉnh phong. Bạch Tiểu Nhu sức chiến đấu cũng là cực kỳ cường hãn, thêm vào thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong Đàm Nguyên Vũ, hai người bọn họ liên thủ không ngừng cùng La Thiên Giang đọ sức, mắt thấy có thể thoát ly thời điểm, Kim Hồng thăng tìm đến nơi này. Có Kim Hồng Lít gia nhập sau đó Đàm Nguyên Vũ cùng Bạch Tiểu Nhu căn bản cũng không phải là đối thủ, hai người bọn họ dựa vào chỗ này dừng già rậm rạp địa thế bọn họ là không ngừng chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn là được la thiên giang cùng kim hồng thăng đuổi theo đồng thời trên người chả bị trọng thương kim hồng thăng mặt không thay đổi nói ra các ngươi lại trốn a hát đàm nguyên vũ người thân là luyện khí các lão tổ nguyên bản ngươi tại thiên huyền giới có cực lớn địa vị chúng ta nhìn thấy ngươi cũng phải cấp ngươi mấy phần mặt mũi mà ngươi lại phản bội trung châu đầu phục diệp thần phong tên tiểu tử kia, người hẳn phải biết chính mình sớm muộn cũng sẽ có như vậy kết quả. Phi, một búng máu từ đàm nguyên vũ miệng bên trong phun ra ngoài, hắn con người kiên định quát lên, muốn giết cứ giết, ta đàm nguyên vũ xưa nay đều sẽ không hối hận lựa chọn của mình. La Thiên Giang cười lạnh nói, xem ra Diệp Thần Phong tiểu tử kia thật biết mê hoặc lòng người. Hắn Diệp Thần Phong xem như là cái thứ gì, các ngươi đã hai cái muốn chết như vậy, như vậy ta sẽ tác thành các ngươi la thiên giang tàn ảnh ở trong không khí liên tục hiện lên thân ảnh của hắn nhanh chóng áp sát đàm nguyên vô cùng bạch tiểu nhu đàm nguyên vô cùng bạch tiểu nhu bị thương nặng hai người bọn họ căn bản không phát huy ra tốc độ tránh né mà kim hồng thăng là mặt tươi cười đứng ở một bên la thiên giang muốn đối phó hai cái bị trọng thương người đây căn bản là là điều chắc chắn được rồi cuồn cuộn khí thế sung kích tại đàm nguyên vô cùng bạch tiểu nhu trên người Bạch Tiểu Nhu sắc mặt càng ngày càng lạnh như băng, trừ phi người nhập ma, như vậy hay là mới có thể có lực đánh một trận, nhưng nhập ma không phải muốn vào liền vào, lần trước là vì Diệp Thần Phong chết đi, mà làm cho nàng cuối cùng nhập ma, nhất định muốn chịu đến cực lớn kích thích, người mới sẽ tiến vào ma, chỉ khi nào nhập ma cũng là làm phiền toái, lần trước là Triệu Thắng Hồng đúng lúc đem Bạch Tiểu Nhu mang về Cửu U Băng Sư Tổ Địa, cuối cùng mới đưa trong cơ thể nàng ma khí cho thu lại trở về. Bạch Tiểu Nhu đối mặt không ngừng áp sát La Thiên Giang, trên mặt nàng không vui không buồn, có chính là chỉ là một bôi không bỏ, một vệt đối với nàng Diệp Đại Ca không bỏ. Mà Đàm Nguyên Vũ nhưng là nôn thở ra một hơi, hắn biết hay là tính mạng của hắn thật sự yếu liền như vậy chung kết, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng tâm, hắn sinh thời chả mong mỏi có thể tại luyện khí thượng nâng cao một bước, nhưng hắn mãi mãi cũng sẽ không hối hận, đường là hắn mình chọn, cho nên coi như là một con đường chết, hắn đều sẽ một mực đi đi xuống. La Thiên Giang hai cánh tay run lên, hắn hai bàn tay phân biệt đánh về Bạch Tiểu Nhu đầu cùng đàm nguyên vũ đầu, trong miệng quát lạnh chết đi cho ta. Nếu như lúc trước ta lần thứ nhất thấy đến Diệp Thần Phong tiểu tử kia, lão phu ta liền không chút do dự giết hắn, như vậy cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền toái, nhưng bây giờ cũng chưa muộn lắm, hắn sẽ chết tại đây nơi thần đế hầm mộ bên trong, các người có thể tại trên đường hoàng tuyển chờ hắn hắn rất nhanh sẽ đến bồi các ngươi. Mắt thấy là thiên giang khí thế hung hăng bàn tay càng ngày càng gần, đàm nguyên vũ cùng bạch tiểu nhu đầu sẽ trực tiếp được đập nát rồi. Chính lúc lúc này, một vệt bóng đen do xa tới gần nhanh chóng tốc biến, phàm là hắn chỗ kinh qua địa phương, trên mặt đất bùn đất được quanh người hắn kinh khí toàn bộ bao phủ đến trong không khí. Bóng đen này chỉ là trong trước mắt, hắn liền chắn đàm nguyên vũ cùng bạch tiểu nhu trước mặt, thay hai người bọn họ đã ngăn được La Thiên Giang hai trường. Âm, um, âm, um, hai tiếng. Bóng đen này cũng vỗ ra hai trường, bàn tay của hắn cùng La Thiên Giang đối mặt. Trong không khí là khí lưu phun trào. La Thiên Giang dưới chân bước chân lui về phía sau năm bước, bóng đen này cũng lui về phía sau năm bước, làm La Thiên Giang nhìn thấy bóng đen này chính là Diệp Thần Phong sau đó thần sắc hắn hơi kinh hãi. Diệp thần phong về mặt sức mạnh dĩ nhiên cùng hắn tại sàn sàn với nhau. Lần trước trên trời nguyên cổ thành Diệp Thần Phong cũng không hề tự mình ra tay, cho nên La Thiên Giang bọn hắn cũng không biết Diệp Thần Phong chiến lược chân chính tại trình độ gì. Diệp Thần Phong tại đỡ La Thiên Giang hai trưởng sau đó hắn bình thản nói ra, La Thiên Giang, người không khoác lác sẽ chết sao? Lần thứ nhất thấy mặt, người là muốn giết ta, đáng tiếc người căn bản giết không được ta, không tìm được ta, người cũng sống đến từng tuổi này rồi, người ngược lại thật biết hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng chương 2260, thực não quỷ trùng. Vừa nãy Diệp Thần Phong rất xa nhìn thấy Bạch Tiểu Nhu cùng Đàm Nguyên Vũ gặp nguy hiểm sau. Hắn liền đem tự thân thập chuyển sức mạnh phát phung tới vô cùng nhuần nguyễn, có thể nói vừa nãy cái kia hai trưởng, hắn cũng là không giữ lại chút nào. Từ xưa tới nay thần vương cảnh cùng thiên thần cảnh trong lúc đó, có một đạo khó mà vượt qua ngưỡng cửa. Nói cách khác, thiên thần cảnh cùng thần vương cảnh hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng rồi. Tại thần vương cảnh trước đó, vượt qua đẳng cấp chiến đấu hay là cũng không là chuyện không thể nào, nhưng bước vào thần vương cảnh lại bất đồng. Từ thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong bước vào thần vương cảnh sơ kỳ, người tu luyện khắp mọi mặt đều sẽ phát sinh một loại bay vọt về chất. Trước đó đàm nguyên vũ cùng bạch tiểu nhu sở dĩ có thể trong tay la thiên giang đọ sức, bọn hắn chủ nếu là không có lựa chọn chính diện giao phong, bọn họ là phối hợp lẫn nhau thoát đi, cho nên bọn hắn mới có thể trong tay La Thiên Giang kiên trì lâu như vậy. Nếu như là chính diện giao phong lời nói, như vậy hai người bọn họ liên thủ trong tay La Thiên Giang chống đỡ không được bao lâu. Mà Diệp Thần Phong lại lấy thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ thực lực, về mặt sức mạnh cùng La Thiên Giang không phân như nhau. Chuyện này quả thật là vượt qua lẽ thường, tuy nói tại viễn cổ thời đại cũng có bực này có thể vượt cấp cùng thần vương cảnh chiến đấu người, nhưng những người này đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí 10 ngón tay đầu cũng có thể đếm ra. Được Diệp Thần Phong ngăn ở phía sau Bạch Tiểu Nhu cùng Đàm Nguyên Vũ, hai người bọn họ nhìn thấy chặn ở trước mặt mình thân ảnh sau đó hai người bọn họ trong con ngươi vẻ mặt hơi dừng lại một chút, Bạch Tiểu Nhu vội vàng hô, Diệp Đại Ca. Đàm Nguyên Vũ cũng bất khả tư nghị nói ra, thần, thần Phong, Thật sự là Diệp Thần Phong biểu hiện ra sức chiến đấu quá làm cho Đàm Nguyên Vũ chấn kinh rồi, hắn tự nhiên cũng không biết bây giờ Diệp Thần Phong chân thực sức chiến đấu, làm hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong sức mạnh, dĩ nhiên có thể cùng Thần Vương cảnh sơ kỳ La Thiên Giang bất phân cao thấp, đây cơ hồ là khiến hắn ngoác mồm kinh ngạc rồi, lấy hắn Thiên Thần cảnh bảy tầng đỉnh phong thực lực. Nếu như một mình hắn đối mặt Đàm Nguyên Vũ, như vậy hắn tại Đàm Nguyên Vũ trước mặt căn bản không đủ nhìn trước đó là có sức chiến đấu cường hãn Bạch Tiểu Nhu liên hợp. Hai người bọn họ mới có thể đọ sức lâu như vậy. Đàm Nguyên Vũ còn nhớ trên trời huyền thịnh điển thời điểm, Diệp Thần Phong thực lực mới chỉ là hóa thần cảnh. Trên trời huyền thịnh điển sau khi kết thúc, Diệp Thần Phong liền dùng một loại tốc độ kinh người mãnh liệt trưởng thành, bây giờ chiến lực của hắn lại có thể cùng thần vương cảnh sơ kỳ cường giả đánh một trận e sợ hiện tại liền ngay cả hắn đàm nguyên vũ cũng không phải là diệp thần phong đối thủ rồi. Đồng dạng là dưới chân bước chân rút lui năm bước la thiên giang, sắc mặt hắn đỏ lên một mảnh, hắn chỉ cảm thấy hai bàn tay tê dại lợi hại, hắn không nghĩ tới diệp thần phong lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn có thể đã ngăn được hắn cái này hai trường, hắn trong con ngươi vẻ mặt âm trầm cực kỳ. Lúc trước lần thứ nhất cùng Diệp Thần Phong lúc gặp mặt, Diệp Thần Phong nhưng là liền hắn tiện tay một trưởng cũng không đón được này mới trải qua bao lâu. Diệp thần phong trưởng thành tốc độ quả thực là như nấm mọc sau mưa măng, tại tất cả mọi người chả chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn cũng đã trưởng thành. Càng là như thế, diệp thần phong thì càng là không lưu lại được, nếu để cho diệp thần phong thực lực lên trên nữa tăng lên, tại toàn bộ thiên huyền giới còn có ai hội là đối thủ của hắn. Lại có thêm diệp thần phong tăng cao thực lực tốc độ quá mức quỷ dị, căn bản không thể đủ người thường đi so sánh diệp thần phong những người khác từ hóa thần cảnh bước vào thiên thần cảnh yêu cầu đi tìm mấy trăm năm đến mấy ngàn năm không giống nhau mà diệp thần phong không đơn thuần là từ hóa thần cảnh bước vào thiên thần cảnh hắn là từ hóa thần cảnh bước vào thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ hắn cũng mới tốn mất bao nhiêu thời gian có không có một tháng vẫn là hai tháng nguyên bản đứng ở một bên không có ý định động thủ kim hồng thăng hắn nhìn thấy diệp thần phong trong lòng lửa giận liền không ngừng lên cao Linh Châu cùng Huyền Châu Kim Gia chi mạch là vì Diệp Thần Phong mà diệt phong, mà Kim Gia cũng bởi vì Diệp Thần Phong khí thế giảm nhiều. Bây giờ tại Kim Gia bên trong chỉ có hắn như thế một cái lão tổ rồi, hơn nữa liên Kim Gia gia chủ cùng đệ nhất thiên tài toàn bộ đều chết hết. Tại Kim Hồng Thăng trong mắt, Diệp Thần Phong quả thực chính là chết một vạn lần cũng khó giải hắn mối hận trong lòng. Kim Hồng Thăng dưới chân bước chân vượt trước một bước, hắn quát lên, Diệp Thần Phong, ngươi không khỏi đối với người ở thực lực quá tự tin chưa? Thật là của ngươi vạn năm khó được thiên tài, Người cũng xác thực có thể cùng thần vương cảnh sơ kỳ người chiến đấu đánh một trận, nhưng ta là thần vương cảnh trung kỳ thực lực, sơ kỳ cùng trung kỳ là không thể đủ tương để tịnh luận. Ở nơi này còn có viễn cổ yêu đằng giúp ngươi sao? Diệp thần phong nhìn xem phía trước mặt La Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng. Lấy thực lực bây giờ của hắn muốn đối phó liên thủ La Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng đích thật là khó khăn nhưng hôm nay ở trong lòng hắn ngăn cản uống máu tộc thức tỉnh, này mới là trọng yếu nhất. Hắn không có thời gian lãng phí, hắn cao mày nói, các ngươi chả thật sự cho rằng nơi này là thần đế hầm mộ. Nơi này chính là uống máu tộc tổ địa, các ngươi tốt nhất lập tức đi ngăn cản những người khác đụng vào nơi này tất cả. Lấy diệp thần phong người bên này tay, hắn căn bản không kịp đi ngăn trở, cho nên hắn mới mở miệng nhắc nhở một câu, dưới cái nhìn của hắn uống máu tộc muốn so tiêu giao cung các loại lão tổ khó đối phó hơn nhiều, hắn tuyệt đối là không hy vọng uống máu tộc chân chính thức tình. Uống máu tộc La Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, hai người bọn họ khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường, trong đó Kim Hồng Thăng diếu cợt nói, tiểu tử, người bịa đặt cũng sẽ không biên một cái ra dáng chút đó, cái gì uống máu tộc. Có như thế một chủng tộc sao? Người chả không phải là muốn mượn cơ hội này đào tẩu. Người nghĩ rằng chúng ta đều là kẻ đần sao. Dù sao năm đó uống máu tộc sự tình được bắt đầu phong tỏa, Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng là trong lúc vô tình đã lấy được một quyển hy hữu cổ tịch. Bọn hắn mới biết uống máu tộc chủng tộc này, như hôm nay huyền giới người không biết uống máu tộc, này cũng chẳng có gì lạ. La Thiên Giang bên trong thân thể thật khí thế bỗng nhiên tăng vọt, hắn cũng quát lên, tiểu tử, người bây giờ đừng hòng muốn dùng biện pháp như thế nói dối chúng ta, Lẽ nào chúng ta chả không nhìn ra nơi này là không phải thần đế hầm mộ sao? Diệp Thần Phong đã sớm biết hội là kết quả như thế rồi, yếu hắn những này kẻ thù cùng hắn đồng thời ngăn cản uống máu tộc thức tỉnh, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, hắn trong gân mạch linh khí dòng sông cũng vận chuyển, xem ra La Thiên Hải cùng Kim Hồng Thăng sẽ không để cho bọn hắn như thế rời khỏi. Chính lúc lúc này, Diệp Thần Phong trong đầu lại vang lên trước đó đạo kia âm lãnh thanh âm hẳn là là tới từ ở uống máu tộc tộc trưởng tiểu tử, xem ra tiến vào chúng ta uống máu tộc tổ địa, phần lớn là cử nhân của ngươi, ngươi bây giờ yếu dùng biện pháp gì đến ngăn cản chúng ta uống máu tộc thức tỉnh Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, vùng rừng rậm này lúc trước là chúng ta uống máu tộc nuôi trồng thực não quỷ trùng, những tiểu tử này cũng hẳn là nằm ở an nghỉ bên trong, bất quá, nếu có nhân loại khí tức xuất hiện, chúng nó liền sẽ tự an nghỉ bên trong từ từ tỉnh lại, Người cũng không nên dễ dàng như vậy đã chết rồi Tiến vào chúng ta tổ địa quá nhiều người rồi Mở ra bất tử phong ấn không dùng được nhiều người như vậy Tiểu tử ngươi liền cẩn thận ở nơi này dễ dụa đi Diệp thần phong nhìn xem La Thiên Giang cùng Kim Hồng Lít biểu lộ Hắn biết chỉ có chính hắn nghe được âm thanh Bởi vì La Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng trên mặt biểu lộ không có bất kỳ thay đổi Đương nhiên nằm ở diệp thần phong bên trong thân thể Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng nghe được lão hắc giang vận thiên gấp gáp trịnh trọng nói tiểu tử mau chóng rời đi nơi này thực não quỷ trùng không phải là đùa giỡn lão bạch ngô phong rối rảnh cũng lập tức nói ra nhanh mau rời đi audio điện tử võ tấn bền hết tập 113.